bên trong có mấy tên bắt cóc, cảnh sát của các anh nhanh chóng lui ra, không cần thêm phiền. Y nghiễm nhiên giống như tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã, vung mạnh tay. Bí thư Hạ, hiện tại nơi này quân đội tiếp quản, mời các lực lượng tần đường rút lui toàn bộ. Lai lịch không nhỏ, khí thế khá lớn. Lịch Phi bước về phía trước nói qua tình hình một chút, Hứa Quan Hoa nghe xong, vẻ mặt lại không kiên nhẫn. Bên trong chỉ có một người, cảnh sát các anh thật sự vô dụng, đã nửa ngày chưa có tiến triển gì, thật sự là đồ ăn hại. Nếu là người của tôi, hiện tại đã sớm cứu được Cổ Ngọc ra. Hứa Quan Hoa không đợi Hạ Tưởng nói gì, khoát tay chặn lại, lấy loa công suất lớn quát. Hải quân, anh nhanh chóng ra đầu hàng đi, tôi có để đảm bảo cho anh một con đường sống, nếu không, chờ đợi anh chỉ có cái chết, không có đường khác. Hạ Tưởng thiếu chút nữa nổ tung, dùng quân đội để đàm phán với hải quân có thể được mới là lạ. Hứa Quan Hoa quá tự phụ, y quả thực là làm trở ngại chứ không giúp được gì. Hứa Quan Hoa còn chưa dứt lời, đùng, một tiếng súng vang lên, loa công suất lớn trong tay y bị bắn nát, cách miệng y gang tấc. Súng lại vang lên, ở giữa mũ trên đầu, nếu không phải y phản ứng nhanh, phát thứ hai đã trúng đầu. Tốt, rõ ràng là một uy thế phủ đầu. Đừng nhìn Hứa Quan Hoa là thiếu tướng, nhưng y cũng không phải là thiếu tướng đã trải qua thử thách sống chết, sợ đến mức mặt không còn một giọt máu, thiếu chút nữa không đứng nổi. Giọng hải quân âm trầm vang lên. Hạ Tưởng, bộ đội cũng xuất quân rồi, tốt lắm, hiện tại chỉ cho anh 5 phút, nếu anh không ra, tôi sẽ ra tay. Chương 1257, cái uy của một trận chiến. Bọn lính rầm một tiếng vây xung quanh Hứa Quan Hoa, tức tốc đưa y ra chỗ khác. Hứa Quan Hoa vẫn chưa hoàn hồn, khí thế vừa rồi không sót lại chút gì, hít thở mấy hơi mới trấn tĩnh lại được, vẻ mặt xấu hổ. Bí thư Hạ, vừa rồi tôi không cẩn thận, xin thứ lỗi. Hạ Tưởng hiểu rõ nguyên nhân khiến Hứa Quan Hoa biết sai lập tức sửa ngay, là bởi vì Cổ Ngọc còn bị người ta bắt cóc ở bên trong. Mà hải quân chỉ cho một mình hắn vào, bởi vậy, đừng nói Hứa Quan Hoa mang đến mấy chục người, ngay cả mang đến cả trăm người cũng không có bắt được hải quân. Nhưng Hứa Quan Hoa có thể xem xét thời thế, trong nháy mắt nghĩ thông suốt điều này và xin lỗi hắn, cũng không phải đơn giản. Hạ Tưởng liền chủ động giơ tay bắt tay y. Anh cũng là sốt ruột cứu người, không trách, không trách. Sau đó, Lịch Phi mới nói qua về lai lịch của hải quân, Hứa Quan Hoa nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Tưởng không muốn chậm trễ thời gian nữa, khoát tay áo. Giờ tôi lên nói chuyện với hải quân, chậm sẽ phát sinh biến cố, Cổ Ngọc sẽ nguy hiểm. Hứa Quan Hoa vẻ mặt xấu hổ. Tôi cũng muốn xả thân cứu người. Đáng tiếc kẻ bắt cóc chỉ cho một mình anh đi lên, bí thư Hạ, ngàn vạn lần cẩn thận. Không ngờ vừa dứt lời, tiếng hải quân lại vang lên. Cổ Ngọc nói Hạ Tưởng và Hứa Quan Hoa đều có thể lên tầng. Mặt Hứa Quan Hoa biến sắc, vừa rồi chủ yếu là quá tự tin, sau phát súng, bây giờ còn chưa hoàn hồn nên hơi chần chừ. Không đợi y phản ứng lại, Hạ Tưởng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng tách ra khỏi mọi người, bước ra khoảng đất trống. Bí thư Hạ. Lãnh đạo, không ít người kìm nén kêu lên, hiện tại Hạ Tưởng hoàn toàn lộ ra dưới tầm bắn của hải quân, một phát súng sẽ có khả năng mất mạng tại chỗ. Hạ Tưởng tự nhiên đứng giữa sân, thản nhiên giơ hai tay. Hải quân, tôi lên tầng. Giọng rất thoải mái, giống như khách đến chơi. Người xung quanh nhìn hết hồn, lại âm thầm khâm phục sự bình tĩnh và dũng cảm bí thư Hạ. Giọng hải quân lại vang lên, vẫn là bình tĩnh và không có tình cảm. Tốt, một người đàn ông đích thực, một mình anh đi lên, dám đùa giỡn điều gì, mọi người đều cùng chết. Hạ Tưởng liền bước khoan thai, trước những ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú của mọi người phía sau, thong thả mà kiên định đi lên tầng. Hứa Quan Hoa nhìn bóng dáng Hạ Tưởng đi vào biệt thự, thở dài một tiếng, y biết, vừa rồi là Cổ Ngọc thử y, từ nay về sau, trong cảm nhận của Cổ Ngọc, y vĩnh viễn không còn một vị trí nhỏ nhoi. Hứa Quan Hoa vô cùng hối hận. Y đánh mất cơ hội rồi. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng căm giận Hạ Tưởng chiếm lấy Cổ Ngọc, nhưng hành động vừa rồi của Hạ Tưởng vẫn khiến y kính nể hẳn lên, một người đàn ông thật sự, một anh hùng thật sự. Quả thật cũng đáng để Cổ Ngọc thương yêu hắn chết đi sống lại. Lúc này đây, Hứa Quan Hoa thật lòng khâm phục Hạ Tưởng. Bóng Hạ Tưởng biến mất sau cánh cửa chính, mấy chục cảnh sát ở đây, mấy chục binh sĩ, không một người nào không nhìn chằm chằm theo bóng Hạ Tưởng. Chỉ cần trong lòng có nhiệt huyết,
chỉ cần là đàn ông, ai không bị hành động hiên ngang lẫm liệt của Hạ Tưởng làm cảm động. Ở thời kỳ hòa bình, không có cơ hội cho người ta thể hiện nhiệt huyết cao, nhưng lại có thử thách sống chết trước mắt, đứng trước thử thách sống chết, không phải mọi người đều có thể vượt qua. Huống chi Hạ Tưởng đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, lãnh đạo ở vị trí cao như vậy, còn có thể có hành động xả thân cứu người, tính cách này của Hạ Tưởng làm kinh ngạc mọi người ở đây. Bên trong biệt thự không bật đèn, Hạ Tưởng vừa vào cửa đã bị một cây gỗ đập vào đầu, là Hải Quân, y vỗ vỗ vào áo chống đạn của Hạ Tưởng, lạnh lùng cười. Cho dù dùng thứ này, đạn từ súng của tôi đều xuyên qua được. Hạ Tưởng không ngờ còn có thể cười được. Hải Quân, tôi đến là nói chuyện với anh, không phải đánh nhau anh, không cần dùng súng chĩa vào người tôi, trông thế có vẻ trong lòng anh thiếu tự tin. Hải Quân sửng sốt, cũng cười, buông súng xuống. Tay không anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Được, tôi rất khâm phục người đàn ông dám làm dám chịu. Đi, lên tầng. Trên tầng, góc tường có một chiếc giường lớn, trên giường ba người ngồi song song, ở giữa là cổ ngọc, hai bên là hoa nhài vàng và hoa nhài bạc. Ba người đều ăn mặc chỉnh tề, đều không bị trói, cũng không bị thương. Vừa thấy Hạ Tưởng bước vào, hoa nhài vàng nước mắt giàn giụa. Sao anh lại lên đây? Hoa nhài bạc lại nói. Thật sự là một người đàn ông đa tình, không biết nói anh thế nào cho tốt. Cổ Ngọc vẻ mặt nhu tình, cảm thấy hài lòng nói. Em biết chính là anh sẽ lên, anh không gạt em. Hải Quân cười ha hả. Bí thư Hạ, không nghĩ anh là cũng rất biết lấy lòng phụ nữ, tuy nhiên, sau hôm nay, anh không còn có cơ hội lừa phụ nữ nữa. Hải Quân còn trẻ, tóc húi cua, mày rậm, nhưng ánh mắt không lớn, hai mắt vô cùng tỉnh táo, ánh mắt rất nhanh nhạy, trong ánh mắt lộ ra sự bình tĩnh giống như một người xảo quyệt nhưng lạnh lùng. Hạ Tưởng cũng không khách khí, liền đi đến ngồi trên ghế, cũng không để ý đến ba người Cổ Ngọc, trực tiếp hỏi Hải Quân. Có chuyện gì thì hãy nói, anh muốn cái gì? Hiện tại chúng ta bắt đầu đàm phán. Tuy nhiên, trước khi đàm phán, anh hãy thả các cô ấy ra trước. Hải Quân trừng mắt nhìn lo nghĩ. Vì an toàn tôi chỉ có thể thả hai người, để lại một người làm con tin, cậu chọn một người ở lại. Tôi, Cổ Ngọc, Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc tất cả đều đồng thanh, gần như đồng thời nói. Hạ Tưởng bị gây khó dễ, ngẩng đầu nhìn ba người. Thấy trong mắt Cổ Ngọc toát ra một vẻ kiên định dứt khoát, trong nháy mặt hạ quyết tâm. Cổ Ngọc ở lại, Hoa Nhài Vàng Bạc đi. Hoa Nhài Vàng Bạc có chút không cam lòng, nhưng cũng biết hiện tại không nên nhiều lời, hai người đều nhìn Hạ Tưởng đầy trách cứ, xoay người xuống tầng. Trên tầng, chỉ còn ba người. Hải Quân quan sát Hạ Tưởng từ trên xuống dưới một lần, nói. Bí thư Hạ, tôi và cậu không thù không oán, cậu đừng trách tôi lòng lang dạ sói. Hôm nay tôi lừa cậu lên, chính là để giết cậu. Bởi vì cậu hủy diệt thực nghiệp Trung Thiên, Tổng Giám Đốc Ngưu là ân nhân của tôi giết cậu là vì báo đáp ân tình của y. Chẳng lẽ là hành vi của cá nhân Hải Quân, không phải là Ngưu Lâm Quảng bí mật sai khiến? Cũng có khả năng, người như Hải Quân, không thể hành động theo lẽ thường, Hạ Tưởng cũng không có thời gian đoán rõ chân tướng, vẫn bình tĩnh như cũ nói. Anh giết tối, anh cũng không trốn thoát, hiện tại quay đầu lại còn kịp. Tôi đảm bảo pháp luật công bằng. Bí thư Hạ, cậu không phải nói thêm nhiều lời. Tay tôi đã giết vài mạng người, cậu nghĩ rằng tôi còn có thể giữ được mạng sống. Đời này tôi cũng sống đủ rồi, giết cậu coi như hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng. Tuy nhiên cậu yên tâm, tôi chỉ giết một người, sau khi cậu chết tôi sẽ thả Cổ Ngọc. Tôi không giết phụ nữ, lại càng không giết phụ nữ vô tội. Ngưu Lâm Quảng ở đâu? Hạ Tưởng đột ngột hỏi một câu. Hải Quân sửng sốt. Không đợi y phản ứng lại, Hạ Tưởng đã ra tay. Hạ Tưởng sao có thể ngồi chờ chết, hắn biết rõ tính kiên định của Hải Quân, sẽ không bị hắn thuyết phục, cho nên, ngay từ đầu đã không cho rằng có thể khuyên Hải Quân quay đầu lại, vừa rồi nói mấy câu chỉ là kế hoãn binh, là chờ đợi một thời cơ. Hắn giữ Cổ Ngọc lại cũng là bởi vì Cổ Ngọc và hắn ăn ý, hiểu rõ ý nhau, bởi vậy thừa dịp Hải Quân không chú ý, hắn đã nháy mắt với Cổ Ngọc. Hạ Tưởng vừa ra tay. Cổ Ngọc liền chạy nhanh ra phía trước cửa sổ, cố sức đá một cái, làm cửa sổ văng ra. Hải Quân biết bị lừa, giận tím mặt, giơ một tay cầm dao găm lên, đâm thẳng vào cổ họng Hạ Tưởng, dao găm so với súng còn nhanh hơn, Hạ Tưởng sao có thể để y đâm chúng, nghiêng mình, tránh chỗ yếu hiểm,
nhưng không tránh kịp bả vai, sắc bén chợt lóe lên, trên vai bị một vết xước dài. Hạ Tưởng tuy thân thủ bình thường, nhưng cũng tự cho là có chút võ, chiêu đầu tiên đã bị thương, có thể thấy được hải quân quả nhiên lợi hại, không trách Tiêu Ngũ cũng phải sợ hãi ba phần. Chiêu đầu tiên không trúng, chiêu thứ hai của hải quân lại đến, tốc độ cực nhanh làm cho Hạ Tưởng gần như khó có thể chống đỡ, hướng đâm lại đâm vào trái tim Hạ Tưởng. Chiêu lấy mạng, có thể thấy hải quân là hạ độc thủ, không nể mặt chút nào. Nhưng dưới tình thế cấp bách, hải quân đã quên một điểm, Hạ Tưởng mặc áo chống đạn. Chờ lúc y cảm thấy đã thành công, trong lòng mừng thầm, nhưng lại thấy không đúng, đạn của y có thể xuyên qua áo chống đạn Hạ Tưởng mặc, nhưng dao găm đâm thì không được. Chẳng trách Hạ Tưởng không né tránh, không phải trốn không thoát mà bởi vì cố ý không né. Lúc muốn thoát thân thì đã muộn, Hạ Tưởng một quyền đánh ra, đánh vào giữa má phải y, độ mạnh yếu đủ mạnh, lực đạo đủ độc, thẳng đánh cho hải quân rơi ba cái răng, đồng thời lại ù tai một trận. Tuy nhiên hải quân rốt cuộc không phải là người bình thường, dao găm vừa chuyển hướng, vẽ một vòng từ dưới lên trên. Hung hăng vẽ lên bả vai Hạ Tưởng một vệt. Hợp lại, Hạ Tưởng đã trúng hai đao. Tuy rằng không phải là vết thương chí mạng nhưng máu chảy ra cũng vô cùng đáng sợ. Hải quân tức giận, thừa dịp xoay người đột nhiên rút ra một dao găm giơ tay lên, dao rời tay đi, thẳng đến ngực Cổ Ngọc. Với sức và thủ pháp của y, chỉ cần đâm trúng, Cổ Ngọc nhất định bỏ mạng tại chỗ. Hạ Tưởng không cứu kịp, chỉ cảm thấy máu hướng về phía trước dũng mãnh, bay lên đá một cái vào hải quân, dùng hết toàn sức lực. Không ngờ hải quân nhẹ nhàng tránh sang một bên. Rốt cục khom người rút ra một khẩu súng. Mọi động tác đều liền mạch lưu loát, động tác mau lẹ, vô cùng đẹp mắt. Hạ Tưởng thở dài một tiếng, cứu không được Cổ Ngọc, không bảo vệ được chính mình, hôm nay thật sự gặp rủi ro như thế. Tiêu Ngũ ở đâu, chỗ nào? Vừa mới nghĩ như vậy, chỉ nghe rầm một tiếng vang, hai bóng người gần như đồng thời nhảy qua cửa sổ tiến vào, một người phi về phía trước một tay đẩy Cổ Ngọc ngã xuống đất, dùng phía sau lưng nhận dao găm. Đúng là Tiêu Ngũ. Người còn lại chưa đứng vững, trong tay đã có một vật sắc bắn ra, súng trong tay hải quân vừa nhắm Hạ Tưởng, còn chưa kịp lên nòng, một quả đoàn tiễn tinh chế đã bay đến, xuyên thủng cả bàn tay. Đau đớn, súng lục của hải quân lập tức rơi xuống đất. Đúng là Tiêu Lương. Tiêu Lương đang được đà, không dừng lại, phi về phía trước, hải quân lại nhận thêm một quyền. Tiêu Ngũ cũng cố nén đau, cắn răng một cái, rút dao găm phía sau ra. Không để ý máu chảy, phi thân về phía trước, cùng Tiên Lương vây hải quân bên trong, cùng đấu. Chỉ đấu hai chiêu, hải quân bị thương rồi, biết mình không phải là đối thủ của hai người trước mặt, nếu đấu một, có lẽ y thắng, nhưng hai người liên kết, y không có chút phần thắng nào. Hải quân đã làm thì làm đến cùng, xoay người bước lui Tiên Ngũ, rồi đột nhiên xông lên phía trước, định ôm Hạ Tưởng, đồng quy vu tận sau đó nhảy lầu. Chương 1258, lửa thiêu Lâm Quảng. Hạ Tưởng giận dữ, cố gắng hết sức bình sinh, đạp mạnh một cước bay vào ngực hải quân, cước này dùng gần như toàn lực, đá bay hải quân ra ngoài, xuyên qua cửa sổ, ngã xuống dưới tầng. Tầng 2 tuy rằng không cao, nhưng một cước của Hạ Tưởng cũng không nhẹ, hải quân bị rơi lập tức chết ngất. Lịch Phi, Hứa Quan Hoa, Chu Minh Hoành và Lương Thu Duệ toàn bộ chạy lên tầng, không đợi mọi người nói gì. Tiêu Ngũ mới hổn hển một hơi vội vàng nói. Lãnh đạo, phát hiện tung tích của Ngưu Lâm Quảng, nhanh chóng cho người đuổi bắt. Cổ Ngọc không để ý đến đông người, nhào vào lòng Hạ Tưởng, khóc không thành tiếng. Anh hùng hụt hơi, phụ nữ lo lắng. Chứng kiến Hạ Tưởng vì cô quên mình, Cổ Ngọc nghĩ lại mà sợ. Nếu lãng mạn phải trả giá sinh mạng, thì lãng mạn không còn là lãng mạn nữa, mà là máu tanh. Tuy nhiên, Cổ Ngọc vẫn bị tính cách anh hùng của Hạ Tưởng làm cho cảm động rối tinh rối mù, cũng làm cô tin tưởng, cô thật sự không nhìn lầm người, đời này kiếp này cùng hắn cả đời, đáng giá. Hạ Tưởng không có nhiều tình cảm như vậy, hắn biết lúc này là cơ hội sắt rèn đang còn nóng, bắt Ngưu Lâm Quảng, tuyệt đối không thể bỏ qua, hắn vỗ nhẹ bả vai Cổ Ngọc, cố không để ý đến vẻ mặt xấu hổ của Hứa Quan Hoa, hỏi Tiêu Ngũ. Ngưu Lâm Quảng ở đâu? Theo tin tức tin cậy. Ngưu Lâm Quảng hiện tại đang chạy về hướng Bắc, khả năng trốn về Bắc Kinh. Tôi đi đuổi bắt. Hứa Quan Hoa chịu sự ủy thác của lão Cổ đến bảo vệ Cổ Ngọc, lúc đầu tưởng rằng dẫn dắt đội quân đến, nhất định sẽ dễ như trở bàn tay trình diễn vở anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ trời đất run rủi, y chưa lập công, cũng cảm thấy thẹn trong lòng. Tuy nhiên,
Hứa Quan Hoa dù sao cũng là xuất thân quân nhân, làm việc dứt khoát. Sau khi suy nghĩ thông suốt, trong lòng đã thoải mái rất nhiều, Cổ Ngọc có lẽ mãi mãi sẽ đóng cửa đối với y. Nhưng Cổ Ngọc có Hạ Tưởng chăm sóc cả đời cũng là hạnh phúc của cô, lúc này tội phạm hàng đầu Ngưu Lâm Quảng đang chạy trốn, không thể buông tha. Hạ Tưởng gật đầu một cái. Tốt nhất bắt sống. Hứa Quan Hoa không nói gì, lùi lại sau một bước, hướng Hạ Tưởng không nói gì mà nghiêm túc chào theo nghi thức quân đội trang nghiêm, sau đó xoay người sải bước đi. Hạ Tưởng bị trúng hai đao, sau lưng Thiên Ngũ cũng bị một đao, tuy rằng cũng không phải chỗ nguy hiểm nhưng mọi người sợ tới mức rối tung. Cuối cùng đưa Hạ Tưởng đến bệnh viện, Chu Minh Hoành cẩn thận dặn dò bác sĩ, ngàn vạn lần phải chữa trị tốt cho bí thư Hạ hoàn toàn xứng đáng là bí thư tốt của nhân dân Tần Đường. Lương Thu Duệ, Chu Minh Hoành không để ý đến sự phản đối của Hạ Tưởng, ở bệnh viện cùng Hạ Tưởng một đêm. Ban đêm Tần Đường mưa to vẫn chưa dứt, toàn bộ Tần Đường dường như thành một vùng ngập lụt. Trưởng ban tuyên giáo triệu tập hội nghị ngay trong đêm, xác định quan điểm tuyên truyền. Đêm hôm đó, vô số ảnh nhân dân Tần Đường ở trên phố, trên thuyền, lái xe trong nước, bơi lội trên mặt đất, xem thác nước ở cầu vượt đã đi lên các trang web ở vị trí trang chủ. Đồng thời cũng nói rõ một điểm, là một thành phố mới phát triển, thành phố Tần Đường mới thành lập được hơn 30 năm. Hệ thống thoát nước ngầm hẳn là so với các thành phố khác càng tiên tiến thì hợp lý hơn. Vì sao sau một hồi mưa to đã tỏ ra là một hệ thống thoát nước ngầm lạc hậu và yếu kém? Trong đó có phải có điều bí ẩn không ai biết không? Hiển nhiên, có người cố ý dẫn dắt dư luận tấn công hệ thống thoát nước ngầm của Tần Đường. Quả nhiên, ngay lập tức có không ít cư dân mạng phản hồi, nói là hệ thống thoát nước ngầm là do thị trưởng Trương sau khi nhậm chức đã từng xây dựng lại. Rõ ràng xây dựng lại, vì sao còn có hiện tượng tắc nghẽn? Chắc chắn là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Cũng có người trả lời nói, cũng là thị trưởng Trương đã ở Tần Đường mười mấy năm. Đối với phố lớn ngõ nhỏ của Tần Đường thị trưởng Trương rõ như lòng bàn tay. Khi còn là phó thị trưởng, đã từng kiến thiết hệ thống thoát nước của Tần Đường, sau khi lên làm thị trưởng lại xây dựng cải tạo thêm một lần nữa, dường như thị trưởng Trương rất thích cho làm cống thoát nước, nhưng làm đi làm lại vẫn không thông. Một trận mưa to liền hiện nguyên hình, có phải là có gì mờ ám không? Sau đó các mọi người trên mạng lại bắt đầu phân tích từ việc thị trưởng Trương thích công trình cống thoát nước. Đề cập đến việc thị trưởng Trương luôn luôn là hình tượng vĩ đại chói lọi và ngay thẳng, sao có thể ham thích với hệ thống cống thoát nước. Hơn nữa, thông tới thông lui cũng không thông được, có phải không thể được. Cuối cùng lại nói bóng gió đến sự mục nát bên trong công trình. Tần Đường lũ lụt mạnh mẽ, trên mạng, ý dân cũng như nước. Còn thị trưởng Trương đang họp ở Bắc Kinh, còn ở trong mộng mà không biết đang làm một hồi xuân thu đại mộng. Chỉ có điều y không biết chính là... Tần Đường đầu tiên là một hồi lũ lụt, sau lại có một hồi lửa lớn, nước với lửa lưỡng trọng thiên, rửa sạch hoàn toàn Tần Đường thành mới. Đêm hôm đó, một nhóm máy bay quân dụng võ trang từ căn cứ Bắc Kinh dưới sự dẫn dắt của Hứa Quan Hoa, tìm tòi trong phạm vi trên 100 km để xác định đường chạy trốn của Ngưu Lâm Quảng. Đêm hôm đó, một đội quân mạo hiểm mưa to, vẻ mặt trang nghiêm, ngồi máy bay trực thăng đáp xuống công ty Trung Thiên Thực Nghiệp, không nói lời nào. Vọt vào trụ sở Trung Thiên Thực Nghiệp, sau một trận phá phách, lại nhanh chóng đi. Cũng không biết là ai sơ sẩy, hay là dây điện của Trung Thiên sau nhiều năm không được sửa chữa, bỗng nhiên bùng lên trận hỏa hoạn. Sau đó lửa càng cháy càng lớn, trụ sở làm việc của Trung Thiên Thực Nghiệp, cả xe bọc thép biểu trưng kiêu ngạo của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường cũng bị lửa thiêu trụi. Trong mưa to, ánh lửa ngút trời, chiếu sáng một vùng lớn ở Tần Đường. Bởi vậy, sự tích nước ngập Tần Đường. Lửa thiêu Ngưu Lâm Quảng, từ nay về sau bắt đầu lưu truyền ở Tần Đường kéo dài mãi, truyền bá vô số năm. Đêm hôm đó, Ngưu Lâm Quảng trốn trong một phòng tối, bỗng nhiên nhận được điện thoại từ Bắc Kinh. Là nha nội gọi điện thoại tới. Anh Ngưu, sự việc sao lại lớn như vậy? Anh sao lại thế này? Sao lại có thể bắt cóc Cổ Ngọc, khinh suất quá rồi? Nha nội giọng đầy xúc động phẫn nộ. Anh thật không biết suy nghĩ. Ngưu Lâm Quảng còn kêu oan. Không trách tôi, là hải quân làm, là chính y nổi điên, tôi không nghĩ y sẽ làm sằng bậy. Được rồi, không nghĩ tới, anh có biết một con tốt nhỏ như hải quân đột nhiên đến đây làm bừa như vậy sẽ hỏng nhiều chuyện. Tất cả sắp xếp đều vì hải quân mà loạn lên, lật đổ tất cả. Mọi việc sợ là không được, anh tự tìm cách giải quyết cho tốt đi. Nha nội giọng vô cùng lạnh lùng. Anh không nên đi đường cao tốc.
Từ Tần Đường đi theo hướng Bắc đến Bắc Kinh, qua Thiên Trạch, sau đó tới Ngoại Mông. Sau khi tới Ngoại Mông, có người tiếp ứng, rồi hãy nghĩ cách cao chạy xa bay. Ngưu Lâm Quảng trong lòng đau xót không tả, y biết, y bị từ bỏ vô tình, liền hỏi một câu. Tiền của tôi chuẩn bị xong chưa? Ngưu Lâm Quảng nào đâu biết rằng, y tuy là khổ sở nhưng với người đứng phía sau y mà nói, chuyện của Hải quân, chẳng những hoàn toàn quấy rầy bố trí ban đầu, và với tương lai chính trị của Hạ Tưởng, cũng có ảnh hưởng sâu sắc. Tới bên ngoài rồi, sẽ chuẩn bị tốt hết cho anh. Nhưng trước đó toàn bộ dựa hết vào anh. Nha nội vẫn là nha nội, nói chuyện rất rõ ràng, hống hách. Đừng có suy nghĩ sằng bậy, nhất định phải đi đường tốt. Hiển nhiên, câu cuối cùng là ám chỉ Ngưu Lâm Quảng đừng nghĩ đến việc lâm trận quay giáo, nếu không có rất nhiều cách làm y câm miệng. Lúc Ngưu Lâm Quảng rời khỏi Tần Đường ngay trong đêm, còn thấy ánh lửa ngút trời của Trung Thiên Thực Nghiệp, trong lòng vô cùng đau xót. Y ở Tần Đường hoàn cảnh ra sao, hiện tại hoảng sợ như chó nhà có tang, hơn nữa còn là người cô đơn và thê lương ra sao. Toàn bộ trách Hạ Tưởng, cũng không hẳn vậy, nếu không phải là cuối cùng nhẹ dạ tin lời Trương Quốc Vĩ, lợi dụng nhân viên mất trí lừa gạt khối tiền bồi thường cách xù, xem chừng cũng sẽ không bị bại nhanh thua thảm như vậy. Còn nữa, nếu Hải quân không phải cuối cùng nổi điên, muốn làm loạn, muốn lấy mạng mình đổi mạng Hạ Tưởng, đến lời y cũng không nghe, y cuối cùng sao có thể rơi vào kết cục là một người bị đá văng. Thôi đi, hối hận cũng vô dụng, chạy trốn quan trọng hơn. Ngưu Lâm Quảng lái một chiếc xe mới không có giấy phép, lên đường quốc lộ đi về phía Bắc, hơn nữa còn chuyên đi đường nhỏ, khi Hạ Tưởng còn chưa có phản ứng, y đã rời xa Tần Đường trên 100 cây. Gió cũng không đuổi được y, cũng không biết y trốn hướng nào. Chạy một hơi như điên trên 100 cây thật sự là mệt mỏi, Ngưu Lâm Quảng quyết định tìm một cửa hàng ven đường nghỉ ngơi một chút. Vừa mới dừng lại, liền nghe trên bầu trời truyền đến tiếng máy bay trực thăng, trong lòng không khỏi cả kinh, chẳng lẽ máy bay trực thăng đến tìm y? Không có khả năng, Hạ Tưởng làm sao có năng lượng lớn như vậy? Chỉ chốc lát sau, tiếng máy bay đã đi xa, y lại thả lỏng, có thể là căn cứ quân sự gần đây thi hành nhiệm vụ, là y đa nghi. Tìm một cửa hàng ven đường nghỉ ngơi một giờ, y lại tiếp tục đi. Đi một chút xa, cảm thấy xe có vẻ không ổn, nhưng lại không biết là không ổn chỗ nào. Lại lái thêm một lúc, liền phát hiện vấn đề, phanh càng ngày càng yếu, dẫm lên xuống hình như không có lực. Ngưu Lâm Quảng sợ hãi, muốn dừng xe sang bên, lại phát hiện không dừng được, tay lái cũng không nghe chỉ huy. Ý nghĩ chết sốc bao phủ trong lòng, phía trước là một khúc cua đột ngột, mà tốc độ xe càng nhanh. Ngưu Lâm Quảng biết bị người đánh lén, ô tô đã bị người ta động tay động chân. Rốt cuộc là ai? Không kịp nghĩ nhiều, ô tô lao đầu vào vệ đường, vọt sâu mấy mét vào trong khe suối. Sau khi rơi xuống đất nổ ầm một tiếng, sau đó ánh lửa ngút trời. Ngưu Lâm Quảng bị thiêu sống trong xe. Cho đến chết, Ngưu Lâm Quảng cũng không biết rốt cuộc là bị ai đánh lén mà chết. Trời sáng mới có người phát hiện tai nạn xe cộ, hiện trường vô cùng thê thảm, người bên trong đã bị đốt thành tro bụi, bên trong miệng há to, dáng vẻ cực kỳ khủng bố. Không ai biết thi thể bên trong chính là người làm nhiều việc ác ở Tần Đường, ngạo mạn không chịu nổi Ngưu Lâm Quảng, mà một Ngưu Lâm Quảng ngạo mạn một đời cuối cùng số phận cũng vứt vào nơi thôn quê hoang vu. Khi tin Ngưu Lâm Quảng chết đến Tần Đường, đã là buổi chiều cùng ngày. Tần Đường đã trời quang mây tạnh, trên đường vẫn có nước. Hệ thống thoát nước ăn bớt ăn xén nguyên liệu còn đang chậm chậm rút nước. Nhưng vào lúc này, hội nghị ở Bắc Kinh kết thúc, Trương Quốc Vĩ cũng về tới Tần Đường. Đón Trương Quốc Vĩ là một Tần Đường với phố lớn ngõ nhỏ đầy nước bùn hỗn độn, nước còn ngập đến nửa mét. Cùng với hỏa hoạn lớn của Trung Thiên Thực Nghiệp và tin Ngưu Lâm Quảng chết. Cái này cũng chưa tính là tin tức làm cho Trương Quốc Vĩ đau đầu nhất, làm y chuẩn bị không kịp chính là Tần Đường sau một trận mưa to, trên mạng tất cả đều là vấn đề hệ thống thoát nước của Tần Đường. Còn đưa ra y đảm nhiệm phó thị trưởng và thị trưởng còn hai lần sửa chữa hệ thống thoát nước lớn. Trương Quốc Vĩ thẹn quá hóa giận. Tuyệt đối là có người cố ý dẫn đường dư luận. Chắc chắn là Hạ Tưởng. Nhưng y nghi ngờ thì nghi ngờ, thứ nhất là không có chứng cứ xác thực, hai là hoàn toàn không thấy Hạ Tưởng đâu. Hạ Tưởng đi Bắc Kinh dưỡng thương, đã đi trước khi Trương Quốc Vĩ trở về mấy giờ, thẳng đến Bắc Kinh. Hiển nhiên là cố ý. Chương 1259, tiến thêm một bước, bố cục tiếp theo. Hạ Tưởng dưỡng thương thật hay là có mục đích riêng thì Trương Quốc Vĩ cũng không còn lòng dạ nào mà tính toán.
Trong khi hắn rời khỏi, Tần Đường có chuyện gì phát sinh, trong lòng hắn đều biết rõ. Hạ Tưởng đại nạn chẳng những không chết, còn đá một cước đá chết tên ương ngạnh hải quân, còn Ngưu Lâm Quảng cuối cùng bị đánh cho thất bại thảm hại, hơn nữa nghe nói là bị chết cháy thành ngọn đuốc sống, coi như là hỏa thiêu sống, cách nói ác hơn chính là tan thành cho bụi. Sau một cơn mưa to tuy rằng khắp cả Tần Đường bừa bãi, nhưng không khí vô cùng tươi mát. Trương Quốc Vĩ vừa bước một bước vào thành ủy, liền cảm thấy không khí toàn bộ tòa nhà thành ủy có một áp lực kỳ dị. Ánh mắt mọi người nhìn gã đều lộ ra điểm khác thường, cứ như thể gã là một người chết vậy. Gã còn chưa có rời đài, đã bị người ta phán cho án tử hình trong chính trị rồi sao? Trương Quốc Vĩ trở lại văn phòng, mông ngồi cũng không yên vì biết một tin tức, Trung ương đã phê chuẩn, đồng chí Lý Bình Văn không hề đảm nhiệm vị trí bí thư đảng ủy công an tỉnh Yến, đồng chí Mã Kiệt đảm nhiệm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, bí thư đảng ủy công an, kiêm nhiệm giám đốc sở công an tỉnh. Lại là một hướng gió chính trị không lành, Trương Quốc Vĩ bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, trực giác nói cho gã biết, e rằng vị trí của gã khó mà giữ được. Tin tức đồn thổi Lý Bình Văn thôi trước đã bung ra từ sớm, nhưng vẫn đoán không ra khi nào Trung ương chính thức ra văn bản, không ngờ là lúc này. Tỉnh ủy mời họp hội nghị toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật tỉnh, Lý Bình Văn đã bị đưa đi nhưng cũng không thể nói là bị đưa đi, mà là đã đến tuổi đến giờ, tuy nhiên thời cơ lại quá nhạy cảm. Hơn nữa khiến Lý Bình Văn mất hết thể diện. Hiển nhiên là có người bất mãn cực độ với Lý Bình Văn. Đúng là, vừa mới còn ngồi ở trên bục nói chuyện Nam Châu, vậy mà chỉ chớp mắt liền tạm rời cương vị công tác, người này thật quá khổ. Chắc chắn Lý Bình Văn khẳng định sẽ lên cơn cao huyết áp, ngực quặn đau. Hội nghị công tác toàn bộ hệ thống chính trị pháp luật tỉnh, là do Lý Bình Văn muốn kiềm chế Hạ Tưởng nên cố ý mời họp hội nghị. Chẳng lẽ không phải là chứng minh Trung ương vô cùng bất mãn với Lý Bình Văn sao, lại cho thấy là có người chút giận thay cho Hạ Tưởng. Lại liên tưởng đến việc bố trí hệ thống nước gây ồn ào huyên náo Tần Đường mà Trương Quốc Vĩ chỉ cảm thấy da đầu run lên, bệnh đau răng cũ lại tái phát, giật mình trong lòng. Một ngọn lửa lớn đã hỏa thiêu chết Ngưu Lâm Quảng, không phải một cơn lũ lụt lại hướng về phía Trương Quốc Vĩ đấy chứ. Trương Quốc Vĩ trầm tư trong chốc lát, cầm lấy điện thoại lần lượt gọi đến thủ đô và trong tỉnh. Hạ Tưởng đến thủ đô dưỡng bệnh, là quyết định tạm thời, vốn hắn còn muốn gặp mặt Trương Quốc Vĩ một lần, ít nhất bàn giao công tác một chút, nhưng lão cổ cố ý bảo hắn phải lập tức đi thủ đô, hắn cũng không được yên thân. Tới thủ đô cũng không nằm trong bệnh viện, mà ở luôn trong căn nhà kín cổng cao tường của lão cổ. Lão cổ tự mình ra ngoài cửa lớn nghênh đón, từ khi Hạ Tưởng quen biết lão cổ tới nay chưa bao giờ được nhận đãi ngộ lớn như vậy, khiến hắn vô cùng xúc động. Ngược lại lão cổ cứ giữ chặt tay của hắn, thân như bề trên trong nhà. Tuy lão cổ chỉ thân thiết với hắn hơn một chút so với trước kia, nhưng Hạ Tưởng cảm giác giống như hoàn toàn không thấy một tầng ngăn cách nào giữa hắn và lão cổ, giữa hai người thật sự thân giống như người nhà vậy. Lão cổ đối với hắn giống như ngang bằng với cổ ngọc vậy. Đồng thời cũng khiến Hạ Tưởng cảm thấy vui mừng chính là khúc mắc giữa Hứa Quan Hoa và hắn cũng hoàn toàn biến mất. Khi gặp lại hắn, sắc mặt Hứa Quan Hoa có vẻ kính nể hơn, thái độ đối với hắn chuyển biến rất tốt, không hề khinh thường và lạnh nhạt như trước kia. Lão cổ nói cho Hạ Tưởng biết rằng Hứa Quan Hoa đã cam đoan với lão, về sau phải toàn lực ủng hộ Hạ Tưởng. Tương đương là nói, Hạ Tưởng ở quân đội có một đồng minh kiên định. Việc này vô cùng có lợi cho sự trưởng thành về sau của Hạ Tưởng, hơn nữa Hứa Quan Hoa hiện tại đã là thiếu tướng, lão cổ nói trong vòng 2 năm có hy vọng thăng lên làm trung tướng. Hạ Tưởng cũng vui mừng tự đáy lòng. Cổ ngọc đối với hắn lại dịu dàng như nước, ở trước mặt hắn vâng lời, như là cô vợ nhỏ vậy. May mắn là Hứa Quan Hoa cầm được thì cũng buông được, giải được nỗi lòng liền thản nhiên mà đối mặt. Tuy nhiên lần này Hạ Tưởng gặp nguy hiểm ở Tần Đường, cũng không lan truyền ra rộng rãi, không tuyên truyền tin tức, ngoại giới cũng không có mấy người biết, thậm chí người biết chuyện ở trong Tần Đường cũng không nhiều lắm. Ngay cả Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng chẳng hay biết gì. Bởi vậy Hạ Tưởng đến thủ đô, các cô cũng không tới thăm, cũng khiến Hạ Tưởng tĩnh tâm. Phó Tiên Tiên lại đến đây, chẳng những Phó Tiên Tiên đến mà Phó Tiên Phong cũng đến đây. Phó Tiên Phong lần đầu tiên vào trong ngôi nhà kín cổng cao tường của lão cổ. Gã cũng là nhờ hào quang của Hạ Tưởng, nếu không lão cổ sẽ không cho phép Phó Tiên Phong tới cửa, cũng là do Phó Tiên Phong nói một câu khiến lão cổ động lòng. Phó Tiên Phong nói, chuyện kể có người hỏa thiêu Ngưu Lâm Quảng. Vừa lúc trong tay tôi có nước, nghe nói Tần Đường bị ngập nước.
tôi thêm chút nước nữa giúp vui. Đây là lời lão cổ thích nghe nên mới để cho Phó Tiên Phong đến thăm Hạ Tưởng. Thật ra trước lúc Phó Tiên Phong đến, Hạ Tưởng đã hỏi lão cổ, làm sao xe của Ngưu Lâm Quảng lại gặp tai nạn, lão cổ chỉ xua tay, bảo rằng không biết, còn giải thích có thể là tự mình gây họa, ác giả ác báo. Hạ Tưởng thực ra cũng biết, nếu bắt được Ngưu Lâm Quảng, theo trình tự thông thường của luật pháp thì Ngưu Lâm Quảng cho dù bị phán xử tử hình, ít nhất cũng phải nửa năm về sau, thậm chí còn có thể hơn một năm mới bắn chết được. Mấu chốt là, Ngưu Lâm Quảng bị bắt, khẳng định sẽ dẫn phát một vòng đấu tranh chính trị mới, có rất nhiều người không muốn Ngưu Lâm Quảng còn sống. Bởi vậy, Ngưu Lâm Quảng chết, có lẽ là do một tay lão cổ bày mưu đặt kế gây nên, cũng có thể là một thế lực phương khác. Dù sao Ngưu Lâm Quảng đã chết, xương nghiền thành cho thì cuối cùng chết ở trong tay ai cũng không còn quan trọng, quan trọng là Ngưu Lâm Quảng đã chết, kết thúc một thời kỳ của Tần Đường. Đương nhiên, Tần Đường còn có Trương Quốc Vĩ. Hạ Tưởng một lòng muốn đánh sụp Ngưu Lâm Quảng, bởi vì Ngưu Lâm Quảng làm nhiều việc ác, không giết không át được sự căm phẫn của nhân dân. Nhưng đối với Trương Quốc Vĩ, tuy rằng hắn cũng căm hận Trương Quốc Vĩ, tuy nhiên chưa tóm được nhược điểm nào của Trương Quốc Vĩ. Trên thực tế, thậm chí trong đầu Hạ Tưởng còn sinh ra ý niệm nương tay. Khi hắn đi, Trương Quốc Vĩ tóm lại sẽ không có kết cục tốt, phỏng chừng sau khi hết nhiệm kỳ, cũng chỉ nhận một chức quan nhàn tản hoặc là tốt lắm cũng chỉ được đến đảm nhiệm bí thư thành ủy ở nơi khác, còn ở Tần Đường, không có vị trí cho gã. Nhưng khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, Phó Tiên Phong đã động lòng với Trương Quốc Vĩ. Đối với việc Phó Tiên Phong và Phó Tiên Tiên xuất hiện tại chỗ ở của lão cổ, Hạ Tưởng hơi giật mình. Không phải giật mình vì Phó Tiên Phong đến thăm hắn, mà là giật mình vì lão cổ để cho Phó Tiên Phong vào. Phó Tiên Phong nhanh tay cầm chặt tay Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, Tiên Tiên nói cho tôi biết, tôi phải cảm ơn anh đã cứu nhà máy sản xuất trang phục Chi Fenda. Lời nói của Phó Tiên Phong có hai lớp ý nghĩa, thứ nhất là cảm ơn Hạ Tưởng ra tay đúng lúc, mới không gây thành đại họa, nếu không liền lãng phí cả giai đoạn đầu tư trước của nhà máy sản xuất trang phục Chi Fenda. Như vậy tuyệt đối không có cách nào khác tiếp tục tồn tại ở Tần Đường nữa. Một lớp nghĩa khác chính là thanh minh cho bản thân, nói cho Hạ Tưởng biết, thực sự không phải do nhà họ Phó, không phải là gã ra tay đánh lén hắn. Hạ Tưởng cũng chưa từng nghĩ đó là tác phẩm của Phó Tiên Phong, thấy Phó Tiên Phong giải thích như thế, cũng hiểu được cách đối nhân xử thế của Phó Tiên Phong là đầu cơ trục lợi, cho rằng người khác cũng đa nghi như gã. Tuy nhiên sau đó Phó Tiên Phong nói một câu khiến hắn hiểu rõ vì sao lão cổ lại nương tay, cho Phó Tiên Phong vào nhà. Hạ Tưởng, sau một thời gian nữa sẽ có quà cho anh nhất định phải vui lòng nhận cho. Khi Phó Tiên Phong nói, trên mặt toát ra vẻ âm u lạnh lẽo, hiển nhiên là gã đang nung nấu chuyện không tốt lành gì rồi. Tuy nhiên cũng may là Hạ Tưởng biết, Phó Tiên Phong tính kế với người khác, không phải với hắn. Trương Quốc Vĩ ở lì ở Tần Đường lâu rồi. Cũng nên chuyển địa phương thôi. Phó Tiên Phong nói một chút, ý là để cho Hạ Tưởng hiểu gì đó, rồi lại chuyển đề tài. Nói không chừng sẽ đến lúc chúng ta phải phối hợp công tác, Hạ Tưởng, tôi đã nói trước, đến lúc đó anh cần phải kiên định lập trường. Lời nói của Phó Tiên Phong hơi đột ngột, sau khi Hạ Tưởng sửng sốt đột nhiên nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ là nói bước tiếp theo của hắn, sẽ được điều động đến cùng nơi với Phó Tiên Phong sao? Lại nghĩ... Cuối cùng Phó Tiên Phong muốn đối phó Trương Quốc Vĩ như thế nào? Lẽ ra giữa Phó Tiên Phong và Trương Quốc Vĩ cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, nếu nói chỉ là cho hắn một ân tình, thì Phó Tiên Phong cũng đầu tư hơi quá lớn rồi. Dọn dẹp Trương Quốc Vĩ, khẳng định phải phí không ít hơi sức. Hơn nữa sau lưng Trương Quốc Vĩ, không biết là có ai, nhà họ Phó cho dù có thực lực cũng phải tìm đúng cơ hội, cũng phải có lý do đầy đủ. Với sự khôn khéo của Phó Tiên Phong, chưa bao giờ đi làm một vụ kinh doanh thâm hụt tiền, thậm chí có thể nói kinh doanh ít lợi nhuận cũng không sẽ làm, gã lại có mưu tính sâu xa gì đây. Hạ Tưởng mặc dù có ý mượn chuyện bố trí hệ thống nước để tạo áp lực với Trương Quốc Vĩ, tuy nhiên là đập cảnh báo Trương Quốc Vĩ, để gã kiềm chế vài phần, tỉnh táo một chút. Bởi vì tới được cấp bậc như của Trương Quốc Vĩ, trừ phi có vấn đề kinh tế vô cùng lớn, nếu không vấn đề kinh tế bình thường căn bản không có khả năng làm gã gặp chuyện gì. Cán bộ cấp sở, nhất là giám đốc sở thực chức, phải xuống đài bởi vì vấn đề kinh tế, hơn phân nửa là vật hy sinh trong đấu tranh chính trị. Phó Tiên Phong lại nói rất chắc chắc, Hạ Tưởng đã âm thầm suy nghĩ, thứ nhất là không muốn nhận ân tình của nhà họ Phó, bởi vì bản thân hắn cũng không có ý tưởng muốn đánh ngã Trương Quốc Vĩ,
thứ hai là cũng hiểu được không cần phải truy cứu mãi không thôi, sự tình đến đây chấm dứt cũng được rồi. Không ngờ Phó Tiên Phong dường như là đoán được ý nghĩ của Hạ Tưởng, mỉm cười nói một câu. Là thù oán cá nhân giữa tôi và gã, không liên quan gì với anh cả, anh cũng không cần lo nghĩ. Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt, sau vài ngày nữa thì quay về Tần Đường. Sau một câu đầy ẩn ý, Hạ Tưởng đang định nói thêm thì Phó Tiên Phong đã đứng dậy cáo từ. Lúc đó Phó Tiên Tiên có đem tới một gói quà, cố ý đặt ở dưới chân Hạ Tưởng, nhỏ giọng nói. Vịt nướng mới ra lò, ăn ngon lắm, nhớ ăn luôn khi còn nóng nhé. Hạ Tưởng đành phải cười cười, có đôi khi trí nhớ của con người thật tốt, Phó Tiên Tiên tâm tư đơn giản, cho là hắn thích ăn vịt nướng, mỗi lần đến đều mua cho hắn ăn, khiến hắn cũng chỉ có thể cam chịu. Anh em nhà họ Phó vừa đi, Cổ Ngọc đã ném vịt nướng sang một bên, bĩu môi nói. Toàn là mỡ, hiện tại anh chỉ hợp ăn món nào nhẹ nhàng thôi. Chỉ một món vịt nướng cũng thành đồ để tranh giành ghen tuông sao. Hạ Tưởng không nói gì. Buổi tối, lão Cổ đãi tiệc bạn bè, là chuyện hiếm thấy, kỳ thật cũng không có bao nhiêu người, đều là học trò của lão, ngoại trừ Hứa Quan Hoa, còn lại là mấy vị thiếu tướng, trung tướng, Hạ Tưởng đều không biết. Tuy nhiên bởi vì có lão Cổ hết lòng, lại có Hứa Quan Hoa ra sức ủng hộ, hơn nữa Hạ Tưởng đối nhân xử thế dễ chịu, rất nhanh liền hòa mình với mấy quan lớn trong quân đội, uống rượu cười nói. Chương 1260, trước khi ra tay, phía sau đã có chuẩn bị. Hạ Tưởng rất rõ ràng về mức độ lão Cổ ủng hộ hắn thế nào trong hiện tại, là trước đây chưa từng có, hơn nữa là dốc hết sức lực, tương đương với việc tất cả mạng lưới quan hệ với các tướng trong quân đội của lão Cổ toàn bộ phó thác cho hắn. Về phần sau này có thể đi bao xa, thì phải trông vào tạo hóa và bản lĩnh của chính hắn. Hạ Tưởng cũng rất cảm kích vì lão Cổ đã đề bạt, nếu không có quân đội ủng hộ, mà hắn chỉ có nhà họ Ngô ra sức ủng hộ, phỏng chừng cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở cấp bộ trưởng, muốn đi vào bộ chính trị, muốn tiến thêm một bước về phía trước, nhất định phải có sự ủng hộ to lớn của quân đội. Mấy người đang ngồi trước mắt, đều giữ chức vị quan trọng, là xương sống trong quân đội, là phái trẻ tuổi. Theo dự kiến mà nói, vài năm sau, hy vọng hoàn thành việc kết giao, hoàn toàn nắm giữ tình hình trong quân đội. Lão Cổ, quả nhiên là phúc tinh của hắn. Hạ Tưởng phấn chấn trong lòng, uống rượu đến say mà chẳng mấy khi như vậy. Lại qua hai ngày, Hạ Tưởng cảm thấy cũng nên về Tần Đường, không thể buông tay mặc kệ thế cục Tần Đường, dù sao hắn cũng là nhân vật số một. Đang lúc Hạ Tưởng chuẩn bị khởi hành trở về Tần Đường thì từ Tần Đường truyền tới một tin tức làm hắn chấn động lại không biết nên khóc hay cười. Trương Quốc Vĩ làm chuyện sốc trên xe bị người ta chụp được. Làm sao có thể như vậy được? Đừng nói Trương Quốc Vĩ làm việc luôn luôn cẩn thận, chính là nhìn bề ngoài thì Trương Quốc Vĩ cho dù không phải chính nhân quân tử cũng là ngụy quân tử, hết thảy các loại ngụy quân tử, cho dù chẳng sợ làm việc quái gở, cũng sẽ không dám lớn mật như vậy. Còn nữa với tuổi tác của Trương Quốc Vĩ, thì kiểu đó không thích hợp cho lắm. Hạ Tưởng liền hiểu ra, Trương Quốc Vĩ bị người ta đánh lén. Trương Quốc Vĩ quả thật là bị người ta đánh lén, chẳng những Trương Quốc Vĩ không biết là bị ai đánh lén, còn chút nữa tức mà chết, nhưng lại là việc đáng xấu hổ, lại không thể lộ ra, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu chỉ mỗi việc phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi thì không nói làm gì, ngậm bồ hòn rồi, lại vẫn còn di chứng. Khiến cho gã đứng ngồi không yên, nghĩ mà sợ không mãi không thôi. Sự việc xảy ra, chẳng những xui, còn vô cùng nghẹn ngào, khuất tất. Khi Hạ Tưởng nhàn nhã tự tại ở thủ đô thì Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường sứt đầu mẻ chán, mệt mỏi ứng phó. Bởi vì một trận mưa to khiến Tần Đường nổi tiếng cả nước, không ít phóng viên tin tức đều khiêng súng trường, khiêng đại pháo tiến đến Tần Đường, gọi nó với cái tên mỹ miều là đi xem biển. Đều đến Tần Đường chụp ảnh tả thực với một tâm trạng tò mò và châm biếm. Hơn nữa trên mạng vẫn lan truyền một cách sôi nổi vấn đề bố trí hệ thống nước ở Tần Đường, lại có liên quan trực tiếp tới bản thân Trương Quốc Vĩ. Thậm chí còn có người cố ý phanh phui ra giá xây dựng và thời hạn của các công trình, nói là theo như báo giá năm đó, đừng nói là cống thoát nước đường kính 1 mét, mà kể cả cống thoát nước 2 mét cũng đều được tu sửa, hiện tại lại chỉ thấy có 1 mét còn lại bị ai ngầm biển thủ rồi. Thậm chí còn có người hình tượng hóa lên vì 1 mét mà Tần Đường thành đại dương mênh mông. Cả khu vực nội thành thành biển cả. Trương Quốc Vĩ nhớn nhác, hàng ngày dậm chân tại chỗ trong phòng làm việc, đầu tiên là xin ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt dẹp những ảnh hưởng tiêu cực, lại nhờ người ta cầu xin tới tận ban tuyên giáo trung ương,
qua 2 ngày 2 đêm khẩn trương cứu hỏa, cuối cùng tạm thời áp chế ý kiến của dân chúng đang cuộn trào mãnh liệt trên mạng. Lại bảo Phó Hiểu Bân tử thủ, canh phòng nghiêm ngặt, đưa ra tinh thần để phòng phóng viên như phòng cháy phòng trộm vậy, không cho phóng viên ở bên ngoài tần đường đến phỏng vấn nhận được tin tức manh mối gì, cũng không để cho bọn họ chụp ảnh. Phó Hiểu Bân rất nghe lời, làm việc cũng vô cùng tích cực chủ động, nhưng không biết là do anh ta chỉ huy chưa thỏa đáng, hay là nhân viên ban tuyên giáo thành ủy làm việc bất lợi, luôn không thể đúng lúc ngăn chặn phóng viên, luôn luôn để cá lọt lưới, phỏng vấn đến cả những người làm công việc quản lý, thậm chí còn có thể chụp ảnh thực của cả hệ thống nước ngầm tần đường, khiến cho Trương Quốc Vĩ rất là căm tức. Trương Quốc Vĩ rất rõ ràng có người cố ý giáo huấn gã, thậm chí gã cũng không buồn đoán có phải Hạ Tưởng hay không. Tuy nhiên cũng không có cách nào, anh có thể ra tay trước, thì nhất định đã có chuẩn bị ở đằng sau, mọi chuyện trên thế giới rất công bằng, chính trị chính là đấu tranh mày chết thì tao sống. Cho rằng thiên hạ thái bình, tất cả đều là người tốt, cũng không quá bị tin tức truyền thông lừa gạt, chính là suy nghĩ đơn giản quá mức. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ với phóng viên là vì cái gì, còn không phải là vì tiếp tục thi hành chính sách ngu dân hay sao? Trương Quốc Vĩ liền vô cùng căm hận, nếu không vì, thì làm sao có nhiều mặt xấu xí và đen tối như vậy bị vạch trần? Không có, ít nhất còn có thể thái bình 30 năm. Vất vả lắm mới làm dịu những luồng bàn tán trên mạng, đuổi hàng đám phóng viên này đến đám phóng viên khác đi, Trương Quốc Vĩ mới tĩnh tâm được, để phân tích thế cục tần đường sau này. Hạ Tưởng ở tần đường, xem như đã vượt qua 3 cửa ải, hiện tại là vô tư. Ngưu Lâm Quảng vừa chết, gã không còn lực lượng cổ động phía sau màn, từ nay về sau, hoặc là ngay mặt đối chọi với Hạ Tưởng, hoặc là hoàn toàn khiêm tốn phục tùng, ở trong bóng râm của Hạ Tưởng mà làm lão nhị muôn đời. Cái chết của Ngưu Lâm Quảng trở thành một điều bí ẩn, đến tột cùng chết ở trong tay người nào, chỉ sợ vĩnh viễn không biết được chân tướng. Tuy nhiên Trương Quốc Vĩ sai người âm thầm tra xét hướng chuyển tiền từ tài khoản của Ngưu Lâm Quảng, phát hiện trong đó một ít manh mối, nhưng vẫn là không dám phán đoán, càng không dám nói ra một chữ. Ngưu Lâm Quảng nghịch súng thì chết người, Thôi Hướng cầm ảnh chụp sai cũng thành người chết, nếu nói gã đã sai rồi, nói nhiều rồi, nói không chừng cũng sẽ thành người chết. Bao nhiêu của cải Ngưu Lâm Quảng gom góp từng tí một đến cuối cùng không ai biết được, chết rồi chỉ sợ còn lại có một đồng bạc cắc. Cũng hợp tình hợp lý, bởi vì tiền của y có lai lịch bất chính, không có tài khoản mà điều tra, càng tra không tra được hướng chuyển tiền. Thật cao minh, Trương Quốc Vĩ âm thầm khâm phục, bao nhiêu năm rồi cấp trên vẫn không thừa nhận trong nước có tồn tại xã hội đen. Kỳ thật nguyên nhân rất khó hiểu, không chỉ là xuất phát từ việc chính trị cần đoàn kết yên ổn, cũng là sợ nói ra khiến chính mình sẽ xấu hổ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều mắt xích, Trương Quốc Vĩ có quyết định, bước tiếp theo, làm người khiêm tốn, làm việc thành thật, không bao giờ gây sức ép nữa. Nếu lại gây sức ép, chỉ sợ nửa cái mạng già cũng không bảo vệ được. Chính trị là máu chảy đầm đìa, là cả mạng người. Những năm tháng hòa bình chỉ là bề ngoài, dân chúng thì chỉ có thể nhìn thấy trời trong nắng ấm, ở sau lưng, ngày nào cũng có cảnh tàn sát khốc liệt, đầu người rơi xuống đất. Bao nhiêu địa phương sau khi đánh xã hội đen, thì khi đưa tin đều là nói một thế lực nào đó làm sằng làm bậy sau 7-8 năm sau mới xa lưới, thời gian 7-8 năm, địa phương không làm gì, nhân vật số 1, số 2 của địa phương đều là kẻ điếc và người mù cả sao. Trương Quốc Vĩ nghĩ, tần đường cũng chỉ là một hình ảnh thu nhỏ thôi, Hạ Tưởng không ngốc, nếu không phải sớm đã đụng đến phía sau của Ngưu Lâm Quảng, thì cũng là đại khái đã biết chuyện gì, cho nên từ đầu đến cuối không đánh trực tiếp ngay mặt với Ngưu Lâm Quảng. Hiện tại Ngưu Lâm Quảng đã chết, nhưng chết cũng không rõ ràng, dường như không có quan hệ gì tới Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thật thông minh. Vậy về sau gã làm sao bây giờ? Dù sao tuổi của gã còn chưa quá lớn, Hạ Tưởng đi rồi, không tin gã không thể lên làm chính. Dù sao gã đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, tần đường thành đại dương mênh mông cũng tốt, cháy lớn cũng được, nước lửa cũng không xâm hại được gã. Trương Quốc Vĩ yên tâm với suy nghĩ của gã, giống như người không liên quan vậy, tỏ vẻ mặc cho gió thổi từ 4 hướng, thái độ không thay đổi, cứ như bình thường đi làm rồi tan sở, thái độ hòa nhã, đối nhân xử thế khiêm tốn, khiến cho không ít cán bộ trung tầng trong tòa nhà thành ủy đã nghĩ Trương Quốc Vĩ sẽ bị gió thổi mưa vùi, đều mở rộng tầm mắt, nghĩ thầm rằng thị trưởng Trương thật đúng là mạnh mẽ, lũ lụt tràn đến mà không suy sụp, sóng gió không thể đánh đổ được, thật đúng là đã ăn sâu bén rễ. Ngay vào lúc tất cả mọi người đều nghĩ thị trưởng Trương giống như một cột trụ vững vàng,
vĩnh viễn không sợ gió táp mưa sa thì lại đột nhiên đã xảy ra chuyện. Chuyện xảy ra như thế nào, Trương Quốc Vĩ cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ sau khi gã tan sở, có mấy người quen mời gã ăn cơm. Để thể hiện rằng gã vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn như cũ sừng sững không ngã ở Tần Đường, liền vui vẻ đi đến nơi hẹn gặp. Dường như là uống nhiều rượu một chút, đầu hơi choáng váng, tuy nhiên Trương Quốc Vĩ vẫn khăng khăng tự mình đi xe về, không để cho người khác đưa về, cũng là thể hiện gã vẫn còn phong độ lắm. Gã rất để ý đến những chuyện nhỏ, không thể để cho người khác cho rằng gã già rồi, càng không thể khiến ngoại giới cho rằng gã không có tham vọng. Một nhân vật chính trị, mỗi giờ mỗi phút đều phải giữ cho tinh lực tràn đầy, cho dù là giả bộ, cũng phải giả bộ cho thật giống. Lúc gần về đến nhà, hơi rượu dồn lên, Trương Quốc Vĩ muốn ói ra. Từ khi đảm nhiệm chức thị trưởng tới nay, gã vẫn khống chế được tửu lượng, chưa từng bao giờ uống rượu say quá, hôm nay làm sao vậy, làm sao tác dụng của rượu lại lớn như vậy. Khi mắt trông thấy đã cách khu nhà của người trong thành ủy một phố, gã bỗng nhiên thấy hoa mắt, thiếu chút nữa không đứng thẳng được, vốn định đi bộ một chút cho tỉnh rượu, bây giờ xem ra không phải một ý kiến hay rồi. Gã phất tay, bảo thư ký đi trước, để không bị thư ký phát hiện gã nôn mửa, vậy thì quá mất mặt. Thư ký biết Trương Quốc Vĩ rất chú trọng hình tượng, cũng không gượng ép làm gì, liền thuận theo mà đi khỏi. Thư ký mới vừa đi, bỗng nhiên một chiếc xe nhào tới, lôi thẳng Trương Quốc Vĩ cho lên trên xe. Trương Quốc Vĩ kinh hãi, còn chưa kịp hỏi thành tiếng thì lại một cơn hơi rượu nồng lên, cuối cùng không chống đỡ được, trước mắt tối sầm liền lăn ra ngủ. Khi gã tỉnh lại, phát hiện đang ở trong một chiếc ô tô, bản thân thì trần truồng, đang nằm ở băng ghế phía sau, còn ôm một cô gái trần truồng vào lòng. Cô gái này gã cũng quen, chính là cô Tiểu Đào Hồng mà gã yêu nhất, cô giống như là một đóa hoa đào đỏ tươi, mượt mà, là một trong số không nhiều những tình nhân bí mật của gã. Vấn đề là, đối với chuyện vợ con, gã rất tự hạn chế, tổng cộng có mấy người vợ, cho tới bây giờ còn duy trì qua lại mật thiết. Tiểu Đào Hồng chỉ là một người mà thôi, hơn nữa gã đã hẹn với Tiểu Đào Hồng, nếu gặp nhau thì hẹn trước mấy ngày, chứ không đột nhiên tập kích, để tránh lộ chuyện. Hôm nay không phải ngày đã hẹn, làm sao lại ngủ cùng một chỗ với Tiểu Đào Hồng. Hơn nữa còn là ở bên trong xe. Từ từ, làm thế nào gã và Tiểu Đào Hồng lại qua đêm ở trong ô tô vậy? Nguy rồi, bị lừa, bị người ta đánh lén rồi. Tiểu Đào Hồng tỉnh lại, câu nói đầu tiên giống như dội một chậu nước lạnh vào đầu, khiến Trương Quốc Vĩ thiếu chút nữa đấm ngực dậm chân, kêu khổ không ngừng. Tối hôm qua anh quá lợi hại, ghét quá, muốn chết, thiếu chút nữa là ô tô bị anh làm cho tanh bành rồi. Đây chính là xe mới mà anh đã nói muốn đưa cho em, anh làm hỏng rồi, anh bồi thường cho em một chiếc xe mới đi. Tiểu Đào Hồng mặt như hoa đào, mắt như làn nước mùa thu, bên trên da cổ trắng còn có dấu vết vui vẻ để lại. Trương Quốc Vĩ đầu đau như búa bổ, làm sao mà gã cũng không nhớ nổi chuyện tối hôm qua, nhưng Tiểu Đào Hồng khẳng định không nói sai, sự thật tàn khốc chính là, gã và Tiểu Đào Hồng đã làm chuyện ấy trên xe. Làm chuyện ấy trên xe cũng không lo, nhưng không đúng thời điểm, hơn nữa cũng không đúng địa điểm. Quan trọng hơn chính là, tình trạng cũng không đúng, gã không có hứng thú với việc làm chuyện ấy trên xe, cũng không phải gã yêu thích, lại còn cho xe mới và vân vân. Cứ thật. Đối phương đào một hố to, gã đầu óc choáng váng liền nhảy vào, nói không chừng còn bị người ta quay chụp rồi. Trương Quốc Vĩ bỗng cảm thấy sởn gai ốc, ngực muốn vỡ ra, không cần suy nghĩ, khẳng định bị quay chụp rồi. Chuyện đáng kinh ngạc hơn cả so với phim khiêu dâm sắp xuất hiện. Đường đường một thị trưởng Trương, mặt trước thì đầy hào quang, mặt sau lại làm chuyện ấy trên xe. Nếu chuyện này được phơi bày lên trên mạng, thì liền bị lạc ra nước ngoài. Khẳng định là lao ra khỏi châu Á đi khắp thế giới. Chỉ khi phân tích kỹ, Trương Quốc Vĩ mới cho ra kết luận, gã bị người ta gài một cái bẫy rất công phu. Chương 1261, đào hầm trồng cây. Không hỏi con đường phía trước. Tiểu Đào Hồng còn mộng xuân chưa tỉnh, còn muốn ôm ghì lấy Trương Quốc Vĩ, mỹ nữ như nước, nhưng Trương Quốc Vĩ vẫn lòng lang dạ sắt, đẩy Tiểu Đào Hồng ra, lạnh lùng giải thích một câu. Lập tức mặc quần áo. Khẩn trương thu dọn đồ đạc rời khỏi Tần Đường ngay, đi Canada đi, mang đủ tiền, ít nhất trong vòng 2 năm không được trở lại. Tiểu Đào Hồng còn chưa ý thức được hậu quả nghiêm trọng, còn kéo tay của Trương Quốc Vĩ đặt lên ngực của cô, nói một cách oan ức. Anh đã nói yêu em cả đời. Yêu cái đầu cô ấy. Thiếu chút nữa Trương Quốc Vĩ mắng lớn tiếng lên, tuy
tuy nhiên vẫn cố giữ lý trí kiên nhẫn khuyên giải và an ủi vài câu, cuối cùng trấn an Tiểu Đào Hồng, sau đó gã vội vàng mặc quần áo, thoát khỏi hiện trường. Cũng may là ô tô đang ở trên núi dã ngoại đào hoa, hiện tại hoa đào đã tàn, không có du khách, sẽ không có người nào chú ý tới một người trung niên đáng khinh vừa mặc quần vừa cuống cuồng chạy trốn, chính là thị trưởng Trương đầy hào quang trên TV. Suốt một ngày Trương Quốc Vĩ lo lắng đề phòng, sống một ngày bằng một năm, cả ngày chẳng làm được việc gì lớn mà xem xét khắp nơi trên mạng, sợ đột nhiên xuất hiện tin giật gân trên diễn đàn nào đó. Ví dụ như chuyện kinh thiên, thị trưởng thành phố Tần Đường mây mưa trên xe. Suốt cả một ngày, thiếu chút nữa dọa Trương Quốc Vĩ đến bị bệnh tim. Thật may, một ngày trôi qua, bình an vô sự. Trương Quốc Vĩ chẳng có một chút tâm tồn thư thái, bởi vì gã biết, nếu đối phương chuẩn bị vô cùng đầy đủ như vậy, nửa phần không phải vì chụp ảnh chụp để thưởng thức, mà là có mục đích chính trị sâu xa. Trong khi Trương Quốc Vĩ không biết người ta sẽ dùng cách gì để lấy hết ánh sáng mặt trời của gã, thì Hạ Tưởng đã trở lại từ thủ đô. Ở Tần Đường, bởi vì Hạ Tưởng trở về, lại rơi vào trong các cuộc đàm luận, đoán định, không ít người đều đang cân nhắc, bí thư Hạ có khi nào không tha cho việc bố trí hệ thống nước, tìm hiểu cho ra ngọn ngành nguồn gốc để đánh ngã thị trưởng Trương. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn động tác sau khi bí thư Hạ trở về. Ngoài dự kiến của mọi người chính là, sau khi Hạ Tưởng trở lại Tần Đường, không ngờ mời họp hội nghị, chỉ thị tinh thần là vì ổn định và hòa bình lâu dài của Tần Đường, vì phát triển kinh tế lâu dài của Tần Đường, về sau tất cả các ngôn luận tiêu cực trên mạng gây bất lợi cho Tần Đường, tất cả các cán bộ đảng viên của Tần Đường không được truyền bá và tuyên dương, người nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm túc. Tiếp sau đó lại vạch ra, một thời gian dài phía sau, Tần Đường phải tập trung tinh lực đưa nền kinh tế lên cao thêm một nấc, phải thấy vinh dự khi hăng hái làm việc, phải giúp Tần Đường vững bước, quay mặt nhìn toàn bộ tỉnh, phóng tầm mắt ra cả nước. Không đặt cực hạn là được nhất tỉnh, Tần Đường là Tần Đường của tỉnh Yến, nhưng khi tách ra ngoài tỉnh Yến, thì trở thành Tần Đường của cả nước. Hạ Tưởng nói chuyện nghe rất to tát nhưng lại không rõ ràng, tuy nhiên đã định ra phương hướng công tác sau này và quan điểm chính là cố tìm điểm chung, gác lại những bất đồng, lấy kinh tế phát triển làm trung tâm, cố gắng tạo ra một Tần Đường nổi tiếng hoàn toàn mới trong cả nước. Ngụ ý đương nhiên chính là, Ngưu Lâm Quảng vừa chết, mâu thuẫn chủ yếu ở Tần Đường không còn tồn tại. Hắn cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm Trương Quốc Vĩ thêm nữa, chỉ cần Trương Quốc Vĩ vùi đầu làm việc thực sự, hắn cũng sẽ bỏ qua chuyện cũ. Trương Quốc Vĩ tự nhiên rõ ràng ám chỉ của Hạ Tưởng, trong lòng liền lại bồn chồn, không thể tin được Hạ Tưởng nói một cách công khai, chẳng lẽ vụ làm chuyện ấy trong xe không phải do Hạ Tưởng một tay tạo ra sao? Không có khả năng. Ngoại trừ Hạ Tưởng còn có ai đáng ngờ muốn gã khẩn trương cút đi chứ? Nhưng thái độ của Hạ Tưởng rất kiên định, phương hướng rất rõ ràng, lại không giống là làm bộ, khiến trong lòng Trương Quốc Vĩ không mò được phương hướng, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện bôi bác trên xe thực không phải là tác phẩm của Hạ Tưởng? Tuy nhiên lại nói, một vụ bôi bác trên xe thực ra cũng không làm gì được gã, không có khả năng vì thế mà cắt chức gã ngay tại chỗ được. Nhưng đương nhiên nếu chuyện lộ ra thì cũng khá chấn động, gã cũng không tránh được một vết nhơ chính trị không nhỏ. Mặc kệ Trương Quốc Vĩ tin hay không tin, thế cục Tần Đường quả thật khôi phục trở lại, hơn nữa nghênh đón một cao trào xây dựng mới. Đầu tiên là rất nhiều hệ thống nước trong nội thành bị đào mở ra để xây dựng lại. Ủy ban Nhân dân thành phố công khai hứa hẹn với dân chúng, về sau sẽ không để hiện tượng ngập nước tái xuất hiện ở Tần Đường, nhất định sẽ cho dân chúng một Tần Đường an toàn và trước sau như một. Ủy ban Nhân dân thành phố công khai hứa hẹn, coi như thắng được lòng của một bộ phận người dân. Theo sau đó, Điền Hải Tạo Điền, Thủ Cương Đông Thiên, cùng với các công tác khác đều tiến triển thuận lợi, lại rời đi con nước lớn bên trong sản nghiệp Bắc Kinh Thiên Tân, nhận lấy không ít dự án lớn của Bắc Kinh Thiên Tân, Tần Đường phát triển không ngừng. Ở trong cao trào xây dựng này, còn có một tiết mục nhỏ xem giữa có ý nghĩa sâu xa, toàn bộ cây đào trên núi đào hoa bị Ủy ban Nhân dân thành phố chặt không còn một cây, đều là cây cổ thụ làm cảnh đẹp. Đây được coi là một lần hành động không bình thường, bởi vì cây đào trên núi đào hoa vốn là đào để ngắm cảnh. Hàng năm khi đào nở hoa, hương thơm bay xa 10 dặm, cả ngàn cánh hồng khoe sắc, cũng coi như một thắng cảnh, vậy mà lại bị Ủy ban Nhân dân thành phố đột nhiên chặt đi toàn bộ, khiến cho dân chúng rất khó hiểu. Ủy ban Nhân dân thành phố giải thích là, cây đào trên núi đào hoa là giống cây hoang dại, giá trị không cao, càng không có giá trị kinh tế, hơn nữa cây đào dễ bẩn, dễ dàng sinh ra vi trùng. Bởi vậy,
Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định theo như kế hoạch lâu dài, cải tạo núi Đào Hoa thành một công viên thư nhàn, gọi là công viên liễu. Chặt cây đào trồng cây liễu, dân chúng đều chỉ trích là lãng phí và quy hoạch lung tung, nhưng đối với nhân vật chính trị mà nói, thì sẽ có suy nghĩ khác. Bởi vì trong một lần điều chỉnh nhân sự lớn trước đây, Bí Thư Hạ từng lấy đào hoa để thử thách Nhâm Hải Phong, nhất thời được người ta tán dương gọi là đào hoa hạ lang. Lại có câu, Huyền Đô xem lý đào ngàn thụ, lộ vẻ lưu lang về phía sau tài, với ngụ ý sau này thống nhất vua quan. Nay bí thư vẫn còn như cũ, mà thị trưởng Trương liền cho chặt cây đào, có phải là để thị uy với Bí Thư Hạ, hay là nói, ngày tháng Bí Thư Hạ ở Tần Đường, sẽ không còn lâu dài sao? Mặt khác, có rất nhiều giống cây thích hợp để gieo trồng ở núi đào hoa, cũng không trồng, cố tình trồng cây liễu, người xưa đã dùng cây liễu để đưa tiễn, có phải ngầm có ý đưa tiễn, Bí Thư Hạ thật phải đi rồi sao? Độ mẫn cảm của nhân vật chính trị luôn luôn rất cao, luôn có rất nhiều cách nói, Ủy ban Nhân dân thành phố tự nhiên sẽ không ra mặt giải thích, thành ủy lại càng sẽ không phát biểu bất luận bất cứ câu trả lời nào, mặc cho mọi người đồn đoán. Không lâu sau đó, lại xảy ra một chuyện vang dội, liền càng làm cho mọi người kết luận, Bí Thư Hạ thật sự sẽ rời khỏi Tần Đường nhanh chóng, bởi vì Từ Tử Kỳ được bố trí đảm nhiệm Bí Thư Huyện ủy. Trước khi lãnh đạo rời đi, bao giờ cũng bố trí một đường ra thật tốt cho thư ký. Theo tình hình chung thì thả thư ký ra bên ngoài đảm nhiệm chức vị quan trọng, là hướng gió giai đoạn trước khi lãnh đạo rời đi. Chẳng lẽ nói, Bí Thư Hạ thật sự phải rời khỏi Tần Đường. Như vậy Bí Thư Hạ đi rồi, ai sẽ tiếp nhận chức vụ Bí Thư? Phỏng chừng là thị trưởng Trương. Căn cứ vào biểu hiện gần đây của thị trưởng Trương, cùng với việc xây dựng núi đào hoa, và cả câu thơ Bí Thư Hạ từng thích nhất, lộ vẻ lưu lang về phía sau tài. Tất cả mọi người cho ra kết luận gần giống nhau, e rằng thị trưởng Trương rốt cục vẫn phải phủ chính ở Tần Đường. Mà lúc trước sự kiện bố trí hệ thống nước tạo thanh thế lớn, dư luận che trời phủ đất một hồi, cuối cùng vẫn không thể đả đảo được thị trưởng Trương. Cây lớn của Trương Quốc Vĩ đã sinh trưởng bám rễ sâu ở Tần Đường, bao nhiêu năm đều sừng sững không ngã, liên tiếp ba lần thay đổi bí thư, thật đúng là con lật đật trong quan trường. Theo khi núi đào hoa được khởi công xây dựng, không khí bên trong thành ủy thành phố Tần Đường lại trở nên tế nhị. Còn có người không hiểu Hạ tưởng, vì sao Bí Thư Hạ không rèn sắt khi còn nóng, vừa lúc mượn thời cơ mưa to gió lớn, mượn đề tài nói chuyện của mình mà bắt Ngưu Lâm Quảng. Bí Thư Hạ cũng không chỉ là bí thư thành ủy, hắn còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Người khác khó hiểu, nhưng Hạ tưởng cũng không giải thích, trong lòng hắn đã có tính toán, cũng có suy tính. Khi ở thủ đô, hắn không gặp gỡ nhà họ Ngô, ngoại trừ Phó Tiên Phong, cũng không tiếp xúc với nhà họ Mai và nhà họ Khâu, nhưng ngoài dự liệu không ngờ đến đã lén nói chuyện với Tổng Bí Thư một lần. Tuy rằng thời gian rất ngắn, chỉ có mấy phút, nhưng đã khiến trong lòng Hạ Tưởng hiểu được ra nhiều. Nói đến chuyện tình cờ gặp mặt Tổng Bí Thư, còn phải cảm ơn Hạ Đông. Sau đó Hạ Đông lại thành bạn tốt với cháu gái Tổng Bí Thư, sau khi hai đứa quen nhau, còn khá hợp tính tình. Khiến cho phu nhân Tổng Bí Thư thích Hạ Đông vô cùng. Hạ Tưởng nhân dịp ở thủ đô, lại không bận việc gì, liền đón Hạ Đông đi học về, hắn khó có khi nào đón Hạ Đông được một lần, may mắn thế nào liền gặp Tổng Bí Thư cũng tới đón cháu gái. Tổng Bí Thư đối nhân xử thế cũng rất khiêm tốn, tuy rằng nhân viên bảo vệ không ít, nhưng đều mặc trang phục dân thường. Hạ Tưởng và Tổng Bí Thư không hẹn mà gặp, Tổng Bí Thư cũng thể hiện hòa nhã thân thiện, cũng ở bên ngoài chờ. Ông ta vừa thấy Hạ Tưởng, liền ngoắc Hạ Tưởng lại. Hạ Tưởng vội vô cùng cung kính đi về phía trước, đầu tiên là bắt tay, sau đó hỏi thăm. Đầu tiên Tổng Bí Thư nói vài câu về mấy đứa trẻ, sau đó chuyển đề tài, làm như không có ý định, lại làm như cố ý. Phương châm dùng người cho một thời gian dài sau này chính là để cho càng nhiều người trẻ tuổi giữ các cương vị công tác trọng yếu. Tuy nhiên trong quá trình đề bạt người trẻ tuổi, cũng phát hiện một số vấn đề chưa đủ. Tổng Bí Thư không phải muốn nói lại thôi, mà là nói một nửa, hiển nhiên là muốn nghe cách nghĩ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không rõ lắm Tổng Bí Thư nói không rõ ràng hay là có gì ám chỉ tới việc cá nhân hắn được lên chức, liền châm trước một chút, nói. Người trẻ tuổi có ưu thế rõ ràng, nhưng cũng rất nhiều khuyết điểm, rất cần những đồng chí lão thành lão lãnh đạo dìu dắt một đoạn đường, chỉ đạo công tác nhiều hơn, càng phải huấn luyện về phương diện hệ thống lý luận. Nói rất hay. Tổng Bí Thư gật gật đầu, dường như rất vừa lòng với trả lời của Hạ Tưởng. Người trẻ tuổi, cần phải bình tĩnh một thời gian, đọc sách nhiều,
nhận nhiều giáo dục về lý luận tư tưởng, đối với sự trưởng thành về sau, có lợi rất lớn. Chỉ nói mấy câu đơn giản, Hạ Tưởng liền ngửi ra được tín hiệu chính trị mãnh liệt, Tổng Bí Thư muốn để hắn đến trường đảng học tập một thời gian. Tiếp theo, Tổng Bí Thư dường như còn muốn nói ra suy nghĩ của mình, vừa lúc phu nhân Tổng Bí Thư đến, nhìn thấy Hạ Tưởng, liền đến bên Hạ Tưởng nói chuyện con cái. Tổng Bí Thư đành phải ở bên cạnh cười ôn hòa, không nói thêm nữa. Hạ Tưởng lại tâm tư phập phồng, lời nói của Tổng Bí Thư, không chỉ ám chỉ hướng đi của hắn sau này, cũng có tác dụng chỉ đạo nhất định đối với thời gian mấy tháng cuối cùng hắn ở Tần Đường hay là nói ở tỉnh Yến. Suy xét toàn bộ thế cục, lại từ cục diện Tần Đường liên tưởng tới hướng đi của tỉnh Yến sau này, Hạ Tưởng quyết định không truy hỏi về trách nhiệm của Trương Quốc Vĩ nữa. Ngưu Lâm Quảng ra đi, đại cục Tần Đường đã định, với sự thông minh của Trương Quốc Vĩ, nhất định sẽ giấu tài, khiêm tốn thiết thực, chờ thời cơ. Việc hắn ra đi, có thể thành cơ hội cho gã hay không là do tạo hóa, không có cơ hội cho gã là bất hạnh của gã, sẽ không phải để ý tới tiền đồ của Trương Quốc Vĩ. Vẫn là cần quan tâm đến hướng đi của chính mình mới thực tế. Bởi vậy, tuy nói Hạ Tưởng đã đoán được vụ bôi bác trong xe của Trương Quốc Vĩ, hơn phân nửa là tác phẩm của Phó Tiên Phong, nhưng hắn cũng không hỏi đến việc này, càng không nhúng tay vào, tuy nhiên cũng khiến hắn cảm thấy khó hiểu chính là, Phó Tiên Phong nếu làm ra thủ đoạn này, vì sao vẫn gương cung mà không bắn? Chương 1262, tính kế lâu dài, Tần Đường yên tĩnh. Phó Tiên Phong và hắn chưa từng liên lạc, Hạ Tưởng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động đi hỏi, cũng sẽ giả bộ không biết. Hắn hiểu rõ, Phó Tiên Phong chắc chắn có dụng ý khác. Ngoài mặt, Phó Tiên Phong dường như là giúp hắn, thật ra hắn hiểu Phó Tiên Phong và Trương Quốc Vĩ bên tám lạng người nửa cân, cũng như nhau cả thôi. Nói không chừng Phó Tiên Phong cố ý nắm lấy sự việc của Trương Quốc Vĩ, cho hắn một ân tình lớn, ký giấy cho vay nặng lãi buộc hắn sau này phải trả nợ. Hạ Tưởng nói cho cùng vẫn là Hạ Tưởng, hắn thật sự đoán đúng ý định của Phó Tiên Phong. Chẳng qua, nửa năm sau, Hạ Tưởng mới thực sự nhìn rõ ý định của Phó Tiên Phong. Hạ Tưởng đại khái có thể biết được khi nào thì hắn phải rời khỏi Tần Đường, có lẽ nửa năm nữa là cùng. Bởi vậy trong thời gian này, ở Tần Đường, hắn còn có rất nhiều việc cần làm. Chớp mắt đã vào hè, mưa to và lửa lớn ở Tần Đường đã dần dần bị người ta quên đi. Tất cả giờ chỉ như câu chuyện đầu đường cuối ngõ. Ngay tại thành phố Tần Đường, mọi người đã quen dần với việc không có Ngưu Lâm Quảng. Đúng lúc Tần Đường đang ít nhiều yên tĩnh thì hậu quả của sự kiện Ngưu Lâm Quảng lại một lần nữa bày ra trước mắt mọi người. Gia Cát Phách Đạo bị phán xử ngồi 10 năm tù, Hách Tư Vị bị phán xử tù 3 năm. Tiếp đến là việc Ngưu Lâm Quảng đồng lõa với xã hội đen, do Ngưu Lâm Quảng đã bị hỏa táng, nên thẩm phán cũng không phán xử thêm. Mức hình phạt đối với Gia Cát Phách Đạo và Hách Tư Vị không nhẹ không nặng, Hạ Tưởng cũng không quá quan tâm đến. Hắn chỉ biết, Gia Cát Phách sau một thời gian bị Ngưu Lâm Quảng đạo ức hiếp, đã thừa cơ trốn thoát. Nhưng anh ta không đến đồn cảnh sát tự đầu thú, trong lòng còn cho rằng mình may mắn đã có thể tránh được hoạn nạn, không ngờ cuối cùng lại bị Nga Ni Trần phát hiện ra hành tung, rồi sa vào lưới pháp luật. Gia Cát Phách Đạo sa lưới, khiến Trương Quốc Vĩ lo lắng. Bởi vì trong tay Gia Cát Phách Đạo nắm giữ nhiều bí mật của y và Ngưu Lâm Quảng, không chỉ vậy nếu Trương Quốc Vĩ biết trong tay Gia Cát Phách Đạo còn có một số chứng cớ, không chừng sẽ bí quá hóa liều, tìm người bịt miệng Gia Cát Phách Đạo. May mắn Gia Cát Phách Đạo cũng thông minh, chỉ cắn Ngưu Lâm Quảng, ngoài ra ai cũng không đề cập tới, bởi vì Gia Cát Phách Đạo cũng nhìn ra được, thị trưởng Trương chắc còn ngồi lâu trên ghế thị trưởng, mà bí thư Hạ hình như cũng không có ý muốn bắt thị trưởng Trương, y cũng rất thông minh mà giữ chặt mồm miệng. Lúc không ai làm chủ cho mình, tốt hơn hết là câm miệng, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, mất mạng vô ích. Gia Cát Phách Đạo cả đời tự cho mình là thông minh, cuối cùng cũng thật sự thông minh được một lần. Lúc thẩm vấn anh ta đặc biệt rất phối hợp, đem phần lớn những việc xảy ra đổ hết trách nhiệm lên người Ngưu Lâm Quảng, dù sao người chết cũng không đối chứng, khiến người chết chịu tiếng xấu thay cho người khác là cách làm thông minh nhất. Nghe nói, sau đó Gia Cát Phách Đạo ở trong tù còn phát triển nhanh chóng, dựa vào ba tấc lưỡi, lừa dối một đám người, trở thành đại ca trong tù, sống rất là ung dung tự tại. Hách Tư Vị ở trong tù có biểu hiện tốt, sau ra tù thì thay đổi hoàn toàn, làm lại từ đầu. Lao vào kinh doanh, không đầy vài năm cũng mở một công ty, nghe nói cuối cùng cưới Tiểu Quỳ, nhưng vẫn bị Tiểu Quỳ bắt nạt. Tuy nhiên đều là chuyện sau này, không đề cập tới nữa. Nếu xét về lâu dài mà nói,
không ngờ lần trước hải quân phát cuồng, quấy rầy kế hoạch của Ngưu Lâm Quảng, làm rối loạn bố trí của người nào đó ở thủ đô, gián tiếp ảnh hưởng lớn đến tiền đồ lâu dài của Hạ Tường. Đương nhiên, những đánh giá của các vị cấp cao ở thủ đô, mặc cả, cùng so chiêu ngầm, Hạ Tường không được biết, hắn chỉ biết là, khống chế hải quân, không chỉ có được tâm của Cổ Ngọc, khiến lão Cổ vô điều kiện hứa đem hết lực giúp cho hắn tiến nhanh trong quan trường, tướng lãnh cấp cao trong quân đội đều khen ngợi hắn. Chí ít, về lâu dài mà nói, sự ủng hộ của quân đội đối với hắn cũng không phải nhỏ. Bởi vì nếu chỉ mình hắn không đủ mạnh, cho dù là thế lực của lão Cổ, nhưng cũng chỉ là hoạt động phía mặt ngoài, không thắng được sự tôn kính thật sự trong quân đội. Người lính chỉ tin vào thực lực, chỉ tán thưởng người có nhân phẩm. Mặc dù không biết các cấp lãnh đạo nhìn nhận sự kiện ở Tần Đường như thế nào, nhưng Hạ Tưởng lại cho rằng, thật ra cấp cao đang thăm dò và thử thách hắn. Ủy ban kỷ luật Trung ương chỉ mới thu tay lại, sau đó liền xảy ra đủ chuyện, chính là Trương Quốc Vĩ âm thầm vu khống, Ngưu Lâm Quảng tỉ mỉ thực hiện, thủ hạ Ngưu Lâm Quảng tan rã, thêm hải quân không khống chế được, từ từ một loạt sự kiện cùng liên kết lại, mới có cục diện nguy hiểm như vừa rồi. Lần này thoát hiểm, không chỉ ngoài dự kiến của lão Cổ, mà cũng nằm ngoài dự kiến của ông cụ họ Ngô và những người khác. Sự việc sau khi xảy ra đã được che giấu rất kỹ, không có mấy người biết việc của hải quân, sau một thời gian lại lặng lẽ truyền tới tai ông cụ họ Ngô. Ông cụ họ Ngô nghe được, lập tức gọi điện, chỉ nói một câu. Hạ Tưởng, sắp xếp cậu làm cán bộ trưởng ban tổ chức mới có thể làm cậu điềm tĩnh hơn. Hạ Tưởng xấu hổ, hắn không phải muốn gây sức ép, hắn thật ra là bị gây sức ép. Theo tính toán ban đầu vốn không nghĩ sẽ lật đổ Trương Quốc Vĩ, cũng không có nghĩ tới việc đánh ngã Ngưu Lâm Quảng, nhưng sự tình phát triển nhanh đến mức không thể khống chế được, cũng không phải hắn mong muốn, đây là kết quả của âm mưu từ khắp nơi tạo thành. Hắn không gây chuyện, nhưng cũng không vì sợ sự phiền phức mà mặc cho người ức hiếp. Sau này, Tào Vĩnh Quốc cũng gọi điện thoại tới, nói. Hạ Tưởng, bước tiếp theo vẫn là nên đến trường đảng học tập khoảng nửa năm cho tốt hơn, điềm tĩnh hơn một chút. Trần Phong cũng gọi điện với ý giống như vậy, cũng không cố gắng che giấu. Nếu không đến tỉnh sở khi tôi còn quản lý, cậu định chờ đến khi nào? Quản lý của bí thư tỉnh ủy hiển nhiên là trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trưởng ban thư ký cũng không phải là một công việc tốt, là cầu nối, lấy lòng hai bên, nhưng nói cách khác, lại dễ dàng khiến cả hai bên mất lòng. Hơn nữa nói chính xác thì, trưởng ban thư ký tỉnh ủy tuy cũng là lãnh đạo của tỉnh ủy, thậm chí về thứ bậc có khi còn cao hơn, nhưng nghiêm khắc mà nói, vẫn chỉ toàn làm việc vặt, trong tay thực quyền không lớn, lợi ích duy nhất thực sự là quan hệ gần gũi với bí thư tỉnh ủy. Nói chung, trưởng ban thư ký tỉnh ủy là con đường để thăng tiến lên ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch thường trực tỉnh, chủ tịch tỉnh, ngược lại mà nói, coi như là một con đường vững chắc để tiến thân. Thậm chí ngay cả Cổ Thu Thật cũng gọi điện thoại tới, anh ta vẫn thoải mái, đầu tiên nói giỡn vài câu. Sau lại liền cân nhắc một chút nói. Hạ Tưởng, tôi tin là giờ anh đã tới độ tuổi nhất định, ngồi ở vị trí nhất định, là một người dám làm dám chịu. Tôi có khi cũng buồn, hình tượng đối ngoại của chúng ta đã suy nhược từ lâu lắm rồi. Cổ Thu Thật có vẻ hết sức xúc động, Hạ Tưởng không dám nói tiếp. Đương nhiên hắn cũng nghe ra, Cổ Thu Thật đúng là đối với tình hình ngoại giao trong nước và chính sách đối ngoại, có chút bất mãn. Cùng đứng trong hàng ngũ tổng bí thư. Bất mãn của anh ta hoàn toàn có thể hiểu được. Chính Hạ Tưởng cũng là hận vì không biết tranh đấu, đôi khi người trong nước thường rất chú trọng hình tượng, nghĩ đến văn minh và lễ phép mà khiêm nhường, lại không biết rằng, phong cách của chính trị gia là dám làm dám chịu, cứng rắn, mạnh mẽ có sức hấp dẫn riêng, trên diễn đàn quốc tế tạo ảnh hưởng lớn nhất, chứ không phải lên đài là nói anh ngữ, xuống đài kéo đàn nhị, ca hát nhảy múa giỏi liền được người khác tôn trọng. Trước kia, lãnh đạo của Liên Xô ở một hội nghị quốc tế, cởi giày ra trước mặt mọi người, đập xuống bàn một cái thật mạnh, hình tượng mạnh mẽ đó khiến Liên Xô ở trên quốc tế dạng danh một chú gấu Bắc Cực. Các chính trị gia trong nước cũng không thiếu người đập bàn chửi má nó, tiếc là, chỉ giới hạn trong nước, vừa lên diễn đàn quốc tế liền mềm nhũn. Mọi người hoặc khuyên bảo, hoặc phê bình, hoặc đưa ra đề nghị khác. Tống Chiêu Độ cũng điện thoại tới, một lời nhiều ý. Hạ Tưởng, trước khi ảnh hưởng của anh với lão Cổ giảm sút, thắng được lòng quân, mặc dù có chút tình hình nguy hiểm, nhưng đáng giá. Đời người là một canh bạc, quan trường lại là nơi nguy hiểm nhất. Tống Chiêu Độ bất chợt dừng lại, rồi nhấn mạnh. Chẳng qua cũng chỉ có một lần như vậy,
lần sau không được viện lý lẽ này nữa. Bước tiếp theo, trời đất của anh rộng lớn, lực lượng có thể mượn càng nhiều hơn, dĩ nhiên, thủ đoạn cũng phải thay đổi nhiều hơn. Con đường lên chức của Tống Chiêu Độ, cũng là đầy cơ hội và mưu toan hiểm hóc, bởi vậy, ông ta so với người thường cũng có nhiều nghị lực, càng có gan làm liều. Đương nhiên, với cách của Tống Chiêu Độ, ông ta sẽ không liều lĩnh mạo hiểm, mà tính trước được mất, đến lúc tự thấy không còn chút sơ hở nào mới có thể đột nhiên ra tay. Tháng 8 ở Tần Đường, mùa hè trôi qua, mùa thu đã đến, Hạ Tưởng tới thủ đô thăm Tống Nhất Phàm, sau đó vòng đi Thiên Trạch, thăm Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Tống Nhất Phàm vẫn là một người đơn thuần, vui vẻ mà danh mãnh, chỉ có điều gần đây bận rộn bài vở và học tập, cũng làm cô có chút suy nghĩ buồn chán. Hạ Tưởng tiếp chuyện cô nửa ngày, Tống Nhất Phàm vào mùa thu, đẹp như lá đỏ hương sơn, thơm mát hồng hào, xinh đẹp đến động lòng người. Tuổi trẻ, chính là tài sản khiến con người kiêu ngạo nhất. Tống Nhất Phàm dùng cái thanh xuân mỹ lệ của thời khắc thuần khiết đẹp đẽ nhất trong cuộc đời một người con gái làm say lòng người. Sau đó, Hạ Tưởng về lại chốn cũ, trên thảo nguyên Thiên Trạch, cùng Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm bùi ngùi khi thấy thời gian trôi qua quá nhanh, trong nháy mắt, hắn đã quen biết hai người được 12 năm. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm nhìn vẫn như trước, người con gái hạnh phúc đều có chút giống nhau, chính là vẻ mặt phấn chấn, làn da trơn bóng. Có lẽ là do hai người ở cùng nhau đã lâu, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm càng nhìn càng giống hai chị em sinh đôi, hai cô đứng chung một chỗ, đều có tóc dài, mặc áo choàng, thuần chất phụ nữ. Nếu nói Tống Nhất Phàm đang trong thời khắc đẹp đẽ nhất của cuộc đời một cô gái, thì Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm chính một phụ nữ đang trong thời khắc bùng phát của cuộc đời, sức hấp dẫn bắn ra khắp nơi. Lý Thấm mặc dù luôn luôn mặc trang phục công sở cứng nhắc, nhưng sau hơn một năm ở cùng Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm cũng trở lên nữ tính hơn trước kia rất nhiều, chắc là có liên quan đến việc đã kết hôn lập gia đình. Lý Thấm sau khi gả cho Tề Á Nam, nửa tháng trở lại thành phố Yến một lần cùng Tề Á Nam đoàn tụ, đang lên kế hoạch sinh con, tính toán sang năm sẽ sinh em bé, không ngờ được Tề Á Nam một kẻ cuồng công việc như vậy, tự nhiên phối hợp, vô cùng ra sức. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Lý Thấm muốn sinh em bé, thứ nhất là bởi vì có Hạ Đông và Liên Hạ đáng yêu cổ động cô, hai là kế hoạch tài chính hiện ngày càng vững vàng. Kế hoạch tài chính cơ bản đã có thể tự phát triển bình thường, trải qua hơn một năm gần hai năm quay cuồng, làm khống bán khống, cùng với đòn bẩy tái thu mua, quy mô tài chính đã phát triển đạt tới 300 tỷ đô la Mỹ, xứng đáng là người giàu siêu cấp. Đương nhiên, phần lớn là giá trị đất đai, cùng với giá trị cổ phiếu thị trường, hoặc là nói, của cải đều nằm trên giấy tờ, nhưng nói lại, thực lực chính là thực lực, như hiện tại Liên Nhược Hạm tuy của cải đều nằm trên giấy tờ nhưng nếu muốn điều động mấy chục tỷ đô la Mỹ, cũng không thành vấn đề. Liên Nhược Hạm có thực lực hùng hậu, Hạ Tưởng đến thảo nguyên hít thở không khí đến say lòng người, liền cảm thấy đặc biệt tươi mát và xúc động. Đang chuẩn bị khởi hành trở về Tần Đường, đột nhiên liền nghe có tin đồn nổi lên khắp nơi, sự việc va chạm xe của Trương Quốc Vĩ, cuối cùng cũng bạo phát. Chương 1263, trở lại Tần Đường, tiền đồ mờ mịt. Trước lúc quay lại Tần Đường, Hạ Tưởng còn gặp Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì vẫn xinh đẹp quyến rũ như xưa, cô vừa thấy Hạ Tưởng, liền mặt mày hớn hở hỏi Hạ Tưởng tiếp theo sẽ đi nơi nào nhậm chức, cô muốn chuẩn bị sẵn sàng, đi trước giải đường, cũng coi như là một sự đầu tư tốt. Hạ Tưởng không biết làm gì khác hơn là cười, nói thật, đối với bước tiếp theo, hắn còn không biết sẽ đi đâu. Nói là đột phá, thật ra dòng nước xiết đều ở dưới mặt nước. Bởi vì mọi việc cũng không hoàn toàn được công khai, chỉ được truyền bá ở phạm vi nội bộ, như lời đồn đại chẳng mấy chốc mà yên ắng. Tuy nhiên sự kiện Trương Quốc Vĩ chỉ sau mấy tháng đột nhiên bị người công bố, Hạ Tưởng chỉ biết, việc hắn rời đi, hẳn cũng đã được định sẵn. Hạ Tưởng cũng âm thầm khâm phục sự thâm hiểm của Phó Tiên Phong, đào hầm mấy tháng không có chút tiếng động, liên tục dương cung nhưng không bắn. Không ngừng hành hạ Trương Quốc Vĩ trong mấy tháng, ở thời khắc mấu chốt mới đột nhiên bắn ra. Cũng giống như vào lúc Trương Quốc Vĩ cần bậc thang để tiến lên phía trước, ông ta đặc biệt đúng lúc đem thang rút lại, đáng thương cho đồng chí Trương Quốc Vĩ bị treo lơ lửng trên không. Quan trọng là, không thể đi lên mà chưa tính, hết đường xuống, hai tay bám ở đầu tường, nhất định là mệt chết người rồi. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ Phó Tiên Phong lợi dụng mấy tháng qua, sắp xếp tất cả chu toàn, hoặc là nói,
việc của Trương Quốc Vĩ là kết quả của hàng loạt các cuộc giao tranh phía sau. Nói cho cùng, hắn từ sớm đã dự đoán được những lời ám chỉ ngầm, khuyên không nên động tới Ngưu Lâm Quảng, dù Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường đầy kiêu ngạo. Hắn liên tưởng đến hành động diệt trừ các thế lực đen tối vừa gây xôn xao trong cả nước, bắt cục trưởng cục tư pháp một gã có hành vi ô dù phi pháp, mặt ngoài là oanh oanh liệt liệt diệt trừ các thế lực đen tối, nhưng trên thực tế, phía sau là một màn giao dịch thậm chí có khả năng là do hai bên cấp cao gián tiếp giao tranh. Hạ tưởng chỉ biết, Ngưu Lâm Quảng xem như là người phát ngôn, không thể dễ dàng đụng vào, một khi chạm phải sẽ bị kẹp đau tay. Nếu truy đến ngọn nguồn, còn có thể thấy ông ta lúc đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy cũng chính là lúc các vị cấp cao đang so chiêu. Do vậy, trước kia Ngưu Lâm Quảng bản tính kiêu ngạo, sau khi hắn đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, lại càng thêm kiêu ngạo, khiêu khích, đó là lúc cuộc đấu tranh chính trị vẫn còn tiếp diễn. Bởi vậy sớm đã có rất nhiều nhân vật cấp cao hết lần này tới lần khác khuyên bảo hắn, không nên động tới Ngưu Lâm Quảng, cho nên hắn vẫn luôn đi đường vòng, cũng không trực tiếp va chạm với Ngưu Lâm Quảng. Nhưng vẫn phải làm bộ, tỏ thái độ, đỡ phải lo lắng tới cái nhìn của người khác. Còn may, dù là hắn đảm nhiệm chức thành ủy, hay là sau khi làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tới nay, cũng chưa từng va chạm với Ngưu Lâm Quảng lần nào, về mặt chính trị mà nói, xem như không có dính dáng, cuối cùng Ngưu Lâm Quảng bị nghiền xương thành tro, cũng chẳng sợ bị nhân dân phán xét cũng chỉ là một vở kịch với những lời nói đầy hấp dẫn mà thôi, cho dù Ngưu Lâm Quảng dám công khai, hắn cũng không dám nghe. Lại càng không dám công khai mối quan hệ giữa hắn và Ngưu Lâm Quảng, thật đúng là chỉ thấy ánh đao ánh kiếm giao tranh. Lại không thấy khuôn mặt thực sự của đối phương. Điều đó cũng khiến Hạ Tưởng về sau nếu có cơ hội gặp lại người nào đó, cũng có thể mặt không đỏ tâm không nhảy, thong dong bắt tay hàn huyên, làm bộ hắn chưa từng có bất luận cái gì gián đoạn. Bởi vì hắn quả thật chẳng những không có đối mặt với Ngưu Lâm Quảng, càng không có hạ độc thủ đối với Ngưu Lâm Quảng. Hắn vốn định nắm lấy Ngưu Lâm Quảng chấp nhận sự phán xét của nhân dân, nhưng đáng tiếc là, Ngưu Lâm Quảng ác giả ác báo. Bởi vậy, Hạ Tưởng vẫn cho rằng việc hắn xử trí Ngưu Lâm Quảng, trên cơ bản đã chót lọt. Mặc cho nhiệm kỳ ở Tần Đường thành công hay thất bại, hắn chỉ lấy làm tiếc là chưa biết nên đối xử với Trương Quốc Vĩ như thế nào. Hắn có chút do dự không dám quyết. Không phải hắn e ngại thế lực đứng sau Trương Quốc Vĩ, nói cho cùng hắn cũng có thế lực đứng đằng sau. Cũng đủ để chống lại thế lực phía sau của Trương Quốc Vĩ, với thế lực đằng sau mà nói, chỉ như bé con chơi trò tập làm người lớn. Tuy nhiên, trên thực tế mà nói, người trong quan trường có khi rất rõ ràng, có khi lại rất thần bí, rất bí hiểm, có khi lại như bé con chơi trò tập làm người lớn không có gì khác biệt. Có rất nhiều sự tình anh biết tôi biết, nhưng khi giáp mặt lại không nói ra, anh muốn đánh đố, tôi muốn giải bí mật, nói đến nói đi, núi cao vực sâu. Kỳ thật có thể dùng chính là hai chữ rất đơn giản, ghê gớm. Nhưng lời phải uyển chuyển, nói phải hàm xúc, dường như càng vướng mắc, lại càng có dáng vẻ lãnh đạo. Không phải hiện tượng tốt, nhưng hiện nay ở quan trường, ngược lại có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ Tưởng ngược lại không có ý định đi phê bình cái gì, nói thật, cho tới hôm nay hắn cũng không biết rõ, thế lực phía sau của Trương Quốc Vĩ ở tỉnh và thủ đô, rốt cuộc là ai, còn có giữa Trương Quốc Vĩ và Ngưu Lâm Quảng. Lại có dính dáng mật thiết với nhau. Tóm lại, Tần Đường to lớn vậy, để cho Hạ Tưởng nắm lấy chưa chắc là chủ ý tốt, đối với Trương Quốc Vĩ, hắn không quyết được. Bởi vì hắn không tìm thấy kết luận thích hợp nào để đánh giá Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ có năng lực, cũng biết đối nhân xử thế, văn chương kiểu cách cũng giống như gấm thêu hoa, phải nói là một người khôn khéo, ưu điểm lớn nhất là diễn trò, nhưng khuyết điểm lớn nhất cũng là quá biết diễn, hơn nữa mỗi lần diễn, nhất cử nhất động đều để lại dấu vết quá rõ. Kỳ thật người trong quan trường đều diễn trò, nhưng để diễn được bất thanh bất động, cũng không phải dễ dàng. Trương Quốc Vĩ chính là quá chú trọng vào hình tượng, quá duy trì hình ảnh liêm chính trong công tác chính trị, chín quá hóa nẫu. Công bằng mà nói những thủ đoạn phía sau Trương Quốc Vĩ, hầu hết người trong quan trường đều vì địa vị của chính mình, không ít thì nhiều cũng sẽ bị nhúng chàm, sau lưng người chơi trò hai mặt, chỉ trích người khác. Trương Quốc Vĩ đã bị nhiều người bàn tán chỉ trích, chính là bởi vì y hỏng thì hỏng rồi, còn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt làm người trong sạch. Thật quá trái ngược, nên có không ít người đối với y có ác cảm mãnh liệt. Bởi vì ai cũng không thích người ngồi ở dưới đài chỉ trích phê bình này nọ, nhưng ngược lại bản thân lại không chút sạch sẽ. Sau khi thường xuyên có tham quan bị người tố giác, mọi người chung quanh phần lớn đều không tin,
bởi vì tham quan bình thường tiết kiệm nhất, đề cao chống tham nhũng nhất. Nhưng cụ thể ở Trương Quốc Vĩ, tuy rằng một loạt sự việc mờ ám, đều có bóng dáng Trương Quốc Vĩ, cũng có thể khẳng định chính y thực hiện, thậm chí còn đổ dầu vào lửa chủ động khơi mào rắc rối. Không thể không thừa nhận, Trương Quốc Vĩ rất giàu hoạt, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cứ việc âm thầm tiến hành hành vi phạm tội, nhưng lại không để người ta thật sự tóm được nhược điểm của y. Dựa vào một vài lời đồn không căn cứ, cho dù quả thật là do Trương Quốc Vĩ gây nên, nhưng cũng không có cách nào có thể tóm được y. Hơn nữa, Trương Quốc Vĩ ở Tần Đường sừng sững không ngã, trước sau làm được mười mấy năm, tỉnh ủy vẫn không bổ nhiệm y lên thành ủy, nhưng không điều chuyển y, cũng có thể nói rằng, thế lực đứng đằng sau Trương Quốc Vĩ ở thủ đô khá cứng rắn, mạnh mẽ. Tỉnh ủy đem Trương Quốc Vĩ đặt ở Tần Đường, cũng là một hành động bất đắc dĩ. Hạ Tưởng thậm chí còn nghĩ, dùng Tống Chiêu Độ làm kế lâu dài, khiến ông ta đến Tần Đường, giải ván Bắc Cầu, nhưng theo góc độ tỉnh ủy tỉnh Yến mà suy xét, ông ta đến Tần Đường làm thành ủy, nghĩ thế nào cũng không phải một nước cờ tốt, dùng ông ta để kiềm chế thậm chí phá hủy Trương Quốc Vĩ mới thật sự là nước cờ hay. Đương nhiên, sau đủ loại sự tình, Tần Đường đã không còn bình yên. Thình lình, hắn đưa ra lời đề nghị với chức ủy viên thường vụ, cũng khiến tỉnh ủy chuẩn bị không kịp và trở tay không kịp. Bởi vậy, thái độ của tỉnh ủy đối với hắn cũng có sự thay đổi lớn, việc này đã nằm trong dự liệu của hắn. Kỳ thật trong suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn hiện tại chỉ quan tâm là tiếp theo hắn sẽ đi về đâu, bởi vì hắn biết rõ, hắn xác định còn có thể ở cấp phó bộ rèn luyện thêm một thời gian, nhưng ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy là phó bộ, ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh cũng là phó bộ, nhưng quyền lực thì kém đi rất nhiều. Lại như lời ông cụ họ Ngô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ cũng là phó bộ, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy thì quyền cao chức trọng hơn hẳn, nhiều người tim đập dồn dập nhòm ngó tới cái ghế này. Thậm chí nói không chút khoa trương, bước tiếp theo của hắn, không thể dự đoán được, có thể đúng là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn nếu như, ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà không được, thì chứng tỏ, vị trí của hắn được sắp xếp không tốt lắm. Ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh, dường như là một bước chuyển có chút quá lớn. Ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ, lại dường như có bước quá lớn. Vị trí ủy viên thường vụ trọng yếu hơn, so với phó chủ tịch thường trực tỉnh, phó tỉnh ủy, Hạ Tưởng nghĩ cũng không dám nghĩ, không cần nghĩ cũng khẳng định không tới phiên hắn. Chức vụ có khả năng nhất chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Vấn đề là, phải đi đâu? Khẳng định sẽ rời khỏi tỉnh Yến, hơn nữa hướng đông hướng tây khả năng cũng không lớn, hơn phân nửa không phải phía bắc tỉnh Yến, vậy chính là phía nam tỉnh Yến, đương nhiên. Hạ Tưởng cũng suy xét có khả năng đến bên trong các bộ và ủy ban trung ương ở thủ đô, đảm nhiệm chức phó trưởng ban, lại có khả năng sẽ tới trung ương đảng học tập khoảng một năm rưỡi, cuối cùng có thể nhìn ra ý đồ tương quan. Nhưng không biết sao, Hạ Tưởng cuối cùng vẫn cảm thấy hắn sẽ ở lại địa phương trực tiếp đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, khả năng này có thể lớn hơn một chút, bởi vì hành động của Phó Tiên Phong dường như có ẩn ý gì đó. Chẳng lẽ... Phó Tiên Phong cũng muốn điều ra ngoài thủ đô. Bước tiếp theo hắn sẽ đi tới nơi nào, đảm nhiệm chức vụ gì, sự an bài này trực tiếp quan hệ đến một khoảng thời gian lâu dài, hoặc là nói, bổ nhiệm lần này, vừa có thể thể hiện ý đồ đích thực, có năng lực chứng thực ý tưởng của họ Ngô, đồng thời là lực ảnh hưởng ngầm của thủ tướng, cũng có thể do bàn tay của một thế lực thần bí khác bên trong. Nói không chừng, hắn sẽ bị an bài đến một nơi đặc biệt rắc rối, họ đã cho hắn thêm một cơ hội đứng trong hàng ngũ. Cũng chính họ lại một lần nữa thăm dò và thử thách hắn. Mặc dù Hạ Tưởng không hiểu hết thế lực kết cấu bên trong của đoàn hệ, nhưng cũng rõ thật ra lãnh đạo cấp cao chia theo phe phái, phái bình dân, thế lực gia tộc cùng với đoàn hệ, ba phe tạo nên thế chân vạc vững chắc, chỉ có điều không một ai có thể phân loại rõ ràng, chuẩn xác, hay toàn diện ba phái trên. Trên thực tế, giữa phái bình dân và thế lực của gia tộc đối lập trực tiếp nhất, nhưng bên trong đoàn hệ, vừa có phái bình dân thế lực kinh người, lại có thế lực gia tộc được người ủng hộ. Nếu muốn mổ xẻ ra mà nói, còn có thể càng nhiều phe phái hơn, nhưng cũng không có tính chất đại biểu. Chỉ xem xét tính chất đại biểu cùng với lâu dài, như Quan Viễn Khúc có thể là thế lực gia tộc, tuy rằng ông ta cũng đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ của thành phố Hạ Giang, nhưng nói ông ta là phái Hạ Giang cũng là nói quá rồi. Cổ Thu Thật lại càng không cần phải nói, nhất định là đoàn hệ. Là người cách một thế hệ. Cổ Thu Thật muốn chân chính ngồi trên chiếc ghế cao nhất, còn phải đi cả một đoạn đường dài,
chẳng những bản thân cần cứng rắn, mạnh mẽ, còn cần có sự ủng hộ của một số lực lượng lớn trung kiên. Hạ Tưởng cũng hiểu được, Cổ Thu thật thực ra cũng đang kỳ vọng, vào lúc nào đó, có thể có được sự ủng hộ vững chắc của hắn. Bởi vậy, sự kiện xe Trương Quốc Vĩ, nhìn có vẻ hoang đường, nhưng từ hiện tại cùng với dự đoán trong tương lai, trước tiên sẽ xuất hiện ảnh hưởng trực tiếp hơn nữa còn rất lớn mạnh đối với hướng đi của hắn, về phần đó là bởi thế lực chính diện hoặc là phản diện, tạm thời còn chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Tiếp đó, xem xét về lâu dài mà nói, việc an bài chức vụ của hắn trong hàng ngũ lại là một vấn đề lớn. Bởi vậy, Hạ Tưởng không biết làm thế nào, Phó Tiên Phong ở mặt ngoài dường như là giúp hắn, thật ra là vì hắn tạo ra một cạm bẫy không lớn không nhỏ. Chương 1264, có mưu tính khác, phiên giao dịch sắp bắt đầu. Hạ Tưởng không muốn Phó Tiên Phong tóm được Trương Quốc Vĩ, nhưng sự việc không đến lượt hắn, thủ đoạn của Phó Tiên Phong làm cho người ta khó lòng phòng bị, y chẳng những đem vụ việc Trương Quốc Vĩ đầy chấn động phản ánh tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh, còn báo lên tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương rồi. Cũng không biết Phó Tiên Phong thật sự muốn đem tảng đá lớn đập vỡ đầu Trương Quốc Vĩ, hay trả thù Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã chĩa mũi nhọn vào hắn để điều tra. Hạ Tưởng dở khóc dở cười, cũng không biết là nên cảm tạ Phó Tiên Phong, hay là nên oán giận anh ta làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hạ Tưởng đang chuẩn bị bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình, tuy hắn hiểu rõ, hắn muốn chi phối vận mệnh của mình, đối với cấp bậc thứ trưởng không nghi ngờ là si tâm vọng tưởng, nhưng trong tay hắn có những quân bài còn chưa lật, ít nhiều cũng đủ để đánh mấy lần, có lẽ đúng là có thể lách qua nhờ một khe hở. Dựa vào phân tích, hắn rút ra được kết luận, bên trong đoàn hệ không đoàn kết, cũng không phải bền chắc như thép. Đương nhiên, nói đi phải nói lại, mặc kệ là thế lực gia tộc hay là phái bình dân, bên trong đều không đoàn kết, nhưng so sánh ra thì thế lực gia tộc vẫn là đoàn kết nhất, phái bình dân cũng coi như không tồi, ngược lại đoàn hệ lại là phái ít đoàn kết nhất. Cũng bởi vậy, Hạ Tưởng hiểu rất rõ Tổng Bí Thư có chút xem trọng hắn, ông cụ họ Ngô tỉ mỉ bồi dưỡng tài năng của hắn, còn có Thủ tướng cũng có cảm tình với hắn, nhớ mãi không quên, là bởi vì họ gửi gắm nhiều hy vọng khả thi trên người hắn. Hắn xuất thân bình dân, nên phái bình dân có sự mong đợi, cho nên, nếu hắn kiên trì quan niệm bình dân, sẽ được người của phái bình dân mạnh mẽ bồi dưỡng năng lực, vừa lúc Cổ Thu thật nói sau khi anh ta quật khởi, có thể bù lại tiếc nuối lớn nhất của phái bình dân. Nhưng hắn hiện tại đang được lòng của thế lực gia tộc, trở thành đối tượng mà thế lực gia tộc gắng sức phun trồng. Nếu thế lực gia tộc ra sức ủng hộ, sau Cổ Thu thật, hắn mạnh mẽ, cứng rắn nổi lên, khác nào cho thế lực gia tộc uống viên thuốc an thần thật lớn, bởi vì trước có Quan Viễn Khúc sau có hắn, trước sau tiến tới công kích, dù cho Cổ Thu thật là trung gian, cũng không còn nhiều triển vọng lắm. Nhưng về phương diện khác, Tổng Bí Thư đối với hắn chỉ khoanh tay ngồi nhìn, Cổ Thu thật lại có chút thưởng thức hắn, cũng không loại trừ Cổ Thu thật có thể là người đứng đầu trong hàng ngũ của Tổng Bí Thư, nếu hắn kiên trì quan niệm đoàn hệ, sau khi rời Tần Đường, xét tuổi của hắn, sẽ đảm nhiệm Bí Thư Trung ương đoàn chứ không phải nói chơi, sau khi ở Trung ương đoàn rèn luyện, nhất định nháy mắt liền xoay chuyển tốt đẹp, lấy thân phận của đoàn hệ xuất hiện ở chính đàn trong nước. Nếu hắn tiếp nối sau Cổ Thu thật, đoàn hệ lại có một người trèo lên đỉnh, khi đó đoàn hệ mới chân chính ở chính đàn trong nước trở thành phe phái có địa vị đứng đầu. Đồng thời, chức Tổng Bí Thư mới mong có thể nắm giữ lâu dài. Do đó, không thể không nói, sau khi hắn rời Tần Đường, cuối cùng đi tới nơi nào, cuối cùng nhậm chức ở đâu, là một việc quan trọng, thậm chí có thể nói, quyết định trực tiếp đến việc hắn sẽ dùng thân phận nào đứng trong quan trường, là dán trên đầu nhãn hiệu của người nào mà bước chân vào cấp bộ trưởng trình diễn. Chỉ có điều hắn thật không ngờ bắt đầu là Phó Tiên Phong gõ la trước. Phó Tiên Phong, anh ta rốt cuộc là người đi đầu của thế lực gia tộc hay là nhà họ Phó chỉ là Tiên Phong? Hạ Tưởng thật muốn tự mình gọi điện thoại hỏi Phó Tiên Phong một câu, hoặc là kín đáo ngăn cản Phó Tiên Phong tiếp tục đẩy mạnh sự kiện Trương Quốc Vĩ. Đúng lúc đó, Phó Tiên Phong lại chủ động gọi điện thoại tới. Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong đúng lúc đang trên đường trở về Tần Đường. Bí thư Hạ, Phó Tiên Phong vừa mở miệng liền kêu theo chức vụ của Hạ Tưởng, thật khác thường. Còn ở thủ đô không? Có lời muốn nói, có thể cùng nhau ngồi nói chuyện được không? Trong trí nhớ của hắn, giữa Phó Tiên Phong và hắn từ trước đến nay chưa từng nói chuyện, cho dù là nói chuyện phiếm cũng không, cũng rất ít khi cùng nhau ngồi ăn cơm uống trà, hiện tại vừa xưng hô chức vụ, lại đưa ra lời mời trịnh trọng như vậy thật là chuyện lạ, có thể thấy được nhất định là có chuyện quan trọng.
Phó chủ nhiệm Phó, ngại quá, tôi gần đến Tần Đường rồi, anh có việc gì sao? Hạ Tưởng thật ra mới rời khỏi thủ đô, hiện vòng lại cũng còn kịp, nhưng hắn nói dối không chớp mắt. Vậy qua vài ngày tới tôi sẽ đến Tần Đường gặp anh. Phó Tiên Phong cũng không nói nhiều, càng không giải thích chuyện gì, vội vàng tắt điện thoại. Tôi có cuộc họp. Hạ Tưởng vốn tưởng rằng còn có thể nói thêm vài lời kín đáo hỏi về vụ của Trương Quốc Vĩ, không ngờ Phó Tiên Phong chỉ muốn gặp mặt nói chuyện, khiến trong lòng hắn nhảy dựng. Ban đầu hắn phán đoán rằng giữa nơi hắn sắp đi và Phó Tiên Phong nhất định có quan hệ, giờ hắn có thể chắc chắn là mình đoán trúng rồi. Nhưng điều Hạ Tưởng càng không ngờ là, hắn mới đến Tần Đường, lại nhận được điện thoại của Cổ Thu Thật. Điều hắn kinh ngạc hơn nữa là Cổ Thu Thật không ngờ lại đang ở Tần Đường. Hạ Tưởng, tôi ở Tần Đường, cậu có phải ông chủ nhiệt tình tận tâm nhất không đây? Lời nói của Cổ Thu Thật ít nhiều có chút tinh quái, người không biết, tuyệt đối sẽ không nghĩ ông ta đường đường là bí thư tỉnh ủy. Suy cho cùng, tuổi ông ta cũng không lớn, Cổ Thu Thật tuy điềm tĩnh và ngay thẳng, nhưng vẫn còn có chút hưng chấn của tuổi trẻ. Dù sao Cổ Thu Thật mới 40, tính ra lớn hơn Hạ Tưởng khoảng 10 tuổi. Bình thường bí thư tỉnh ủy đều trên 50 tuổi. Xe Hạ Tưởng vừa mới vào tới cửa cơ quan, hắn hơi trầm ngâm nói. Tôi vừa mới đến thành ủy, vào lộ mặt trước, không làm chậm trễ bí thư Cổ chứ. Kỳ thật ở thành ủy hiện cũng không có chuyện gì lớn, hơn nữa việc lớn bằng trời cũng không lớn bằng việc Cổ Thu Thật đích thân tới. Tuy Cổ Thu Thật không phải bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, nhưng ông ta dù sao cũng đường đường là quan lớn ở biên cương. Hạ Tưởng cố ý kéo dài chút thời gian, không phải vì gây khó dễ, mà là không nghĩ được hắn nên có thái độ thế nào, bởi vì hắn đại khái đoán được mục đích của Cổ Thu Thật khi đến đây. Nếu Cổ Thu Thật lặng lẽ đến không một tiếng động, khẳng định đây là lấy thân phận cá nhân. Cổ Thu Thật lấy thân phận gì đến Tần Đường cũng không quan trọng, quan trọng là mục đích và lập trường của ông ta là gì? Cổ Thu Thật ha hả cười. Không sao, không cần vội, cậu cứ xử lý mọi chuyện đi, tôi cũng đang ở cùng bạn Chí Cốt. Rồi nói địa điểm và thời gian để gặp mặt, sau đó tắt điện thoại. Cổ Thu Thật ở Tần Đường có bạn Chí Cốt sao? Hạ Tưởng lắc đầu cười cười, chính trị ra trong lúc nói chuyện, nửa thật nửa giả, ai biết đâu mà nói. Hắn còn tưởng thành ủy không có chuyện lớn gì. Không ngờ nói vậy mà lại đúng như vậy, vừa đến văn phòng, đã bị mấy người vây quanh. Đầu tiên là Lương Thu Duệ đến báo cáo, vừa nhận được thông báo từ văn phòng tỉnh ủy, bí thư Phạm chuẩn bị tới Tần Đường thị sát công việc, cụ thể chưa định ngày, trước một tuần sẽ thông báo lại. Sau khi Phạm Duệ Hằng nhậm chức, chưa bao giờ thị sát Tần Đường, mắt thấy hắn sắp rời khỏi Tần Đường, bí thư Phạm lại đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn thị sát Tần Đường, vì sao lại có ý này? Lấy cung cách làm việc của bí thư tỉnh ủy Phạm Duệ Hằng, nhất cử nhất động đều thâm ý sâu sắc, đến Tần Đường thị sát, tuyệt đối là muốn đưa ra một tín hiệu chính trị, chẳng lẽ là ra sức ủng hộ Trương Quốc Vĩ mà đến đây? Hoặc là nói, việc Trương Quốc Vĩ sứt đầu mẻ trán, bí thư Phạm thị sát, sẽ phát biểu những lời có lợi cho Trương Quốc Vĩ. Lập trường và khuynh hướng chính trị của Phạm Duệ Hằng, Hạ Tưởng vẫn chưa thể kết luận được là thiên về bên trái hay bên phải. Làm cho người ta có cảm giác Phạm Duệ Hằng dường như muốn mọi việc đều thuận lợi, nhưng mỗi lần đều bị mỗi bên lợi dụng một chút, sau đó lại bị để qua một bên, bởi vậy Phạm Duệ Hằng chắc sẽ chung thân tới già ở tỉnh Yến. Không nói tới dụng ý của Phạm Duệ Hằng, Lương Thu Duệ mới vừa đi, Chu Minh Hoành liền cầm văn bản ghi lại một vài việc xảy ra trong hội nghị thường vụ chính phủ do Ủy ban Nhân dân thành phố vừa mới mời họp, báo cáo ngắn gọn trước Hạ Tưởng, mục đích rất rõ ràng. Chính là sau này bộ máy chính phủ có thay đổi gì y sẽ báo cáo với bí thư Hạ trước tiên, cũng là hoàn toàn quay ngoắt lại hướng về Hạ Tưởng bày tỏ ý định cụ thể của mình. Hạ Tưởng cũng biểu lộ chút thái độ, chờ Chu Minh Hoành chân trước đi, sau lưng đã thấy Trương Quốc Vĩ tới. Vừa thấy Trương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng liền sửng sốt, thị trưởng Trương trông thật gầy, quả thật ốm đi nhiều. Trương Quốc Vĩ thật ra vốn không béo, vóc dáng to cao, bởi vậy tuy đã trung niên, nhưng nhìn dáng người còn rất được. Nhớ rõ lúc mới đến Tần Đường, y cao hơn Hạ Tưởng rất nhiều, Hạ Tưởng đứng cùng y gần như bị bóng dáng của y bao phủ hết. Nhưng hiện nay, hình tượng thị trưởng Trương Vĩ Đại đã biến mất, giờ nhìn y lưng hơi cong, sắc mặt không hề hồng hào, mà có chút tiều tụy, đứng ở trước mặt Hạ Tưởng, dường như thấp hơn Hạ Tưởng một cái đầu. Theo như cách nói của mọi người, thị trưởng Trương hiện tại là gieo gió gặt bão. Nhớ ngày đó, ảnh chụp của Hạ Tưởng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương đem đến, khởi binh vấn tội,
Hiện giờ, ảnh chụp thị trưởng Trương va chạm xe cũng đã bị Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật Trung ương hỏi thăm, chắc thị trưởng Trương trong lòng chịu nhiều khổ sở. Quan trọng là, ảnh chụp Hà Tưởng lúc ấy được xem là chứng cứ điều tra, hiện tại ảnh chụp của thị trưởng Trương, Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật Trung ương lại để đấy, không tỏ ra bất cứ thái độ gì, hay nói cách khác vẫn giữ lại, bỏ mặc chưa giải quyết, khiến thị trưởng Trương vì thế lo lắng tiểu tụy không chịu nổi, vậy là về mặt tâm lý vẫn còn kém một chút. Cũng may, Hạ Tưởng nghĩ thông suốt một chút, lúc ấy là do trong lòng hắn trong sạch, quả thật không có việc gì cụ thể sợ bị người tìm ra, hiện tại Trương Quốc Vĩ là xác thực, tuy rằng ngoài mặt ý đồ còn không rõ ràng, nhưng trên cổ như đã đeo gông xiềng, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị người nắm được. Ngày tháng của thị trưởng Trương sợ rằng mỗi năm mỗi khác. Hạ Tưởng không phải là người vui sướng khi người gặp họa, về điểm ấy nếu hắn không kiềm chế, muốn tiến thêm một bước, cũng là rất khó. Vị trí con người càng cao, ý chí càng phải lớn. Trong lòng không dung thứ người, khó làm được chuyện lớn. Bí thư Hạ, gần đây tôi có nghe vài lời đồn đại không tốt về tôi, chắc anh cũng đã nghe qua, tôi đến, chính là muốn giải thích cho anh hiểu, sự tình là có. Nhưng tôi là bị người hãm hại, mong bí thư Hạ tin tưởng vào sự trong sạch của tôi. Trương Quốc Vĩ diễn vẻ mặt cay đắng, không phải tức giận bất bình mà kêu oan, lại càng không phải trong lòng đầy căm phẫn oán giận, chỉ là uể oải giải bày. Hạ Tưởng gật gật đầu. Tóm lại sự việc là do người có dã tâm kiếm cớ gây sự, cố tình bôi nhỏ cán bộ cấp cao của đảng ta, bọn họ là một đám người chỉ sợ cho thiên hạ không loạn, không thể để cho bọn họ thực hiện được âm mưu của mình. Đồng chí Quốc Vĩ, tôi tin tưởng vào lập trường và nguyên tắc của ông là một đồng chí đã làm việc rất tốt, không cần có tư tưởng gánh nặng, cứ làm tốt công việc của mình, Tần Đường không thể thiếu ông. Lời nói của Hạ Tưởng, vừa đường hoàng lại vừa mơ hồ, toát ra khí thế của một vị lãnh đạo của tỉnh khiến Trương Quốc Vĩ nghe xong trong lòng rất không thoải mái, không biết nên làm như thế nào cho tốt. Kỳ thật y tìm đến Hạ Tưởng, chỉ muốn thử phản ứng của Hạ Tưởng một chút, muốn mượn cơ hội nhìn mặt đoán lòng. Nhìn xem sự việc này và Hạ Tưởng có thực sự liên quan đến nhau hay không. Không ngờ biểu hiện của Hạ Tưởng khiến y thất vọng, chẳng những bất thanh bất động, còn tỏ thái độ của một cấp trên trấn an y, nói nghe rất hay, lại càng khiến y có cảm giác mất mát. Ra khỏi phòng làm việc của Hạ Tưởng, Trương Quốc Vĩ cũng không khỏi suy nghĩ ác ý, đừng đắc ý mà mong chỉnh y không dễ dàng rơi đài đâu. Trương Quốc Vĩ không biết, Hạ Tưởng cũng không muốn y rời đài. Người tạo sự cố như vậy không phải muốn cho y rơi đài, mà là có mưu tính khác. Chương 1265, vừa là dò xét, lại có dự tính. Hạ Tưởng vừa xử lý xong mọi chuyện ở thành ủy thì cũng vừa lúc tới giờ hẹn gặp Cổ Thu Thật, hắn liền đi xe tới nhà hàng Trần Gia Câu. Không sai, Hạ Tưởng hẹn gặp Cổ Thu Thật chính là nhà hàng Trần Gia Câu của Nga Ni Trần. Ngưu Lâm Quảng vừa chết, thủ hạ y phần lớn đều trốn tránh. Cây đổ bầy khỉ tan. Cả một sự nghiệp to lớn như vậy, chỉ một trận hỏa hoạn, từ đó về sau đã tan thành mây khói. Nhưng lại không có cách gì để dọn sạch đám thủ hạ Ngưu Lâm Quảng, bọn họ sau này vẫn có thể lại tiếp tục, cũng không cần Hạ Tưởng ám chỉ, Nga Ni Trần chắc chắn sẽ thừa cơ hợp nhất lâu la của Ngưu Lâm Quảng. Có thể nói, trong xã hội bất an, con người biến bất lợi thành có lợi. Lực lượng nắm giữ trong tay kẻ xấu, chính là thổ phỉ. Nếu lãnh đạo của thổ phỉ cải tà quy chính, thổ phỉ liền quan binh. Nga Ni Trần sắp tiếp quản chiếc ghế trống của Ngưu Lâm Quảng ở Tần Đường, dẫn dắt thủ hạ Ngưu Lâm Quảng đi vào chính đạo, tham gia sự nghiệp chính đáng. Nga Ni Trần đã vì Trần Mạt, Trần Lị làm thủ tục bay tới Thụy Sĩ, hoa nhài vàng, bạc sắp đi học quản lý khách sạn cao cấp, y cũng quyết tâm phát triển khách sạn, không định dính dáng gì đến ngành sản xuất bất chính. Hạ Tưởng đương nhiên rất vui vẻ khi Nga Ni Trần hướng thiện, sau Ngưu Lâm Quảng, ở Tần Đường phải có một người ngầm thu thập tàn cục, nếu không ngược lại càng khó khống chế được. Phải có người quản giáo mấy tên côn đồ, nếu không để bọn họ lẩn lút khắp nơi, đối với chị An cũng là tai họa ngầm rất lớn. Hạ Tưởng tới nhà hàng Trần Gia Câu, Hoa Nhài Bạc chờ đã lâu, đã sắp xếp một gian phòng rất tốt. Hoa Nhài Bạc trưởng thành hơn trước, cách ăn mặc cũng đoan trang cứng nhắc, dường như cố che giấu vẻ đẹp trời sinh. Nhưng vẻ đẹp trời sinh khó vứt bỏ. Phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ dù che giấu, vẫn lộ ra, làm người ta kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô. Hoa Nhài Bạc vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, liền nhìn chăm chú không chớp mắt nhìn Hạ Tưởng cả nửa ngày, muốn nói gì đó, lời nói đến cửa miệng lại trở thành một câu. Em muốn đi Thụy Sĩ học 3 năm,
ba năm sau về nước, đến lúc đó cũng không biết anh đi nơi nào. Thật ra điều cô muốn nói chính là, chỉ sợ đến lúc đó Hạ Tưởng cũng đã quên cô. Hạ Tưởng không tiếp lời của cô, chỉ nói. Cố gắng học tập cho tốt, đừng phụ tấm lòng của Chủ tịch Trần đối với chị em. Chỉ nói về Nga Ni Trần, không nói tới hắn, có thể hiểu rõ dụng ý của hắn. Hoa Nhài Bạc thở dài một tiếng, lại nói một câu rất khẽ, có lẽ chỉ mình cô ta nghe thấy. Anh cũng bảo trọng, hy vọng anh có thể thuận buồm xuôi gió. Nói như có chút miễn cưỡng, nhưng trong đôi mắt đẹp lại toát ra tình cảm nồng nàn, làm người ta không dám đối diện. Hạ Tưởng chỉ có thể giả vờ như không thấy. May mà đúng lúc đó Cổ Thu Thật đi đến, coi như giải vây cho hắn. Cổ Thu Thật dẫn theo thư ký và lái xe, Hạ Tưởng để Từ Tử Kỳ và Bành Vĩnh Chiêu tiếp đón bọn họ, hắn theo Cổ Thu Thật lên lầu. Gian phòng của nhà hàng Trần Gia Câu không giống như nơi dành cho buôn bán, mà trong phòng bố trí tỉ mỉ ấm áp thật thoải mái, dễ chịu như ở nhà, không có chút gì giống khách sạn thông thường, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy thư thái. Cổ Thu Thật ngồi xuống, liếc mắt nhìn một cái, cười nói. Có tâm, có tâm. Tần Đường đúng là nơi, địa linh nhân kiệt, Hạ Tưởng, cậu thật có phúc. Hạ Tưởng mặc kệ Cổ Thu Thật có phải nhìn ra phòng này là phụ nữ trang trí mà có ám chỉ khác, hay là ám chỉ thế cục hiện tại ở Tần Đường, hắn chỉ ha hả cười. Lần này đến Tần Đường, là việc công, hay là việc tư? Lẽ ra Hạ Tưởng không nên hỏi những lời này, dù sao thì Cổ Thu Thật cũng là cấp trên, nhưng hắn hỏi, hơn nữa giọng điệu rất tùy ý, có cảm giác của một người chủ. Cổ Thu Thật không chút hoang mang uống một ngụm trà. Vừa không phải việc công, cũng không phải việc tư, chính là đi ngang qua. Cổ Thu Thật nếu đi ô tô theo đường quốc lộ lên tỉnh, quả thật phải đi ngang qua Tần Đường, nhưng ông ta bình thường chắc sẽ bay qua đó, sẽ không đi đường bộ, vừa xa vừa chậm, còn mất thời gian, ông ta đi ngang qua Tần Đường, không phải là không có ý định đi ngang qua, mà là cố ý đi vào. Thật ra nói đến giao thông, người xưa còn khốn khổ hơn bây giờ. Vào kinh một lần, ít nhất cũng hết cả tháng, đường thì xa, thậm chí qua lại phải mấy tháng. Đường từ tỉnh đến thủ đô, nếu tôi ngồi xe ngựa, chậm gì, một tháng cũng không đến không được thủ đô, nếu chẳng may có việc gấp, thật đúng là muốn chết người. Cổ Thu Thật vừa chuyển đề tài, đã nói rông dài về giao thông. Hạ Tưởng kiên nhẫn ngồi nghe. Cổ Thu Thật liền còn nói. Chắc người xưa vì hơi tí lại phải đi tới mấy tháng, cho nên thân thể vô cùng cường tráng. Chúng ta hiện tại là cán bộ đảng viên, đều giống thư sinh tay trói gà không chặt, có một câu không nên nói, thư sinh ngộ quốc. Kỳ thật tôi thích như đời Minh của Trung Quốc trước kia, quan văn quan võ được phân chia rõ ràng, văn có thể đề bút làm văn, võ có thể đề đao lên ngựa. Cổ Thu Thật nói hơi xa, nhưng Hạ Tưởng nghe ra đầu mối, là ám chỉ hắn bản lĩnh không tồi. Quả thật, việc hắn biết chút quyền cước cũng là một bí mật không lớn không nhỏ, nhưng không mấy người biết. Cổ Thu Thật lại biết, hơn nữa còn có thái độ thưởng thức, cho nên mới mượn cổ dụ này. Chính xác ở thời Đường Tống, văn nhân đeo kiếm, vừa có thể đọc nghìn bài văn cổ, lại có năng lực rút kiếm cưỡi ngựa, tung hoành sa trường, thời Đường còn có rất nhiều thi nhân tại biên cương, viết ra những bài thơ lưu truyền thiên cổ. Như Lý Bạch, cũng từng đấu kiếm giết người. Thời nhà Tống cũng vậy, Tân Khí Tật, thơ từ là tuyệt nhất, nhưng câu chuyện ông ta chống lại quân Kim, dẫn binh giết địch, cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tới triều Minh lại không khác bây giờ lắm, văn nhân càng ngày càng trở thành tay trói gà không chặt, thư sinh yếu đuối, từng có câu nói thư sinh là thứ vô dụng, mà cho tới hôm nay, cán bộ trong nước không béo phệ, thì ngồi không mà hưởng, dường như phần eo và chức quan có quan hệ trực tiếp, đừng nói bọn họ trói gà không chặt, bước lên lầu còn thở hồng hộc. Để bọn họ mang quân đánh giặc, hay là thôi đi. Tất nhiên, Cổ Thu Thật kín đáo mà thưởng thức hắn. Không phải chỉ là khen hắn. Cổ Thu Thật tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, khoa tiếng Trung, rất có khí chất văn nhân, học văn học cổ điển nên cũng hiểu sâu biết rộng, cũng không như Đàm Quốc Thụy khoe khoang tài văn chương chỉ vì học làm sang. Hạ Tưởng cũng nhìn thấy, Cổ Thu Thật quả thật rất thích văn hóa Hán Đường, đối với hiểu biết lịch sử cũng rất sâu. Sau đợt điều chỉnh lại cán bộ cấp tỉnh, những cán bộ cấp bộ trưởng trước kia phần lớn là học khoa học tự nhiên, bây giờ phần lớn đều là từ khoa văn mà lên, đó cũng là điều tất yếu của lịch sử. Một triều đại phát triển đến một giai đoạn phát đạt, sẽ chuyển thành văn nhân trị quốc. Các kiến trúc sư trị quốc chỉ thích hợp cho giai đoạn đầu. Nếu Cổ Thu Thật lại nói tới lịch sử, Hạ Tưởng cũng đành cùng ông ta ngồi mà lý luận suông vậy.
uống hết lượt trà, lại tới rượu và thức ăn, bởi vì đã là buổi chiều, Hạ Tưởng cũng liền ngoại lệ uống chút rượu. Cổ Thu Thật tửu lượng cũng không tồi, đại khái uống vào 5-6 chén, cũng không thấy có biểu hiện gì là sai cả. Mãi mới lén được nửa ngày nhàn nhã như vậy, Hạ Tưởng, tôi đã lâu không uống rượu, hôm nay quả thật khó mà nhịn được, nhìn cậu là cao hứng, lại càng muốn uống rượu. Cổ Thu Thật chắc cũng thật sự cao hứng, lại cùng Hạ Tưởng cạn thêm một chén, sau đó mới vào vấn đề chính. Lại nghĩ đến sau này, nói nghe xem, Hạ Tưởng, cậu nói xem cậu đã có tính toán gì chưa? Hạ Tưởng còn không biết hắn nên đi như thế nào. Thật ra mà nói, cũng không phải là không biết, mà là không thể nói. Hạ Tưởng vẫn muốn tiếp tục ở lại địa phương rèn luyện, không muốn đi tới các bộ và ủy ban trung ương, cũng không muốn tới trường đảng. Các bộ và ủy ban trung ương thì phải thảo luận rất nhiều, trường đảng lại quá nhàn rỗi, dường như còn chẳng có việc gì để làm, với cấp bậc hiện tại của hắn, không nhất thiết phải tới trường đảng. Hơn nữa nếu tới trường đảng sẽ mất 1 năm rưỡi, hắn muốn nổi danh lúc đó đã quá muộn rồi. Ý tứ của trung ương đoàn đã rất rõ ràng. Nhưng vấn đề là không phải hắn muốn như thế nào thì sẽ được như thế, tiền đồ của hắn không nằm trong tay hắn, vẫn là do khắp nơi đánh giá và thương lượng mà quyết định. Cổ Thu Thật cũng không phải thuận miệng mà hỏi, mà là có mục đích. Anh ta đại biểu không phải chỉ cá nhân anh ta, mà là đại diện cho cả một phe phái. Ý tưởng cũng có, chẳng qua còn suy nghĩ chưa thông, chính là cảm thấy tiếp tục làm một vài công việc có tính cụ thể mới cảm thấy trong lòng kiên định. Hạ Tưởng muốn nói lập lờ là tùy theo sự sắp xếp của cấp trên, nhưng trong bầu không khí này thật không thích hợp cho lắm. Với người khác hắn có thể ứng phó cho xong, nhưng với Cổ Thu Thật, nhất định phải tỏ ra có thành ý. Cổ Thu Thật gật gật đầu. Tính cách của cậu cũng thích hợp tiếp tục ở lại địa phương, tuy nhiên xét tuổi của cậu, có thể tiến tới đảm nhiệm chức phó chủ tịch tỉnh, đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ thì có hơi liều lĩnh, đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy cũng không tồi, tuy nhiên trưởng ban thư ký công tác toàn phải thảo luận các vấn đề rườm rà, đối với sự phát triển sau này của cậu dường như cũng không giúp ích được gì. Những điều Cổ Thu Thật vừa kể trên, hoàn toàn là đứng ở góc độ cá nhân, bởi vì mặc kệ là từ cấp bậc, hay là từ quan hệ giữa hai người, đều là những lời không nên nói ra miệng. Nhưng nói thật, Hạ Tưởng cũng không kinh ngạc, người phi thường làm việc phi thường, Cổ Thu Thật cũng không phải là người bình thường, mặc kệ ông ta nói ra cái gì. Hạ Tưởng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật qua phân tích, nếu hắn đảm nhiệm chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chứng minh ý đồ chiếm dụng của thế lực gia tộc được chứng thực. Bởi vì ông cụ họ Ngô đã từng đề cập qua chuyện trưởng ban tổ chức cán bộ. Nếu hắn đảm nhiệm chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, liền chứng minh là phái bình dân đã thống nhất ý kiến hai bên, bởi vì thủ tướng từng trụ lại văn phòng chủ nhiệm dài đến 10 năm. Với tình hình trước mắt, phái bình dân với hắn càng lúc càng xa, ngược lại đoàn hệ lại đang cố gắng lôi kéo hắn. Đương nhiên, thế lực gia tộc còn có thể kiên định vì cho rằng hắn là lực lượng trung kiên của thế lực gia tộc. Hiển nhiên, cũng có một lực lượng ngầm, muốn cản trở hắn đi tới, muốn kéo hắn xuống ngựa. Toàn bộ thế cục, khó mà phân biệt rõ, cũng vì tiền đồ của hắn, mà xảy ra rất nhiều chuyện. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Tiếp theo đi con đường nào, là một chuyện trọng đại. Mong anh cho tôi vài ý kiến. Hạ Tưởng nói rất thành khẩn, cuối cùng có chút mơ hồ khiến hắn phải yên lặng suy nghĩ một lúc. Nhưng hắn cũng rõ, hắn chưa chắc sẽ phải tới trường đảng. Việc lựa chọn đường sống dường như quá lớn, nhưng kỳ thật lại rất nhỏ. Có lẽ, vận mệnh của Trương Quốc Vĩ đã hết, về phía y nhất định sẽ có tác dụng thúc đẩy, mặc kệ là tích cực hay là tiêu cực, khẳng định sẽ có. Cổ Thu Thật im lặng mỉm cười. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Hạ Tưởng căng thẳng, hay là Cổ Thu Thật đi trước mở đường, hắn cũng cười. Thế thì phải xem quan hệ của bí thư Cổ và tôi thế nào. Quả cầu lại khéo léo bị đá trở lại. Cổ Thu Thật cười ha hả, nhưng lại hỏi về một người khác. Chuyện của Trương Quốc Vĩ, đã xử lý thế nào rồi? Chương 1266, rời xa tần đường, trái đất tròn. Thực ra chuyện của Trương Quốc Vĩ cũng không phải chuyện bên ngoài, mà là một chuyện phải nói là rất quan trọng. Nhưng vấn đề là ở chỗ quyền chủ động không nằm trong tay hắn. Chẳng lẽ Cổ Thu Thật cho rằng có bàn tay của hắn trong chuyện đó? Hạ Tưởng lắc đầu cười. Tôi tin rằng chuyện của thị trưởng Trương chỉ là tin đồn vô căn cứ, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên tình huống cụ thể tôi cũng không rõ,
quyền chủ động cũng không nằm trong tay tôi. Cổ Thu thật hiểu điều mà Hạ Tưởng ám chỉ, nhưng ít nhiều có phần không tin, nhìn Hạ Tưởng mấy phút, sau đó mới từ từ mỉm cười. Vậy thì tôi đã hiểu. Cũng không biết y hiểu điều gì, y không nói rõ, Hạ Tưởng cũng không thể hỏi nhiều. Theo tôi anh vẫn nên chuẩn bị cho hướng đi sau này trước 1-2 tháng, nhiều nhất là 3 tháng. Cách nói của Cổ Thu thật cũng giống như gợi ý của Tổng Bí Thư, nói cách khác, y đúng là đến để đi tiền trạm cho Tổng Bí Thư. Hạ Tưởng gật đầu nhẹ nhẹ, không nói gì. Trong lòng hắn hiểu rõ, e rằng Tổng Bí Thư đã có chủ ý, sẽ dựa theo phương hướng này mà sắp xếp hắn. Còn về phần đó có phải kết quả cuối cùng hay không còn phải xem mức độ thỏa hiệp của các bên. Trương Quốc Vĩ, là một mối phiền toái, cũng như gân gà. Cả cuộc nói chuyện kéo dài 1 giờ đồng hồ. Nếu nói những lời lúc trước đều là lời kín đáo mang ý thăm dò thì câu nói cuối cùng Cổ Thu thật mới là ý của bản thân y hoặc là kết luận của phe y về Trương Quốc Vĩ. Gân gà, ăn không có mùi vị, vứt đi lại tiếc. Hạ Tưởng liền biết kẻ trở thành phiền toái của người khác, cuối cùng chính gã cũng sẽ gặp càng nhiều phiền toái hơn. 1 tuần sau, Phạm Duệ Hằng chính thức thị sát Tần Đường với tư cách tỉnh ủy. Là chuyến đi thị sát Tần Đường lần đầu tiên từ khi nhậm chức tỉnh ủy của Phạm Duệ Hằng. Đương nhiên là thanh thế rất lớn. Đoàn người đi cùng rất hùng hậu, bao gồm ủy viên thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực tỉnh Đàm Quốc Thụy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiếu Viễn Tâm, ủy viên thường vụ tỉnh ủy thành phố Tần Đường Hạ Tưởng, thị trưởng Trương Quốc Vĩ cũng đi thị sát cùng Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng trước tiên là thị sát mấy dự án lớn ở Tần Đường, nghe báo cáo công tác của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Tần Đường về phương hướng phát triển sau này, đồng thời đưa ra vài nét tinh thần chỉ đạo. Sau đó, đoàn của Phạm Duệ Hằng lại tới thăm công viên Liễu vừa mới khánh thành. Đứng trước một gốc cây to trong công viên, tay Phạm Duệ Hằng vỗ vào một thân cây cứng cáp, cảm thán nói. Người xưa chiết Liễu để tiễn biệt, thật là có ngụ ý sâu sắc. Công viên Liễu được xây dựng rất tốt, chứng tỏ rằng các anh có tình cảm với Tần Đường, muốn ăn đời ở kiếp ở nơi đây. Khi Phạm Duệ Hằng nói, vẻ mặt mỉm cười, còn hơi gật đầu về phía Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, khiến cho người ta đoán không ra lời của y là nhằm vào ai. Nhưng trong lời nói của y rõ ràng để lộ ra tín hiệu chính trị. Những người đang đứng đó đều rõ, bộ máy ở Tần Đường lại phải điều chỉnh rồi. Liên tưởng đến công viên Liễu là do Quốc Vĩ xây dựng, lại có một khoảng thời gian trước là Hạ Tưởng điều bí thư từ Tử Kỳ ra ngoài, chẳng lẽ là tin đồn bí thư Hạ sắp bị điều đi cuối cùng đã từ trở thành sự thật. Đoàn của Phạm Duệ Hằng thị sát ở Tần Đường 1 ngày, lại ở lại 1 đêm, ngày hôm sau mới quay về thành phố Yến. 1 ngày 1 đêm, Tần Đường trở thành tiêu điểm của tỉnh Yến. Khi Phạm Duệ Hằng nói chuyện đã khẳng định công tác của Tần Đường rất tốt, coi như đã đánh giá và đưa ra kết luận về bộ máy đảng và chính quyền Tần Đường. Bí thư Hạ, chắc là bị điều đi rồi, không ít người đều đang phỏng đoán hướng đi của Hạ Tưởng. 1 tuần sau, cuối cùng tỉnh ủy cũng có động thái rõ ràng. Được tỉnh ủy phê chuẩn, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bổ nhiệm đồng chí Trương Quốc Vĩ làm ủy viên thành ủy Chương Trình, ủy viên thường vụ, phó bí thư. Đồng thời cũng căn cứ trình tự được đề cử làm ứng cử viên cho chức thị trưởng thành phố Chương Trình, không tiếp tục giữ chức ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Tần Đường nữa. Tin tức vừa tuyên bố, lập tức khiến không ít người trợn tròn mắt, thiếu chút nữa là không dám tin vào tai mình. Sao tin đồn là mấy tháng nữa bí thư Hạ mới bị điều khỏi Tần Đường? Sau đó thị trưởng Trương lên thay, cuối cùng lại thành thị trưởng Trương bị điều khỏi Tần Đường. Sao có thể như vậy? Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đồng thời còn tuyên bố, đồng chí Chu Minh Hoành được đề cử làm ứng cử viên cho chức thị trưởng thành phố Tần Đường, đồng thời bổ nhiệm phó thị trưởng Lý Thiên Nam làm ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy thành phố Tần Đường. Cuối cùng là Chu Minh Hoành lên chức, mà Lý Thiên Nam làm một phó thị trưởng bình thường lại thuận lợi tiến vào hội nghị thường vụ. Coi như là con đường phía trước đã rộng mở. Trong bộ máy chính quyền, Lý Thiên Nam cũng coi như là người dựa hơi Hạ Tưởng khá là đúng lúc. Y có thể vào được hội nghị thường vụ đảng ủy thành phố Tần Đường, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ, nhất định là nhờ bí thư Hạ cất nhắc. Mà việc thị trưởng Trương Quốc Vĩ bị thuyên chuyển, từ Tần Đường thành phố kinh tế lớn nhất đến thành phố Chương Trình kinh tế đứng đầu bảng từ dưới lên của toàn tỉnh, sự chua xót và bất đắc dĩ trong đó, chỉ có một mình y nếm trải. Đồng thời, cũng khiến vô số người đoán ra rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở mắt xích nào có, cũng không khó suy xét, hễ nghĩ là thông suốt một điều, vẫn là vụ việc lần trước. Vụ việc lần trước,
tuy đã gây ồn ào, nhưng chỉ giới hạn trong nội bộ. Trên thực tế bên ngoài càng không lan truyền, chỉ bàn luận một khoảng thời gian trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật tỉnh và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, sau đó liền im lìm. Thậm chí Ủy ban Kỷ luật tỉnh cũng chưa từng có bất kỳ chỉ thị và tinh thần chỉ đạo riêng nào cho việc này, chỉ chọn cách thả nổi, giữ thái độ tạm thời cứ như vậy đã. Bởi vậy, sau khi chuyện được công bố, chỉ gây ầm ĩ trong nội bộ không đến một tuần, sau đó liền cuốn cờ im trống, giống như đầu voi đuôi chuột. Những người trong nội bộ Tần Đường biết được chuyện này cũng chỉ giới hạn ở các cán bộ chung, cao tầng, những người cấp dưới gần như hoàn toàn không biết. Bộ máy chính trị đảng và chính quyền Tần Đường giác ngộ rất cao, không ai đi lan truyền chuyện của Trương thị trưởng, cũng là bởi vì trong lòng mọi người đều biết, trong chuyện này Bí thư Hạ luôn thể hiện thái độ vô cùng bình tĩnh, cũng không hề có ý đồ muốn mượn cớ bắt thóp Trương Quốc Vĩ. Bí thư Hạ đường đường là ủy viên thường vụ tỉnh ủy đã không tỏ thái độ, bọn họ còn dám ồn ào cái gì chứ? Mọi người đều nghĩ vụ việc đó chỉ là trò khôi hài, sẽ không có chuyện gì, không ngờ cuối cùng lại đánh sập tiền đồ của Trương Quốc Vĩ. Là một thị trưởng đã làm hết hai nhiệm kỳ, bước tiếp theo nếu Trương Quốc Vĩ không kế nhiệm ở Tần Đường thì cũng được đến thành phố cấp 3 khác nhậm chức. Không ngờ, đừng nói đến lên chức, ngược lại còn bị tuyên truyền tới thành phố Trương Trình nơi nghèo nhất tỉnh làm thị trưởng. Tuyên truyền từ thành phố kinh tế phát triển đến thành phố kinh tế thiếu thốn không phải trò đùa, mà là tiền đồ của thị trưởng Trương đáng phải lo ngại. Trong quan trường đã không thiếu tiền lệ, giữ chức thị trưởng trong thời gian dài, bị điều đi hết chỗ này chỗ khác, tuổi càng cao, khả năng thăng tiến càng vô vọng, cuối cùng chìm nổi trong quan trường. Giấc mộng quan trường lớn lao của đời người, ngoại trừ thêm nếp nhăn và cái bụng bia, không có gì trong tay. Đến khi già rồi, giấc mộng vẫn xa vời. Cuối cùng ngậm ngùi rút lui. Trương Quốc Vĩ tuổi không lớn, nhưng đã làm thị trưởng hai nhiệm kỳ, bây giờ lại làm thị trưởng. Ai cũng nhìn ra, cũng gần như thế, cả đời thị trưởng Trương cũng chỉ như vậy mà thôi. Sau khi ông ta làm thị trưởng một nhiệm kỳ nữa, liền sắp đến tuổi về hưu, hiện nay nhà nước đang nhấn mạnh việc trẻ hóa bộ máy cán bộ, đến lúc đó lực lượng mới phía dưới được nâng lên làm bí thư và thị trưởng, Trương Quốc Vĩ càng không có cơ hội gì. Cao tay. Còn cao tay hơn nhiều so với việc trực tiếp cách chức Trương Quốc Vĩ. Trực tiếp cách chức rốt cuộc chỉ là giải quyết nhất thời, sau khi thị trưởng Trương đau đớn một thời gian ngắn, cũng sẽ trôi qua. Nhưng bây giờ không cách chức, mà hạn chế y ở ghế thị trưởng, điều đi điều lại, khiến trong cả một lớp người trẻ tuổi, y càng ngày càng như con gà giữa bầy hạc, y chính là một ví dụ phản diện rõ ràng. Tới cấp bậc thị trưởng rồi, không phải muốn bỏ là bỏ ngay được, cho nên đồng chí Trương Quốc Vĩ chính là lên không được. Xuống không xong, muốn rút khỏi quan trường cũng không được, chỉ có thể mỗi ngày ngồi ở trên cái ghế thị trưởng cho qua ngày, làm hao mòn đi chí khí hào hùng trước kia. Thị trưởng Trương, bi kịch, một tấn bi kịch lớn. Khi Trương Quốc Vĩ rời khỏi Tần Đường, Hạ Tưởng dẫn đoàn đến tiễn. Toàn thể thành viên trong 4 ban ngành lớn ở Tần Đường đều đến đông đủ để tiễn Trương Quốc Vĩ. Không ngờ cuộc đời như một màn kịch, công viên Liễu lại trở thành nơi Trương Quốc Vĩ tự mình tiễn mình. Khiến cho không ít người có mặt đều thổn thức không thôi. Hạ Tưởng nắm chặt tay Trương Quốc Vĩ. Thị trưởng Trương, thành phố Trương Trình nghèo nàn và lạc hậu, tỉnh ủy giao trọng trách cho ông phải gánh trách nhiệm nặng nề, phải tiếp tục con đường dài trước mặt. Ông có trách nhiệm lịch sử thay đổi diện mạo thành phố Trương Trình. Tỉnh ủy vô cùng tín nhiệm ông, đồng thời cũng gửi gắm rất nhiều hy vọng. Trương Quốc Vĩ sắc mặt bình tĩnh, không để lộ ra sự thất vọng và bất đắc dĩ. Chỉ có điều khi nói chuyện khó tránh khỏi có phần hụt hẫng. Tuy rằng cố gắng tránh để người ta nghe ra, nhưng ai ai cũng đều thấy được sự lạc lõng của thị trưởng Trương. Cảm ơn sự động viên của Bí thư Hạ, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần và nhiệt huyết ở vị trí công tác mới cho đến tận giờ khắc lìa đời. Xin tỉnh ủy và Bí thư Hạ yên tâm. Trên gương mặt Trương Quốc Vĩ vẫn không kìm nổi toát ra một tia bi thương, vất vả mấy chục năm giờ lại bị kẹp chết ở cánh cửa thị trường, còn gì đau đớn hơn. Bóng dáng Trương Quốc Vĩ dần biến mất đằng xa, dưới ánh mặt trời giao mùa hạ đi thu tới, rất có cảm giác cô đơn trống trải, cũng khiến một số người thấy đồng cảm với kết cục của Trương Quốc Vĩ. Như thế này còn không bằng cách chức, thà đau đớn trong thời gian ngắn còn hơn kéo dài đằng đẵng. Với tính cách không chịu thua kém ai, lúc nào cũng thấy hơn người một bậc của Trương Quốc Vĩ, sau này lại bị hết lớp này đến lớp khác người mới tài giỏi hơn đè nén, chẳng phải là buồn bực mà chết sao. Nhưng y lại không thể để lộ ra ý bất mãn, Trương Quốc Vĩ vẫn luôn giữ hình tượng tự cao tự đại,
y sao có thể tỏ vẻ bất mãn với lãnh đạo cấp trên. Xem ra, cũng có người hiểu rõ tính tình của thị trưởng Trương. Khiến một người đau khổ nhất không phải đánh y một đòn chết ngay, mà là khiến y không còn hy vọng, nhưng lại phải miễn cưỡng cười vui, giả vờ mọi chuyện vẫn tốt. Bi kịch của thị trưởng Trương là ở chỗ đó, y vừa phải chịu nỗi đau khổ hành hạ, nhưng cũng phải tiếp tục duy trì hình tượng bên ngoài. Không ít người đến giờ mới bừng tỉnh, bất luận có phải là bí thư Hạ nhúng tay vào hay không, dù sao cũng khiến nửa cuộc đời còn lại của thị trưởng Trương sống trong tuyệt vọng và đau khổ, giống như người bị nhốt trong tù mà còn phải làm bộ bình tĩnh và phải cố gắng thể hiện. Thực ra nói trắng ra chính là, sống để chịu tội. Tần Đường, Trương Quốc Vĩ vừa đi liền giống như từ biệt hoàn toàn thời đại của Trương Quốc Vĩ. Hơn nữa khiến rất nhiều người không ngờ tới chính là Phó Tiên Phong còn có đòn khác. Trương Quốc Vĩ vừa đi, khắp phố lớn ngõ nhỏ Tần Đường bỗng nhiên chỉ trong một đêm liền dán kín những bức ảnh vụ việc của thị trưởng Trương, còn qua cả phim cấp 3, cảnh tượng còn ướt át hơn cả Kim Bình Mai. Bởi vậy, thị trưởng Trương vất vả xây dựng hình tượng trong mười mấy năm ở Tần Đường trong chốc lát đã bị hủy hoại. Làm như thế, còn khiến Trương Quốc Vĩ đau đớn hơn là bị giết chết. Phó Tiên Phong quả thật là nham hiểm. Không ngờ lại là Trương Quốc Vĩ đi trước, ai cũng nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ là người đi đầu tiên. Chính trị quả đúng là thay đổi bất ngờ, khiến người ta không thể đoán nổi. Như vậy có phải là có thể nói, tin đồn bí thư Hạ phải rời Tần Đường lúc trước chỉ là tin đồn vô căn cứ hay không? Nhưng chuyện bên trong quan trường quả thực kỳ lạ, làm người ta vĩnh viễn không đoán được kết cục. Gần nửa tháng sau, Trung ương lại tuyên bố quyết định điều động mới của Hạ Tưởng. Chương 1267, vẫy tay chào nhẹ nhàng ra đi. Khác biệt so với những suy đoán trong tin đồn, bước tiếp theo đối với Hạ Tưởng diễn ra cực nhanh, kết thúc cũng nhanh chóng khiến Hạ Tưởng cũng giật mình. Thông thường, từ lúc có tin đồn cho đến lúc thực sự điều động, nhanh thì mất nửa năm, chậm thì mất một năm. Trương Quốc Vĩ là trường hợp đặc biệt, không có tin đồn gì đột nhiên bị điều đi khỏi Tần Đường, nhưng cũng không thể hoàn toàn xem như không có tin đồn. Nghiêm khắc mà nói, sự kiện xe chấn chính là điềm báo. Ngay từ đầu Hạ Tưởng cũng không hiểu tâm tư của Phó Tiên Phong, tạo ra sự kiện xe chấn là muốn khiến Trương Quốc Vĩ chán nản mà xuống đài, hay chỉ là một mở màn, chỉ tạo ra nhưng không bộc phát. Cuối cùng sau khi Trương Quốc Vĩ bị điều chuyển ngang, Hạ Tưởng mới hồi tưởng lại, Phó Tiên Phong muốn Trương Quốc Vĩ thê thảm hơn. Tuy nhiên chiêu thức ấy nham hiểm, quả là nham hiểm, nhưng không đủ dứt khoát, không giống với phong cách của Phó Tiên Phong. Nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, không để ở trong lòng, bởi vì vấn đề của Trương Quốc Vĩ thật sự hắn không quan tâm lắm. Đột nhiên hướng đi của hắn đã được xác định, mới là điều khiến hắn quá kinh ngạc, bởi vì theo hắn nghĩ ít nhất phải 2 tháng nữa mới có chuyển biến, bởi trước đó hắn cũng không gặp mặt ông cụ Ngô, lại cũng không nói chuyện với Tống Chiêu Độ, hắn còn tưởng rằng sự việc phải mất một thời gian trao đổi qua lại nữa, tại sao lại có quyết định nhanh như vậy. Tuy nhiên lúc nghe thấy đã có quyết định, Hạ Tưởng bất đắc dĩ mỉm cười, tuy cuối cùng hắn đã rời Tần Đường, rời khỏi tỉnh Yến, nhưng hướng đi trước mắt, vẫn chỉ như một ván chơi bập bênh. Trung ương phê chuẩn, ban tổ chức Trung ương quyết định, đồng chí Hạ Tưởng không còn đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, và bí thư thành ủy Tần Đường nữa. Nếu nói công khai tin tức này ra ngoài cũng không ngoài dự đoán của mọi người, nhưng chỉ có điều tuyên bố cách chức Hạ Tưởng, sau đó cũng không nói rõ bước tiếp theo của hắn được bố trí như thế nào. Khiến cho không ít người cảm thấy có sự bất thường. Tại sao lại không tuyên bố vị trí bổ nhiệm mới của Hạ Tưởng, chẳng lẽ, bí thư Hạ lại không được dùng đến? Sao lại có khả năng đó được? Còn về phần người được đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy Tần Đường, buổi chiều cùng ngày, tỉnh ủy tỉnh Yến đã tuyên bố bổ nhiệm. Nếu là tỉnh ủy tuyên bố, hiển nhiên, bí thư được đề danh lên ủy viên thường vụ tỉnh ủy, chỉ có Hạ Tưởng rồi. Tỉnh ủy phê chuẩn. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy quyết định đồng chí Cao Hải đảm nhiệm vị trí bí thư thành ủy Tần Đường chứ không phải đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy thành phố Ngưu nữa. Đồng chí Trần Thiên Vũ đảm nhiệm phó bí thư, ủy viên thường vụ, ủy viên thành ủy thành phố Ngưu, được đề cử cho vị trí thị trưởng. Như vậy, làn sóng thay đổi nhân sự quy mô nhỏ đã kết thúc, Cao Hải cũng tốt, Trần Thiên Vũ cũng tốt, đều thuộc mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, cũng có nghĩa là mặc dù Hạ Tưởng rời tỉnh Yến. Nhưng mạng lưới quan hệ ở tỉnh Yến lại được củng cố thêm một bước. Cao Hải trải qua nhiều năm, cuối cùng quản lý một thành phố, trở thành người đứng đầu ở Tần Đường, cũng không dễ dàng. Cuối cùng thoát khỏi cánh cửa cấp phó tỉnh.
Còn Trần Thiên Vũ vì lúc ở quận Hạ Mã đã theo sát bước chân của Hạ Tưởng, đến lúc này cũng chỉ mất vài năm ngắn ngủi để từ cục trưởng thành phó giám đốc sở, tốc độ lên chức nhanh này cũng khiến người ta vô cùng hâm mộ. Hai ngày sau, Trung ương lại tuyên bố bổ nhiệm Lãnh Nhạc Thương làm ủy viên thường vụ, ủy viên tỉnh ủy tỉnh Yến. Bởi vậy cũng bổ sung vị trí ủy viên thường vụ tỉnh ủy còn thiếu của tỉnh Yến. Lãnh Nhạc Thương là phó chủ tịch tỉnh, anh ta thuận lợi tiến vào ủy viên thường vụ, cũng đã nằm trong dự đoán. Nếu lúc ấy không phải Hạ Tưởng đột nhiên cắt ngang, khiến Tôn Tập Dân tự nhận lỗi từ chức, thì y đã thuận lợi mà tiến nhập vào hội nghị thường vụ rồi. Ngày Hạ Tưởng rời khỏi Tần Đường, đã đến rồi. Cho dù thế nào thì Hạ Tưởng cũng thấy mình có chút thành tích ở Tần Đường, cũng có chút tiếc nuối. Đối với vấn đề của Ngưu Lâm Quảng, hắn cho rằng mình đã quá nhân từ, quá nương tay. Tuy nhiên hắn cũng bằng lòng đối với việc bỏ qua cho Trương Quốc Vĩ. Trương Quốc Vĩ có đáng bị cách chức hay không hắn cũng không bình luận, chỉ có điều đứng ở góc độ lãnh đạo tỉnh ủy để nhìn nhận vấn đề, Trương Quốc Vĩ quả là từng có công có tội, nhưng hắn không phải là ủy viên thường vụ hay cán bộ chủ quản tỉnh ủy, cũng không phải là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, bởi vậy không cần thiết phải quan tâm đến vấn đề của Trương Quốc Vĩ. Giữ chức ở Tần Đường, Hạ Tưởng tự mình đánh giá đã đạt tiêu chuẩn. Cuối tháng 9, Cao Hải nhậm chức ở Tần Đường. Sau khi bàn giao xong với Cao Hải, Hạ Tưởng tha thiết dặn dò Cao Hải tiếp tục dẫn dắt Tần Đường phát triển. Dĩ nhiên Cao Hải đồng ý, Cao Hải thật lòng rất vui mừng khi Hạ Tưởng được thăng chức, anh ta rất ngưỡng mộ một người trẻ tuổi mà tài giỏi như Hạ Tưởng, tuổi đời trẻ vậy đã làm lãnh đạo tỉnh khiến Cao Hải rất kính nể. Từ trước đến nay, người trong quan trường đều ghen tị khi người khác lên chức quá nhanh so với mình, nhưng Cao Hải lại khác, Cao Hải không hề ghen tị với Hạ Tưởng, bởi vì sự thăng chức của Hạ Tưởng cũng khiến tiền đồ của Cao Hải rộng mở. Người khác có lẽ không biết được hướng đi sau này của Hạ Tưởng, nhưng Cao Hải đã biết nội tình, Hạ Tưởng đã nhận được thông báo của trường đảng Trung ương, sẽ tới trường đảng bồi dưỡng 2 tháng. Bồi dưỡng tại trường đảng Trung ương, nếu là 1 năm, chắc chắn sẽ tạm rời cương vị công tác. Nếu là nửa năm, phần lớn là tạm thời cách chức, nhưng nếu chỉ ngắn hạn 2-3 tháng, đa số vẫn giữ chức, 2 tháng bồi dưỡng tại trường đảng Trung ương, hướng đi của Hạ Tưởng chưa định, mà lại rời hoàn toàn Tần Đường và tỉnh Yến, cũng rất hiếm thấy. Không phù hợp quy luật chung. Người ở thành phố Tần Đường biết Hạ Tưởng đến trường đảng Trung ương bồi dưỡng cũng không nhiều, bởi vậy, thời điểm Hạ Tưởng rời khỏi Tần Đường, không ít người đến chia tay, còn tiếc thay cho Hạ Tưởng, một cán bộ cấp phó tỉnh trẻ tuổi nhất nước. Sao có thể nào lại nhẹ nhàng đi như vậy? Trương Quốc Vĩ sụp đổ rồi vẫn có thể đứng lên được, còn Bí Thư Hạ thì sao? Thật sự là việc lạ, một sự kỳ lạ lớn. Hạ Tưởng cũng không để ý tới sự khó hiểu của mọi người, cũng không giải thích gì thêm, bởi vì trong lòng hắn đã hiểu một điều, lần này đi trường đảng Trung ương chẳng qua là một lần quá độ, với 2 tháng ngắn ngủi, không đủ thời gian để bồi dưỡng hay huấn luyện, chỉ có thể hiểu được rằng, bước đi tiếp theo của hắn như thế nào còn chưa đạt được thỏa hiệp, trước mắt chỉ để hắn rời Tần Đường và tỉnh Yến, lợi dụng thời gian 2 tháng để trì hoãn. Lúc Hạ Tưởng rời khỏi Tần Đường, chỉ lặng lẽ đến chào từ biệt mấy ủy viên thường vụ đứng đầu, dặn dò Lương Thu Duệ vài câu, bảo y cố gắng làm việc, rồi sau đó rời Tần Đường thẳng đến thành phố Yến. Đến thành phố Yến, giải quyết xong mấy thủ tục liên quan, lại gặp mặt Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng đối với Hạ Tưởng khách sáo hơn nhiều, trong khách sáo còn có sự nhiệt tình. Cũng đúng, Hạ Tưởng rời tỉnh Yến đối với Phạm Duệ Hằng mà nói, Hạ Tưởng không còn gây phiền toái cho tỉnh Yến nữa, mà là khách quý của tỉnh Yến. Xét theo quan điểm chính trị, giữa Phạm Duệ Hằng và Hạ Tưởng đã không có bất cứ mâu thuẫn lợi ích nào nữa. Cho nên mấy năm qua, đây lần đầu tiên Phạm Duệ Hằng đối mặt với Hạ Tưởng cảm thấy thoải mái nhất, tươi cười cũng nhiều nhất. Sau đó Hạ Tưởng lại tới chào từ biệt Cao Tấn Chu. Cao Tấn Chu đã chính thức nhận chức chủ tịch tỉnh Yến, thời gian ông ta ở tỉnh Yến không ngắn, bởi vậy có lợi thế hơn Tôn Tập Dân. Vì thế, việc triển khai công tác của ông ta thuận lợi hơn. Hiện tại Cao Tấn Chu coi như là nòng cốt của gia đình họ Ngô rồi, nhưng dường như ông ta ít được sự quan tâm của gia đình họ Ngô, khi nói chuyện với Hạ Tưởng cũng không hề nói gì đến dự tính của nhà họ Ngô về hướng đi của Hạ Tưởng sau này. Dĩ nhiên Hạ Tưởng không hỏi, hắn và Cao Tấn Chu tuy rằng quen thuộc, nhưng sự ăn ý lẫn nhau thì không nhiều, không gắn bó thân thiết đến mức độ đó. Sau đó, Hạ Tưởng lần lượt đến chào từ biệt các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác, Trương Kiềm, Tiếu Viễn Tâm, Vương Bằng Phi, v.v. Lần này rời khỏi tỉnh Yến,
hắn rất rõ khả năng trở về sẽ rất ít. Trừ khi hắn quen biết được với một số lượng cán bộ đứng đầu tỉnh Yến, cấp trên mới yên tâm để hắn trở về. Chuyên tâm ở tỉnh Yến hơn 10 năm, đi như vậy cũng không muốn, nhưng nghĩ cho cùng cũng là bình thường, doanh trại quân đội là sắt, quân đội là nước, doanh trại thì cố định nhưng người lính thì thay liên tục, thực ra quan trường cũng vậy, trụ sở tỉnh ủy làm bằng sắt, ủy viên thường vụ tỉnh ủy cho dù là bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh cũng vậy mà thôi. Hạ Tưởng không ở lại lâu ở thành phố Yến nữa, sau đó lại tới Bắc Kinh. Bởi vì ông cụ Ngô đã trịnh trọng mời hắn đến nhà họ Ngô tham dự yến tiệc tại nhà. Nếu là yến tiệc tại nhà thì vốn không có người ngoài, nhưng ông cụ Ngô chính thức mời nên rất nghiêm túc. Khi Hạ Tưởng vội đến biệt thự nhà họ Ngô là đã đến chiều. Lễ quốc khánh sắp đến, khu vườn trong buổi chiều, cây cối tùm, ánh nắng còn sót lại của buổi chiều tà dọi xuống, tiết mùa thu bao phủ khắp nơi tạo nên một vẻ đẹp tĩnh mịch. Trong khoảng thời gian ngắn Hạ Tưởng có chút ngẩn ngơ, Bắc Kinh bị bao vây bởi tỉnh Yến, theo địa lý mà nói hắn chưa rời khỏi tỉnh Yến, nhưng theo mối quan hệ tổ chức mà nói, hiện tại hắn đã rời tỉnh Yến hoàn toàn, hắn không phải là cán bộ tỉnh Yến nữa, tiền đồ của hắn sau này đều nằm trong tay ban tổ chức trung ương. Đứng ngoài cửa lơ là một chút, đang định vào nhà thì thấy ông cụ Ngô chống gậy bê tơ ong đứng trước bậc thềm nhìn hắn mỉm cười. Có chút lưu luyến không muốn rời phải không? Rất bình thường, ở lâu một chỗ sẽ phát sinh tình cảm. Ông cụ chất phác tươi cười và chậm rãi nói. Anh nên thay đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, ra khỏi tỉnh Yến, rời khỏi các mối quan hệ trước kia, anh có thể dùng tài năng chân chính của mình mà đứng lên. Bởi vì các mối quan hệ trước kia đối với tiền đồ sau này của anh không có tác dụng, thậm chí còn đem lại phiền toái. Với địa vị và quan điểm của ông cụ Ngô, các mối quan hệ đã qua là ông không quan tâm đến. Nhưng trong mắt Hạ Tưởng lại khác, những người mà hắn quen biết, lại giúp đỡ hắn từ những bước đầu tiên là những bạn bè tốt, cho dù rời xa cũng sẽ không quên, lại càng không thể trở thành điều phiền toái được. Nhưng hắn sẽ không phản bác trực diện lời ông cụ Ngô, chỉ mỉm cười nói. Cháu đi xa, cũng nên đến chào anh em bạn bè. Ông cụ Ngô mỉm cười, không nói thêm nữa, liền nắm tay Hạ Tưởng đi vào nhà. Vừa bước vào cửa, điều khiến Hạ Tưởng kinh ngạc chính là, người ngồi trên ghế sofa đang tươi cười kia không ai khác, chính là Quan Viễn Khúc. Quan Viễn Khúc theo thế lực gia tộc điều đó không sai, nhưng mối quan hệ giữa Quan Viễn Khúc và nhà họ Ngô như thế nào, Hạ Tưởng cũng không hiểu hết được, bởi vì hắn biết Quan Viễn Khúc cũng chỉ qua sự giới thiệu của Mai Thái Bình. Nhưng tình thế trước mắt khiến cho hắn có một sự hiểu biết mới, có thể tham gia yến tiệc tại gia của nhà họ Ngô, mối quan hệ giữa Quan Viễn Khúc và nhà họ Ngô, không cần nói cũng biết. Hạ Tưởng tiến vào, Quan Viễn Khúc đứng dậy đón chào. Hạ Tưởng, lần này cậu tham gia bồi dưỡng cán bộ ngắn hạn, đã trở thành học sinh của tôi có một bài giảng muốn lên lớp. Quan Viễn Khúc niềm nở, nhiệt tình nhưng lại đầy thâm ý. Làm hiệu trưởng, bình thường sẽ không tự mình lên lớp, nhưng Quan Viễn Khúc lại cố ý nhắc đến việc đi học, dĩ nhiên nhắc tới đi học không chỉ đơn giản là lớp học tri thức, còn có ý nghĩa thực tế thật sự. Hạ Tưởng liền biết, lần này tới trường đảng, là con đường chân chính tiếp nối người trước, mở ra giai đoạn mới cho thế hệ sau. Thời gian 2 tháng, không dài cũng không ngắn, đủ để cho hắn suy nghĩ về nhiều điều, ngắn để hắn không kịp lựa chọn, lại sẽ bị đẩy đi hướng nào đó mà không biết hành trình. Chương 1268, tiền đồ, biến số. Yến tiệc của nhà họ Ngô được tiến hành rất thành công. Quan Viễn Khúc lấy thân phận gì tới tham dự yến tiệc của nhà họ Ngô, Hạ Tưởng cũng không hỏi nhiều, Quan Viễn Khúc không nói. Ông cụ Ngô không giải thích, hắn cũng không nhiều chuyện. Tóm lại có Quan Viễn Khúc tham gia yến tiệc, lại có Hạ Tưởng, đồng thời có Ngô Tài Dương, Ngô Tài Giang, Ngô Tài Hà toàn bộ đều đến đủ, rất linh đình. Đúng ra mà nói, không chỉ có Quan Viễn Khúc là người ngoài mà Hạ Tưởng cũng là người ngoài. Quan Viễn Khúc cũng sẽ không hỏi nhiều về mối quan hệ của Hạ Tưởng với Ngô gia, về phần hắn cũng vậy, không thể hỏi nhiều. Trong lòng hiểu được là có rất nhiều chuyện. Cho dù nhìn vào bề ngoài có vẻ kỳ lạ, nhưng chẳng không được lắm miệng, mà cũng không thể biểu lộ sự tò mò được. Bởi vậy, cho dù là kỳ lạ nhưng vẫn vui vẻ trò chuyện, nâng cốc chúc tụng, trong không khí vui vẻ, chẳng những Hạ Tưởng phá lệ uống rượu, Quan Viễn Khúc cũng uống không ít. Tuy nhiên thái độ của Quan Viễn Khúc đối với ông cụ Ngô vừa tôn kính, lại vừa có biểu hiện vâng theo, có lẽ ông cụ Ngô đã từng dìu dắt Quan Viễn Khúc. Hạ Tưởng mới phát hiện, không thể hiểu hết được con người ông cụ Ngô. Tầm ảnh hưởng mạnh của ông ở trong nước,
có lẽ vượt xa những gì hắn dự đoán. Tiễn Quan Viễn Khúc ra cửa, Quan Viễn Khúc nói một câu đầy ẩn ý. Hạ tưởng, hai tháng ở trường đảng, thứ nhất là để học tập lý luận chính trị, nâng cao trình độ chính trị, thứ hai để tĩnh tâm suy nghĩ. Thời gian hai tháng sẽ trôi rất nhanh, phải nắm chắc cơ hội, đừng để uổng phí. Lập trường của Quan Viễn Khúc cũng không cần đoán, anh ta kiên định lập trường bảo vệ và ủng hộ cho thế lực gia tộc, lời của anh ta cũng ám chỉ rất rõ ràng như thế. Buổi tối Hạ Tưởng ở tại nhà họ Ngô, cùng ngồi nói chuyện với ông cụ Ngô. Không ngoài dự kiến của Hạ Tưởng, ông cụ nói với hắn, về bước tiếp theo của hắn, Trung ương có kiến nghị trái chiều rất kịch liệt. Nói chính xác hơn, không phải là kiến nghị trái chiều, mà là tranh luận, bởi vì ai cũng đều muốn quyết định hướng đi của Hạ Tưởng, nhưng ai cũng có ý kiến riêng của mình, bởi vậy liên quan đến việc bổ nhiệm Hạ Tưởng, rất khó quyết định. Lập trường ông cụ Ngô không thay đổi, vẫn quyết định để Hạ Tưởng đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng cụ thể là tỉnh nào thì không có chủ ý, phải nói là đi tỉnh Tề tốt nhất, tuy nhiên cán bộ mới nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ tại tỉnh Tề cách đây không lâu, không tiện thay đổi. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh Lĩnh Nam thật ra phải điều động rồi, hơn nữa Lĩnh Nam cũng là một tỉnh lớn, Hạ Tưởng đến đó cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng Trần Hạo Thiên ở Lĩnh Nam lại nằm trong hàng ngũ của Đoàn Hệ, ông cụ Ngô làm sao có thể yên tâm để Hạ Tưởng đến làm lính dưới trướng của y. Hiện tại Đoàn Hệ luôn tìm cách lôi kéo Hạ Tưởng. Ông cụ Ngô sợ sẽ phải may áo cho người khác. Mấu chốt còn ở chỗ, Thủ tướng lúc trước dường như đã rất thất vọng với Hạ Tưởng, bỗng nhiên lại nhiệt tình hẳn lên với Hạ Tưởng, đối với bước tiếp theo của Hạ Tưởng cũng thể hiện sự nhiệt tình trước nay chưa từng có, đề nghị Hạ Tưởng đến tỉnh Cát Giang đảm nhiệm trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Dĩ nhiên, đề nghị của Thủ tướng vẫn coi như nhẹ nhàng, ít nhất cũng khiến Hạ Tưởng có bước đi tiếp theo tốt, nhưng có người lại cho rằng Hạ Tưởng tuổi còn trẻ, không thể đảm nhiệm trọng trách quan trọng, tốt nhất nên ở trường đảng bồi dưỡng một năm để có cơ sở lý luận vững chắc đã. Còn có Tổng Bí Thư cũng có biểu hiện rất hứng thú đối với bước đi tiếp theo của Hạ Tưởng, trong lòng ông cụ Ngô biết rõ, với tôn nghiêm của Tổng Bí Thư, có khi nào lại để ý đến một cán bộ cấp phó bộ. Chỉ vì hắn là Hạ Tưởng. Đối với việc Hạ Tưởng cuối cùng không giáo giết theo đuổi vấn đề của Trương Quốc Vĩ nữa, điều đó khiến ông cụ Ngô rất hài lòng, cho rằng Hạ Tưởng đã chín chắn nhiều. Đạt được đến cấp phó bộ trở lên, không nhất định phải hạ gục đối thủ mới được, bởi vì nói không chừng đối thủ còn có nguồn năng lượng cực lớn, giết được 1.000, tự làm thương mình 800. Suy xét về lâu về dài, đấu tranh chính trị không phải là chiến tranh, thắng thua không phải thể hiện ở sự lên chức hay xuống chức. Có khi có người đang đương chức tưởng như rất nở mày nở mặt, kỳ thật lại thất bại thảm hại. Thắng thua không chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài, phải nhìn về chiều sâu và lâu dài. Kết cục cuối cùng của Trương Quốc Vĩ, có phải là bút tích của Hạ Tưởng hay không ông cụ Ngô cũng không nghĩ nhiều, có điều ông cũng vô cùng hài lòng về kết quả này. Tuy nhiên đối với hướng đi của Hạ Tưởng, ông cụ Ngô vẫn kiên quyết cho rằng Hạ Tưởng phải đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mới thỏa đáng. Càng ở chỗ cao càng phải biết dùng người, cuộc đấu tranh chính trị cấp cao, phần lớn là những so chiêu chỉ có ý nghĩa tượng trưng, lý luận chính trị, hướng đi của lòng người, thậm chí đối mặt với vấn đề, v.v. đều có thể trực tiếp hoặc gián tiếp giao thủ. Nhưng đi đến tỉnh nào ông cụ Ngô cũng cảm thấy lúng túng. Đến tỉnh xa xôi và lạc hậu, không đi, đến tỉnh kinh tế quá phát triển, không thích hợp để đi lắm, chủ yếu là do thời cơ không thích hợp. Còn có một điểm nữa. Là thế lực gia tộc muốn thao túng tiền đồ của Hạ Tưởng, Tổng Bí Thư cũng có ý nhúng tay vào, mà Thủ tướng cũng muốn sắp xếp con đường phía trước của Hạ Tưởng. Sự việc, càng có thêm nhiều biến số. Hơn nữa còn có lực lượng không tán thành, càng khiến vấn đề tiền đồ của Hạ Tưởng rơi vào bế tắc. Để Hạ Tưởng đến trường đảng bồi dưỡng 2 tháng, cũng là Tổng Bí Thư đề nghị, đều biết rằng đó là kế hoãn binh, muốn lợi dụng 2 tháng này để cùng ngồi lại thỏa hiệp đi đến một thống nhất. Tổng Bí Thư đặc biệt quan tâm đến vấn đề của Hạ Tưởng, khiến tầm quan trọng của Hạ Tưởng được nâng lên nhiều. Ban đầu chỉ có thế lực bình dân và thế lực gia tộc tranh giành Hạ Tưởng, không ngờ thế lực bình dân vừa rút lui, lại có Tổng Bí Thư hứng thú với Hạ Tưởng, muốn sau này sở hữu Hạ Tưởng, vì thế biến số đối với vấn đề của Hạ Tưởng càng ngày lại càng gia tăng. Điều đó cũng khiến ông cụ Ngô lo lắng, nhưng cũng tự đắc. Lo lắng Hạ Tưởng sau khi lên đến cấp bộ trưởng sẽ chuyển hướng. Khiến mọi cố gắng của thế lực gia tộc đều vô ích, lại tự đắc vì mình có con mắt nhìn người, từ lúc Hạ Tưởng mới bắt đầu đã nhận ra hắn rất có triển vọng. Hiện tại Hạ Tưởng trở nên rất nóng, trở thành đối tượng để khắp nơi lôi kéo,
điều đó đã chứng tỏ năng lực và cách đối nhân xử thế khôn khéo của Hạ Tường. Đương nhiên, một người có được sự hoan nghênh của mọi người, thì có lực lượng phản đối cũng là chuyện bình thường, ông cụ Ngô không bao giờ e ngại việc lực lượng phản đối sẽ trở nên hùng hậu hơn. Mục tiêu của ông vẫn là tiếp tục thúc đẩy con đường đi của Hạ Tường, trước tiên đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, sau đó phó tỉnh ủy, sau đó chủ tịch tỉnh ủy, một con đường thuận buồm xuôi gió, tranh thủ đến 40 tuổi tiến vào bộ chính trị. Khi ông còn sống, trước khi Ngô Tài Dương về hưu, sẽ đem Hạ Tường lọt vào danh sách 20 người đứng đầu trong nước. Ông cụ nhìn Hạ Tường ngồi trước mặt, vẫn còn trẻ và đẹp trai, trong lòng lại càng chắc chắn. Hạ Tường không bằng Ngô Tài Dương về bằng cấp, nhưng hắn so với Ngô Tài Dương lại biết cách hành động có chừng mực. Quan trọng hơn là, mê lực về nhân cách của hắn vượt hẳn Ngô Tài Dương. Hắn có tầm nhìn lâu dài, đã âm thầm bố trí nhiều lực lượng, qua một nhiệm kỳ ở Tần Đường, đã bước đầu có tiềm năng của một lãnh đạo. Ngô Tài Dương nếu không phải hơi bảo thủ, thì với thực lực của nhà họ Ngô, có thể đưa anh ta trở vào top 3 cũng không phải không có khả năng. Nhưng bây giờ xem ra, có thể trở thành một trong 9 người đã là không tồi. Hơn nữa, Ngô Tài Dương không quá chú trọng bồi dưỡng lực lượng, có lẽ cũng có liên quan đến việc anh ta xuất thân từ thế lực gia tộc. Hạ Tường lại khác, chẳng những thiết lập được một mạng lưới quan hệ hùng hậu ở tỉnh Yến, mà còn có bồi dưỡng được một số lớn những người thân tín bên mình. Càng nhìn những việc Hạ Tường đã làm, ông cụ Ngô lại càng yêu thích hắn. Ông cụ Ngô đứng dậy, đến trước mặt Hạ Tường vỗ vai hắn nói. Tiểu Hạ, thời gian 2 tháng bồi dưỡng ở trường đảng, không cần trọ ở trường, cứ ở đây là tốt rồi. Hạ Tường cũng biết hắn bồi dưỡng trong thời gian ngắn, chỉ là một cái cớ, thực ra chính vì quá độ. Thịnh tình của ông cụ Ngô hắn không thể chối từ. Vâng, cháu sẽ nghe lời ông. Ông cụ cười vui vẻ. Còn nhiều thời gian, đừng nhất thời nóng vội, thời gian 2 tháng tuy không dài, nhưng nói không chừng cũng có thể học được rất nhiều điều. Tục ngữ có câu, mời sư phụ vào cửa, lĩnh ngộ ở mỗi người. Được ông cụ động viên, Hạ Tường vô cùng cảm động. Người khác coi trọng hắn, chỉ khi cần đến trong lĩnh vực chính trị, chỉ có ông cụ đối với hắn là có tình cảm chân thành, nồng hậu. Ngày hôm sau, Hạ Tường đến trường đảng Trung ương để làm thủ tục nhập học, sau đó chính thức bước vào tinh thần học tập. Trường đảng Trung ương thường xuyên mở lớp bồi dưỡng ngắn hạn, lớp Hạ Tường có tất cả 20 người, là một lớp nhỏ. Phần lớn đều là ủy viên thường vụ tỉnh, phó chủ tịch tỉnh, trưởng ban thư ký tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy v.v. đến từ khắp nơi trên cả nước. Trên cơ bản mà nói, sau khi trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tham gia lớp bồi dưỡng, đại khái sẽ lên chức phó tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy trên cơ bản lên ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh, còn ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh thông thường sẽ lên phó chủ tịch thường trực tỉnh, thậm chí sẽ trực tiếp lên chức chủ tịch. Nói cách khác, lớp bồi dưỡng ngắn hạn này là một bàn đạp để thăng chức. Sự đề bạt trong chốn quan trường, chú trọng thanh thế, chính là muốn để người khác biết rằng người nào đó phải đề bạt, hoặc là để người đó phát biểu bài diễn văn dài mấy trang, trình bày quan niệm chính trị, gây ấn tượng cho người khác, hoặc là tới trường đảng bồi dưỡng, dù sao có rất nhiều con đường để đưa thông tin ra. Khác với những người khác có tiền đồ đã được định liệu là, Hạ Tường vào lớp bồi dưỡng nhưng tiền đồ mờ mịt, không biết tiếp theo mình sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, đi đến nơi nào cũng không rõ. Cũng may ở lớp học cũng làm quen được vài người bạn, cường nhất bộ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tỉnh sở, Lương Hạ Ninh trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Tương, bởi vì có quan hệ với Trần Phong và Mai Hiểu Lâm giới thiệu, nói chuyện với Hạ Tường thật hợp ý. Là người trẻ tuổi nhất lớp học, lại là cán bộ cấp phó tỉnh trẻ nhất trong nước, mặc dù Hạ Tường cố ý tỏ ra khiêm tốn vẫn khiến mọi người chú ý. Mọi người không chú ý cũng không được, ở một lớp học toàn những cán bộ cấp tỉnh từ 50 tuổi trở lên lại xuất hiện một người 33 tuổi, ai cũng phải ngước nhìn hắn vài lần, còn có người tưởng con cái nhà ai đi nhầm chỗ. Tuy nhiên sau khi làm quen, mọi người từ tò mò về Hạ Tường trở thành tán thưởng và quý mến hắn. Ưu điểm lớn nhất của Hạ Tường là rất dễ thích ứng với môi trường mới, rất tự nhiên, ở Tần Đường hắn là nhân vật uy phong số 1. Nhưng ở trường đảng hắn lập tức thay đổi, biểu hiện rất khiêm tốn và e dè. Tuy rằng đa số người ở đây có cùng cấp bậc với Hạ Tường, nhưng Hạ Tường tôn kính họ vì họ hơn tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn, liền khiến bọn họ xem trọng Hạ Tường hơn một bậc, khâm phục cách đối nhân xử thế của hắn. Trong nháy mắt, một tháng học tập ở trường đảng đã qua, quan viễn khúc không lộ diện, một hôm, Phó Tiên Phong bất ngờ xuất hiện, đồng thời còn mang theo một tin có liên quan đến tiền đồ của Hạ Tường.
Chương 1269, bốn bể gió lớn. Trước khi Hạ Tưởng còn chưa rời khỏi Tần Đường, Phó Tiên Phong đã gọi điện muốn gặp mặt hắn, nhưng sau đó lại không có tin tức gì nữa, Hạ Tưởng cũng không hỏi lại việc này, giả bộ đã quên. Bởi vì hắn biết, Phó Tiên Phong sớm muộn gì cũng xuất hiện. Quả nhiên, sau một tháng yên lặng, Phó Tiên Phong đã xuất hiện. Học tập một tháng tại trường đảng, quả thật Hạ Tưởng cũng tĩnh tâm, hơn nữa cũng học tập được ít nhiều tri thức lý luận, đối với bước đi tiếp theo của mình cũng không còn lo lắng nữa, dù sao cũng có người tận tâm sắp xếp cho hắn, mặc kệ là ông cụ Ngô hay Tổng Bí Thư, thậm chí là Thủ tướng đều có hứng thú đối với hắn, khẳng định rằng bước tiếp theo của hắn không phải không có vị trí mà không dễ xác định mà thôi. Khắp nơi lôi kéo Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không phải có cảm giác lo sợ vì được sủng ái, mà cảm thấy trong lòng đang chịu một áp lực rất lớn, bởi vì nếu đứng về phía nào đó đồng nghĩa với rạn nứt với phía còn lại, có nghĩa đã gây ra thù hằn. Dĩ nhiên, đứng về một phía nào đó là một bước cần thiết, ít nhất khi hắn bước vào cấp bộ trưởng, không chỉ nói miệng thể hiện sự quyết tâm mà còn có hành động thực tế để thể hiện lập trường của mình. Đến lúc đó, sẽ không có khả năng mọi việc đều thuận lợi nữa. Phó Tiên Phong lần này đến, chắc chắn cũng vì hướng đi tiếp theo của hắn. Sau khi tan học, Hạ Tưởng đúng hẹn đi đến tòa nhà Thiên Thượng, bắt tay Phó Tiên Phong và bắt đầu câu chuyện. Không có người ngoài, chỉ có hắn và Phó Tiên Phong, đều là bạn bè cũ, đương nhiên không cần khách sáo lắm, Phó Tiên Phong chủ động gọi đồ ăn, sau đó bắt đầu câu chuyện. Hiện tại Bắc Kinh tháng 10 đúng là mùa thu hoạch, Hạ Tưởng, tiền đồ của cậu có phải cũng nên quyết định? Hạ Tưởng chỉ có thể cười. Tôi đều nghe theo sự sắp xếp của đảng. Ha ha! Phó Tiên Phong cười ha hả. Nói có vẻ như oan ức, cậu đừng nên được lợi rồi còn la làng, người khác không có nơi để đi, cậu có nhiều nơi tốt để chọn lắm, hoa mắt để chọn ấy chứ. Hạ Tưởng cũng không phải hoa mắt để chọn, mà không ai cho hắn cái quyền được chọn. Nếu để cho hắn toàn quyền quyết định, đến tỉnh Cát Giang đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là lựa chọn tốt nhất, nhưng lại không có khả năng ấy. Vì bí thư tỉnh ủy Cát Giang là Tống Chiêu Độ. Với mối quan hệ thân thiết giữa hắn và Tống Chiêu Độ, chắc chắn Trung ương sẽ không để hắn đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ở đó. Nếu trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà thân thiết với bí thư tỉnh ủy, hai người kết hợp lại cũng có nghĩa là gần như nắm trong tay vấn đề nhân sự toàn tỉnh, Trung ương sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Đến tỉnh Cát Giang đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy, cũng không tồi. Hoặc có thể đến tỉnh Liêu đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng được, hắn và Trách Thu thật có mối quan hệ không xa không gần, vừa có tiếng nói chung lại cũng không quá gọi là thân thiết. Nhưng cuối cùng là đi về đâu e rằng đến giờ vẫn chưa xác định được, bởi vì hắn chưa nghe được chút thông tin gì. Nghe nói những ngày tháng của thị trưởng Trương ở chương trình, quả thật sự không thoải mái. Phó Tiên Phong nhẹ nhàng nhạo báng. Người mà, quá tự cho mình là thông minh thì không tốt. Con người Trương Quốc Vĩ, thích làm lớn thích công to, tự tâng bốc mình lên khiến người ta cảm thấy phiền chán. Hạ Tưởng chỉ cười chứ không tiếp lời Phó Tiên Phong. Tiên Tiên gần đây ổn chứ? Nhà máy làm ăn đạt hiệu quả và lợi ích cũng không tệ lắm, Phó chủ nhiệm Phó quả nhiên có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Sau khi Trương Quốc Vĩ đi chương trình quả thật rất nghẹn khuất, bị một bí thư tỉnh ủy nhỏ hơn y đến vài tuổi ức chế đến không thể ngóc đầu lên nổi, cũng bởi vì y ở chương trình là không có nền tảng. Còn bí thư thành ủy đã từng ở chương trình đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực, thị trưởng, thẳng đến bí thư thành ủy, cũng đã cứng cáp rồi, từ trên xuống dưới tất cả đều là người của bí thư. Có người bên ngoài đến, lại là phó tỉnh, làm sao có thể lay động quyền uy thâm căn cố đế của nhân vật số một. Trương Quốc Vĩ cảm nhận được sự khó chịu vì khắp nơi bị quản chế, công việc khó có thể triển khai, lời của y không thể ra khỏi tòa nhà thành ủy, cấp dưới không phục y. Y bị bí thư thành ủy và phó thị trưởng thường trực liên kết lại làm mất uy lực ở thành phố chương trình. Một thị trưởng Trương năm đó ở Tần Đường nói một không ai dám nói hai. Thay đổi chỗ liền trở thành hổ lạc đất bằng, trong lòng y rất khó chịu, sức khỏe yếu đi nhiều, hình ảnh không còn vĩ đại vinh quang như xưa, người cũng có vẻ già đi nhiều. Hiện trạng của Trương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng cũng biết chút ít, nhưng không cố ý hỏi thăm, càng không tỏ ra vui sướng khi người khác gặp họa. Hơn nữa thật ra hắn cũng đoán trước sớm muộn gì Trương Quốc Vĩ cũng có kết cục không tốt. Trương Quốc Vĩ là một con rắn, rắn địa phương, rời khỏi Tần Đường liền thành nước không nguồn, y không phải gặp gió gặp nước mà hóa thành rồng. Phó Tiên Phong cũng có ý tứ,
còn luôn để ý đến hiện trạng của Trương Quốc Vĩ, còn lấy ra làm trò cười. Hạ Tưởng cũng không nghĩ Phó Tiên Phong chỉ giễu cợt Trương Quốc Vĩ để vui đùa, anh ta có dụng ý cả. Hiển nhiên, Phó Tiên Phong nhắc lại Trương Quốc Vĩ là muốn khiến hắn nhớ kỹ ân tình của y. Phó Tiên Phong thấy Hạ Tưởng không tiếp chủ đề của mình, cũng không miễn cưỡng, mà chỉ mỉm cười, nói mấy câu về Phó Tiên Tiên. Tình hình của Phó Tiên Tiên, Hạ Tưởng biết rất rõ, bởi vì hắn và Phó Tiên Tiên thường xuyên liên lạc, thường xuyên báo cáo nhất cử nhất động. Sở dĩ nhắc tới, chẳng qua vì cần một đề tài để chuyển mà thôi. Nói một chút chuyện phiếm, cho dù là gặp chính thức hay là cuộc gặp riêng đều vô cùng quan trọng, không có chuyện phiếm, liền nói ngay đến chuyện chính sự, sẽ có vẻ rất đột ngột và không có không khí, Hạ Tưởng liền chủ động trước. Phó chủ nhiệm Phó cũng nên điều động rồi, có phải Trung ương tăng thêm trọng trách cho anh hay không? Phó Tiên Phong kín đáo nở nụ cười. Ở lâu trong bộ và ủy ban rồi, thì muốn xuống địa phương để rèn luyện một chút, cũng có thêm chút kinh nghiệm. Nhưng phải nói thế nào nhỉ, dù sao cũng có chút khó khăn. Khó khăn là đúng rồi, người trong bộ đều muốn đi địa phương, mượn cơ hội để tiến lên trước một bước, nhưng vị trí ở địa phương cũng có hạn, hơn nữa địa phương chưa chắc đã hoan nghênh cán bộ cấp bộ xuống, trên có lực cản, dưới có hoài nghi, nhất là với cấp bậc hiện tại của Phó Tiên Phong, nếu đi xuống chắc chắn phải là chức chính bộ. Nếu là chính bộ, không phải là vị trí bí thư tỉnh ủy thì cũng là chủ tịch tỉnh. Khả năng chủ tịch tỉnh là lớn hơn một chút, nhưng tổng cộng có được bao nhiêu chủ tịch tỉnh? Nhà họ Phó có thế lực, nhưng cũng không phải muốn có được ngai vàng chủ tịch tỉnh là có được ngay. Hạ Tưởng thử thăm dò một câu. Phó chủ nhiệm Phó cũng phải được lên chức chủ nhiệm rồi. Ai mà không mong được lên chức? Phó Tiên Phong hôm nay đến gặp mặt Hạ Tưởng cũng để nói về hướng đi tiếp theo nên cũng không e dè, cũng bộc bạch. Muốn thì muốn vậy, nhưng khó khăn vẫn rất lớn. Dĩ nhiên khó khăn cũng là chuyện tốt, có cạnh tranh thì khi đạt được thắng lợi mới vui sướng. Hạ Tưởng, lấy ví dụ, nếu về sau chúng ta cùng cộng sự, thì cần phải bỏ qua những khúc mắc trước đó, cần phải nắm tay nhau đi về phía trước. Lời nói Phó Tiên Phong ẩn chứa nhiều tin tức phong phú, cũng khiến Hạ Tưởng nhất thời không hiểu lắm, chẳng lẽ nhà họ Phó và nhà họ Ngô không đi đến được thống nhất trong hành động? Rất có khả năng. Từ lúc Phó Tiên Phong ra tay trừng trị Trương Quốc Vĩ, Hạ Tưởng đã biết điểm tốt của Phó Tiên Phong không dễ nắm bắt, giá phải trả là rất cao. Hơn nữa cao đến mức nếu cho vay, nhất định phải hoàn lại gấp bội. Nhưng hắn không thể mở miệng bảo Phó Tiên Phong không cần trừng phạt Trương Quốc Vĩ, bởi vì Phó Tiên Phong cái gì đều không có nói rõ. Hiện tại cũng vậy, tuy rằng là nói đến tình cảnh của Trương Quốc Vĩ nhưng kỳ thực là nhắc Hạ Tưởng chớ quên nhà họ Phó đã giúp đỡ hắn ở chuyện của Trương Quốc Vĩ, đấy là một sự giúp đỡ, một sự chiếu cố lớn. Cho dù đối với hắn đó là một lễ vật không cần thiết, nhưng nếu Phó Tiên Phong cưỡng ép mà đưa đến tận cửa, hắn chỉ có thể cam chịu, vừa không thể cự tuyệt rõ ràng, lại không thể thuận thế tiếp được, đành phải đặt ở một bên và tùy cơ ứng biến. Dĩ nhiên rồi, sự tình trước kia đều đã qua, tiến lên trước mà không quan tâm những gì đã qua bao giờ cũng tốt hơn cứ chăm chăm nhìn vào quá khứ. Hạ Tưởng mập mờ tiếp lời. Nếu có cơ hội được làm việc cùng Phó chủ nhiệm Phó, cũng rất khiến người ta mong chờ. Chỉ mong có cơ hội, ha ha. Phó Tiên Phong dường như rất vui vẻ, cụng ly cùng Hạ Tưởng. Nào, uống cho tình cảm của chúng ta. Chẳng mấy khi Phó Tiên Phong lại ngay thẳng phóng khoáng đến vậy, Hạ Tưởng liền chạm chén cùng y. Trong nháy mắt, thời gian bồi dưỡng ở trường đảng đã trôi qua 2/3, con đường Hạ Tưởng sẽ đi vẫn chưa được quyết định, cũng khiến Hạ Tưởng không thể nói gì, cứ coi đây là kế hoãn binh thi cũng phải lộ ra một chút tin tức để cho người ta an tâm phần nào chứ. Tuy nhiên đoán chừng cũng sắp rồi. Bởi vì gần đây ông cụ Ngô ít gặp mặt hắn, nói cũng ít, Ngô Tài Dương 10 ngày nửa tháng cũng không thấy một lần, ngẫu nhiên mà xuất hiện cũng sẽ rất vội vàng. Một ngày sau khi ông cụ Ngô nhận một cuộc điện thoại xong, nổi nóng, khiến cho Hạ Tưởng cảm nhận được sự căng thẳng khiến đến khó thở. Những ngày tháng ở Bắc Kinh, thời gian ở trường đảng, nhìn ngoài tưởng như nhàn nhã nhưng thực tế cũng tình hình xáo trộn, che kín huyền cơ, cũng khiến tâm tư Hạ Tưởng không ngừng chìm nổi. Cuối cùng bước tiếp theo sẽ dừng chân nơi nào? Sự việc liên quan đến lợi ích bản thân, hắn cũng không thể không nghĩ tới để làm một học sinh chỉ chuyên tâm đọc sách thực sự được. Lại qua một ngày, Hạ Tưởng nhận được tin Phạm Duệ Hằng, Tống Chiêu Độ, Trịnh Thịnh và Cổ Thu Thật đồng thời đến Bắc Kinh, sau đó lại nhận được tin Trần Phong cũng vội vàng đến Bắc Kinh, không khí rất khẩn trương.
Chuyện có liên quan trực tiếp đến bản thân Hạ Tưởng, trong thời điểm khẩn cấp quyết định vận mệnh tiền đồ của hắn, ngược lại lại trở thành người nằm ngoài cuộc, không phải hắn ra vẻ cao thâm, mà hắn không có quyền lên tiếng. Vừa lúc Nghiêm Tiểu thì gọi điện. Em đang ở Bắc Kinh, anh nói xem, anh mời em ăn cơm hay em mời anh đây? T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M. Giọng nói Nghiêm Tiểu thì dịu dàng, trong trẻo như tiết trời mùa thu, có hương vị của sự lười biếng khiến người ta nghe mà không khỏi say mê. Cũng tốt, cũng nên gặp Nghiêm Tiểu thì một lát, cũng đã một thời gian rồi không nhìn thấy cô ấy rồi. Hạ Tưởng liền hẹn Nghiêm Tiểu thì gặp mặt ở Phẩm Hương Cư. Nghiêm Tiểu thì so với trước kia dịu dàng và bắt mắt hơn nhiều, một cô gái rất biết cách để làm đẹp mình, bởi vì cô rất đẹp, những ưu điểm khác dễ bị lu mờ, nhưng trải qua năm tháng cô có nhiều kinh nghiệm hơn, cô biết cách kết hợp mỹ phẩm với vẻ đẹp tự nhiên của mình, hơn nữa lại có khuôn mặt quyến rũ, Nghiêm Tiểu thì hiện tại có thể vô tình làm nhiều người chết. Nghiêm Tiểu thì vừa nhìn thấy Hạ Tưởng liền cười. Em cứ tưởng anh sẽ béo lên. Vậy mà không phải. Hạ Tưởng cười ha hả. Anh là số khổ, làm sao béo lên được. Em cũng vậy, anh đã quen với em bao nhiêu năm rồi, em vẫn duyên dáng như thế. Thôi thôi. Nghiêm Tiểu thì cười. Đều già cả rồi, anh đã gặp nhiều cô gái như vậy. Cũng may vì anh đã nhớ quen em nhiều năm như vậy, anh quả đúng là thợ săn kiên nhẫn nhất mà em từng gặp đấy. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, đành phải lắc đầu. Bước tiếp theo sẽ đi đâu? Nghiêm Tiểu thì đột nhiên hỏi đến chính sự. Em nghe Phạm Duệ Hằng nói có khả năng anh sẽ đến Bộ Thương mại. Bộ Thương mại, từ đâu có nguồn tin này? Chương 1270, cục diện chờ xác định. Dường như trong tiền đồ của Hạ Tưởng, ai cũng có quyền lên tiếng, chỉ có hắn trở thành người sau cùng biết chân tướng. Phạm Duệ Hằng quả thật đã đến Bắc Kinh. Nhưng Hạ Tưởng cũng không cho rằng Phạm Duệ Hằng có quyền lên tiếng về tiền đồ của hắn, cũng không thể có ai đến hỏi ý kiến Phạm Duệ Hằng. Phạm Duệ Hằng từ đâu biết được hắn sắp vào Bộ Thương mại? Bộ Thương mại cũng không phải là một nơi tốt, thực quyền không lớn, việc làm cụ thể cũng không nhiều. Hắn đến đó, chắc chắn là thứ trưởng, nếu như không có chỗ đứng thì giống như bị thuyên chuyển xuống cấp thấp hơn. Như thế còn không bằng đến một tỉnh bình thường làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy hay trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Hạ Tưởng hơi ngạc nhiên, song bề ngoài vẫn khá bình tĩnh, lắc đầu cười. Sao đến em cũng quan tâm đến hướng đi của anh? Biết trước càng sớm thì chuẩn bị được càng nhiều. Khi anh ở Tần Đường, em không đi theo. Lần này em nhất định phải theo sát. Mùa thu, đúng là khi khí hậu ôn hòa, ở trong phòng Nghiêm Tiểu thì cởi bỏ áo ngoài, để lộ ra bộ ngực ngày càng đầy đặn. Cao vút, khiến người ta mê đắm. Thân hình cô vẫn hoàn hảo như xưa, nơi đẹp nhất là vòng eo nhỏ xíu, đường cong mê hồn. Đàn ông bị cuốn hút nhất là đường cong thân thể của người phụ nữ, Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ. Nhất là gần đây áp lực rất lớn, cần nhất là một bến đỗ để hắn thả lỏng, cho hắn sự an ủi, mà thân thể Nghiêm Tiểu thì chính là sự an ủi thích hợp nhất. Ánh mắt Hạ Tưởng vừa mới sáng lên đã bị Nghiêm Tiểu thì phát hiện. Cô mủm mỉm cười. Tuy trong phòng không có ai khác, vẫn nói nhỏ. Anh đừng có ý nghĩ gì xấu xa, hôm nay em còn có việc khác, không có thời gian ở cùng anh đâu. Khụ khụ. Hạ Tưởng ngượng ngùng ho khan vài tiếng, vội uống trà che giấu vẻ xấu hổ. Anh nghĩ cái gì chứ? Lại ông tôi ở bụi này. Nghiêm Tiểu thì cười rất vui vẻ. Là của anh thì mãi mãi thuộc về anh, chạy không nổi. Anh đã đợi nhiều năm như vậy. Còn sợ không đợi thêm được một hai tháng nữa à? Hơn nữa, em đã cô đơn nhiều năm như thế, không thể bắt anh đợi một chút sao? Hạ Tưởng rõ ràng hết chỗ nói rồi, đành phải chuyển đề tài. Bí thư Phạm đến Bắc Kinh có chuyện gì? Em cũng không biết, dường như cũng là vì bước tiếp theo của ông ta. Gương mặt Nghiêm Tiểu thì đầy vẻ cười cợt, vừa khiêu khích, lại trêu ghẹo, rõ ràng là vừa rồi trêu chọc Hạ Tưởng rất vui vẻ. Cứ nên quan tâm đến bản thân anh là hơn, đừng để ý chuyện người khác đi đâu. Nói thực, em lại hy vọng anh đến phía Nam, đã rất lâu rồi em không về thăm nhà. Những con phố Bắc Kinh vào cuối thu, đêm se se lạnh, trên đường rực rỡ ánh đèn, Hạ Tưởng hiếm khi thư giãn, tản bộ cùng Nghiêm Tiểu Thì. Bởi vì Nghiêm Tiểu Thì ở cách đây không xa nên đòi Hạ Tưởng đưa cô về. Hạ Tưởng cũng chỉ được làm vệ sĩ của cô. Nghiêm Tiểu Thì mặc bộ quần áo gió. Dưới ánh đèn neon, làn da trắng như tuyết, đôi mắt như lóng lánh như nước mùa thu,
quả thật là ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn càng thêm muôn phần diễm lệ. Lúc mới bắt đầu chỉ là đi song song cạnh nhau, thỉnh thoảng nói chuyện. Một lát sau, vì tránh một chiếc ô tô đi quá nhanh, Hạ Tưởng nhẹ nhàng kéo Nghiêm Tiểu Thì, Nghiêm Tiểu Thì liền thuận thế níu lấy cánh tay Hạ Tưởng, lại lặng lẽ tựa đầu vào bờ vai hắn, toàn bộ thân thể đều gắn chặt vào Hạ Tưởng. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và tình cảm dịu dàng của Nghiêm Tiểu Thì, tay Hạ Tưởng cuối cùng cũng từ từ kéo cô vào lòng, trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn. Sự chờ đợi và kiên trì của một người phụ nữ trong mấy năm trời, hắn may mắn biết bao hay là tu thân tích đích từ kiếp trước mà có thể lọt vào mắt xanh của cô. Thế sự luôn như thế, vất vả theo đuổi, có lẽ cuối cùng hoàn toàn không đạt được bất cứ điều gì. Khi lơ đãng lại phát hiện lại có người luôn luôn lặng lẽ chờ đợi ngay bên cạnh. Ngửi thấy mùi hương con gái say đắm lòng người trên người Nghiêm Tiểu Thì, Hạ Tưởng không hề mê đắm, mà bỗng nhiên lĩnh ngộ được rất nhiều điều. Quyết định ra sao đều do hắn, lực lượng các bên đọ sức cũng mặc cho uy phong bốn phương. Dù sao hắn cũng nên ăn uống, ngủ nghỉ, tạm thời làm một ông lão câu cá giả bộ độ lường là được rồi. Hạ Tưởng đưa Nghiêm Tiểu Thì đến dưới lầu, ôm chặt cô một lần, lại cúi người hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói. Chúc em ngủ ngon. Sau đó quay lưng bước đi. Nhìn bóng dáng thoải mái, không sợ khó khăn, quyết chí tiến lên của Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì đứng ngẩn người một hồi, gương mặt tràn ngập nụ cười thỏa mãn, giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Cô quen Hạ Tưởng đã 10 năm, lần đầu tiên Hạ Tưởng ôm cô, lần đầu tiên hôn cô, lần đầu tiên làm cho cô cảm thấy được an ủi và ấm áp. Trong khoảnh khắc đó cô chỉ thấy sự đợi chờ toàn tâm toàn ý và những mỏi mệt trong lòng đều đáng giá. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng không để ý gì đến những việc xung quanh, đến trường đảng học như mọi ngày. Điều không ngờ tới là chương trình học hôm nay tạm thời thay đổi, Quan Viễn Khúc lại đích thân lên lớp. Thân là hiệu trưởng trường đảng, Quan Viễn Khúc chẳng cần đích thân lên lớp. Hơn nữa hiệu trưởng chỉ là chức vụ, chưa chắc hiệu trưởng đã có thể giảng bài. Nhưng Quan Viễn Khúc vẫn cố gắng dành thời gian trong muôn ngàn việc bận rộn, lấy danh nghĩa lên lớp để ngồi trên bục giảng, chỉ sợ rằng điều truyền thụ không phải là tri thức lý luận, mà là khoảng cách lòng người. Quan Viễn Khúc ngồi ở trên bục, đầu tiên là cười. Các bạn, tôi vừa không phải là giáo sư, cũng không phải là giảng viên, việc dạy các bạn thật sự hơi quá sức. Tuy nhiên thịnh tình khó chối từ, các bạn phải cùng tôi nghiên cứu thảo luận một số quan điểm. Tôi đến là để gặp và trò chuyện với các bạn. Tôi nói trước, buổi hôm nay không phải là buổi học chính quy, cứ coi như là một buổi tọa đàm là được. Quan Viễn Khúc cúi người, đi xuống dưới bục, ngồi vào giữa trùng hợp thế nào lại ngồi đúng ngay cạnh Hạ Tưởng, ngồi cùng bàn với Hạ Tưởng chuyện này ở trong mắt các cán bộ cấp cao cấp thứ trưởng trở lên ở lực lượng trung kiên liền có ý nghĩa sâu xa. Đương nhiên, ai ai cũng hiểu sự thoải mái và ôn hòa của Quan Viễn Khúc vừa thể hiện ra một mặt bình dị gần gũi, cũng là vì việc thăng tiến sau này, làm tốt vai diễn lôi kéo lòng người. Bởi vì các vị đang ngồi đây, nói không chừng cùng với từng bước leo cao của Quan Viễn Khúc, đều có thể trở thành lãnh đạo chủ chốt. Nhưng Quan Viễn Khúc ngồi đâu thì ngồi, lại cố tình ngồi ngay cạnh Hạ Tưởng, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Không ít người lại nhìn Hạ Tưởng, ánh mắt chứa đựng thêm nhiều điều. Hạ Tưởng vẫn bình tĩnh. Không nói nhiều, Quan Viễn Khúc hỏi cái gì, hắn đáp cái đó, không nói linh tinh, nghiêm túc tuân thủ phép tắc. Bởi vì trong tất cả mọi người, hắn là nhỏ nhất, tuy rằng Quan Viễn Khúc cố ý biểu hiện thái độ hiền hòa trước mặt, hơn nữa lại để ý nhiều hơn đến hắn, nhưng hắn không thể vượt quyền. Lãnh đạo thoải mái và ôn hòa, là phong độ lãnh đạo, là biểu hiện của nét bình dị dễ gần. Nếu cấp dưới cũng thoải mái và ôn hòa thì là không hiểu biết phép tắc, là không coi cấp trên ra gì. Phép tắc nhất định phải tuân thủ, cho dù lãnh đạo coi trọng anh đến thế nào, bất cứ lúc nào cũng không được quên lãnh đạo là lãnh đạo, không phải bạn bè mà anh có thể tùy tiện cười nói. Kẻ coi lãnh đạo là bạn bè, sớm muộn gì sẽ bị lãnh đạo đá sang một bên. Buổi tọa đàm Quan Viễn Khúc kéo dài khoảng 40 phút. Đối với người luôn luôn bận rộn như Quan Viễn Khúc mà nói, có thể bỏ ra 40 phút để mở một buổi tọa đàm không chính thức đúng là hiếm thấy. Hơn nữa trong 40 phút. Y còn hỏi riêng Hạ Tưởng 3 lần. Hạ Tưởng liền biết, hành động này của Quan Viễn Khúc vừa là một lần nữa ra hiệu ngầm với hắn, vừa là muốn mượn mọi người ở đây để lan truyền sự việc hôm nay tới một số người. Bởi vì các cán bộ cấp tỉnh có mặt đến từ khắp các nơi trong cả nước, nói cách khác, sau lưng bọn họ đều là người của các phe khác nhau. Hạ Tưởng mơ hồ đoán được điều gì đó, liên quan đến bước tiếp theo của hắn, e rằng đã bước vào giai đoạn đọ sức cuối cùng.
Đúng như dự đoán, buổi chiều hôm đó, Hạ Tưởng đã nhận được điện thoại của Tống Nhất Phàm. Anh Hạ, em và cha đang ngồi với nhau, anh mau tới đây. Tống Nhất Phàm cũng không còn nhỏ, nhưng trước mặt Hạ Tưởng dường như cô chỉ là cô em gái mãi không lớn, giọng nói lúc nào cũng thể hiện vẻ nghịch ngợm và nũng nịu. Hạ Tưởng cũng biết Tống Chiêu Độ ở Bắc Kinh, sớm đã muốn chủ động gọi điện thoại tới hỏi thăm một tiếng, nhưng cũng biết Tống Chiêu Độ bận rộn nhiều việc, nên chưa gọi. Bây giờ Tống Nhất Phàm chủ động gọi tới thông báo, Hạ Tưởng liền thầm mỉm cười. Phương hướng của bước tiếp theo vô cùng quan trọng. Trong thời khắc then chốt, nếu như Tống Chiêu Độ không xuất hiện, liền không hợp với lẽ thường. Dường như vài lần thăng tiến quan trọng của hắn đều có bóng dáng Tống Chiêu Độ ở trong. Cho dù là Tào Vĩnh Quốc cũng tốt, Trần Phong cũng được, không phải là không quan tâm đến hắn bằng Tống Chiêu Độ, mà là cả hai đều không ra tay đúng lúc và có dụng ý cao xa như Tống Chiêu Độ. Tống Nhất Phàm gọi tới nghĩa là Tống Chiêu Độ hẹn gặp, Hạ Tưởng đương nhiên là vui vẻ đi tới. Nơi gặp mặt Tống Chiêu Độ là ở một câu lạc bộ cao cấp. Nơi gọi là cao cấp chính là hạn chế người đến, nói trắng ra là không phận sự miễn vào. Nơi này chỉ dành cho hội viên, hoặc nói thẳng hơn nữa là chỉ có cán bộ có cấp bậc nhất định mới có thể vào, thực ra chính là một câu lạc bộ của quan chức, đương nhiên không thể nói rõ với bên ngoài. Hạ Tưởng hiểu rất rõ, Tống Chiêu Độ hẹn gặp hắn ở chỗ này cũng chính là vì muốn yên tĩnh, không có người ngoài quấy rầy. Tống Chiêu Độ hơi gầy hơn một chút so với trước kia, nhưng càng có vẻ nhanh nhẹn và trẻ ra. Hạ Tưởng hơi cảm thán, Tống Chiêu Độ tính tình điềm đạm có thừa, sống hơi nguyên tắc, có quá nhiều tâm sự, có nhiều mối lo nghĩ, làm sao béo ra được. Hai người bắt tay hàn huyên vài câu, tuy nói rất quen với Tống Chiêu Độ, nhưng lễ tiết tối thiểu vẫn phải có. Hai người cùng là người trong quan trường, lại đều mang chức vị quan trọng, sớm đã thành thói quen đến mức tự nhiên. Tống Nhất Phàm vừa thấy Hạ Tưởng liền mặt mày hớn hở, bước đến nắm cánh tay Hạ Tưởng một cách thân thiết, luôn miệng gọi anh ngọt ngào. Tống Chiêu Độ đứng bên cạnh bất đắc dĩ cười lắc đầu. Hạ Tưởng không dễ gì mới ngồi xuống được, Tống Chiêu Độ nói thẳng vào vấn đề. Hạ Tưởng, thực ra tôi rất muốn cho cậu đến tỉnh Cát Giang giúp tôi, cũng đã cố gắng không ít, đáng tiếc là lực cản quá lớn. Cho dù đã sớm dự liệu, Hạ Tưởng vẫn thấy lòng mình trùng xuống. Thật ra trong suy nghĩ của hắn, tới tỉnh Cát Giang là nước đi tốt nhất, cũng là kết quả hắn mong đợi nhất. Nhưng khi chính tai nghe Tống Chiêu Độ chứng thực, hắn không khỏi có phần thất vọng. Nói cách khác, một con đường hy vọng cũng đã bị chặn lối. Trên thực tế, Trần Phong cũng muốn cho cậu đến tỉnh sở, tuy nhiên tình huống phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi. Hạ Tưởng, tôi muốn nói với cậu một câu, cậu vẫn quá nổi bật. Tống Chiêu Độ ngoài là phê bình, thật ra lại là yêu quý và tự hào, trên mặt cũng ẩn giấu một nụ cười đắc ý. Quá nổi bật cũng không phải chuyện tốt, thật ra tôi rất muốn khiêm tốn một chút, ngay cả là làm quản gia cho bí thư Tống, tôi cũng không có ý kiến gì. Hạ Tưởng cười ha hả, về cơ bản hắn đã tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, cũng nhìn thoáng hơn rất nhiều. Làm quản gia cho tôi thì thật là nhân tài không được trọng dụng. Cậu có muốn tôi cũng không đồng ý. Tống Chiêu Độ cười với chút thần bí. Có vị trí tốt hơn đang chờ cậu, thật ra sau này tôi nghĩ lại, cũng nghĩ thông rồi, đến nơi nào không quan trọng, quan trọng là bản thân cậu phải làm tốt mới được. Hạ Tưởng sửng sốt, chẳng lẽ là hướng đi của hắn đã được xác định. Chương 1271, con đường phía trước, ngủ đông. Tạm biệt Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng vừa nghĩ về tin tức Tống Chiêu Độ mới tiết lộ, vừa cùng Tống Nhất Phàm đi dạo trong màn đêm Bắc Kinh. Tống Chiêu Độ cũng đã nói. Chẳng qua đó chỉ là một khuynh hướng mang tính nguyên tắc, càng không phải quyết định cuối cùng, có khả năng còn có thay đổi. Nhưng Hạ Tưởng lại tin rằng, mọi chuyện không khác vậy lắm, bước tiếp theo hắn cũng sắp xuất hiện, không ngờ thật sự là đến. Tuy nhiên một điều Hạ Tưởng cũng hiểu rõ là, e rằng đó vẫn là một bước đệm, càng không phải kế lâu dài. Hắn không thể ở Bắc Kinh lâu, vẫn phải xuống địa phương. Ở địa phương mới là vùng trời rộng lớn của hắn. Chỉ có điều không biết sau khi ra trường đảng, còn phải ở lại Bắc Kinh bao lâu. Nếu như những lời Tống Chiêu Độ nói trở thành sự thật, chính là ý kiến của Tổng Bí Thư cuối cùng đã chiếm ưu thế. Tối hôm qua là Nghiêm Tiểu Thì, đêm nay là Tống Nhất Phàm, xem ra những ngày hắn ở Bắc Kinh vẫn thật là an nhàn thảnh thơi, nhiều cảm nhận khác lạ. Tống Nhất Phàm tuy rằng đã lớn, nhưng vẫn không chín chắn, quyến rũ bằng Nghiêm Tiểu Thì, dù sao cô vẫn là một cô gái trong sáng. Bởi vậy,
lúc ở bên cô là khi Hạ Tưởng cảm thấy thoải mái nhất. Tống Nhất Phàm thích nhất là ôm cánh tay Hạ Tưởng, mà còn ôm rất chặt. Cô lại nghịch ngợm, khi đi đường thích nhón chân, sau đó hết nhìn đông lại nhìn tây, vẫn hồn nhiên hoạt bát hệt như khi xưa Hạ Tưởng quen cô, không khác đi chút nào. Trong khoảnh khắc, liền giống như trở về khoảng thời gian Tống Nhất Phàm học cấp 3, cũng khiến Hạ Tưởng cảm thán. Trước mặt hắn, Tống Nhất Phàm chưa bao giờ có ý đề phòng. Bộ ngực cô càng ngày càng đầy đặn, thỉnh thoảng chạm vào cánh tay hắn, khiến hắn cảm nhận được nhiệt độ khác thường. Nhìn nghiêng khuôn mặt Tống Nhất Phàm vẫn có nét non nớt như xưa, nét thanh xuân và tuổi trẻ cứ nở rộ trên mặt cô, khiến dung nhan cô rực rỡ hơn mọi đóa hoa trên thế gian. Mũi cao mà thẳng, đường cong tuyệt mỹ. Điểm đáng yêu nhất của Tống Nhất Phàm là đôi lông mi chẳng những dài mà còn cong vút, nhất là khi nhìn nghiêng thì đẹp không sao tả xiết. Đôi mắt to long lanh tinh nghịch, như đôi đá quý màu đen. Hạ Tưởng liền nghĩ, cô bé Phàm thật giống như một chú yêu tinh nhỏ vui vẻ. Cô gần như có đủ cả những thứ tốt đẹp mà biết bao người ước ao, nhưng lại không phóng túng, không ngạo mạn, không ham quyền thế, cũng chính tính đơn giản mà không ham muốn nhiều mới khiến cô chưa bao giờ thấy buồn phiền. Đêm thu Bắc Kinh không phải thật đẹp, ngoài ồn ào náo nhiệt và phồn hoa, chẳng chút tình cảm và nhã thú. Hạ Tưởng vẫn khăng khăng cho rằng, ở Bắc Kinh tình người đắt đỏ, khó sống lâu dài. Là thủ đô, Bắc Kinh chỉ là nơi thích hợp để làm quan và kiếm tiền, không hợp để sinh sống. Dân quá đông, áp lực quá lớn, con người sống cũng quá mệt mỏi. Ngay cả hắn, hiện nay cũng là quan lớn cấp thứ trưởng, ở mảnh đất Bắc Kinh này vẫn cảm thấy đưa mắt nhìn bốn phía một màu mờ mịt, không biết tiền đồ ở đâu. Đêm đã khuya, Tống Nhất Phàm lại chưa muốn quay về, có ý khác. Hạ Tưởng lại không dám làm bừa, hắn đưa Tống Nhất Phàm đi dạo ngay trước mặt Tống Chiêu Độ, nếu Tống Nhất Phàm đi qua đêm, hắn không biết ăn nói thế nào. Đành lựa lời nói mãi mới thuyết phục được Tống Nhất Phàm, đưa cô về ký túc xá trong trường. Chia tay Tống Nhất Phàm, Hạ Tưởng cũng không quay về nhà họ Ngô mà đến chỗ Tiếu Giai. Là người phụ nữ đầu tiên của Hạ Tưởng, Tiếu Giai là người âm thầm lặng lẽ nhất, cam tâm đứng phía sau, chưa từng tranh thủ tình cảm, cũng không so bì gì, một thân một mình nuôi con, cô đơn mà vừa lòng sống ở một góc thành phố. Tuy rằng luôn là người đứng đằng sau, nhưng Tiếu Giai chưa bao giờ từ bỏ hạnh phúc. Tiếu Giai có lý do để hạnh phúc, cô có một cô con gái xinh đẹp và đáng yêu, có một người đàn ông vẫn không rời bỏ cô ấy, còn có một sự nghiệp khiến ai ai cũng đều ước ao và cả khối tài sản khổng lồ. Cô còn lý do gì để không vừa lòng? Hạ Tưởng và Tiếu Giai ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, Tiếu Giai chưa bao giờ oán giận Hạ Tưởng điều gì. Bởi vì cô biết, có rất nhiều chuyện muốn đòi hỏi cũng không được, mà người đàn ông như Hạ Tưởng, càng là kiểu người ưu tú, chỉ có thể gặp chứ không thể đòi hỏi. Hắn lại chưa bao giờ nỡ rời bỏ cô, một năm có thể gặp mặt hơn 10 lần cũng đã hài lòng. Cô cũng thấy nhiều đôi vợ chồng bằng mặt mà chẳng bằng lòng, chẳng qua chỉ là danh nghĩa mà thôi. Rất nhiều đôi vợ chồng thậm chí quanh năm suốt tháng cũng chẳng gặp nhau được mấy lần, giống như người xa lạ. Ít nhất giữa cô và Hạ Tưởng, còn có một mối tình và sự ăn ý hiếm có. Tiếu Giai nghe Lý Thấm khuyên, sau khi đầu tư hơn 100 triệu nhân dân tệ vào kế hoạch tài chính lớn, giờ đã biến thành 100 triệu đô la Mỹ. Thêm vào cả tài sản vốn có và một số cổ phần trong tay, tài sản đứng tên Tiếu Giai ít nhất cũng có gần 200 triệu đô la Mỹ, cô cũng là người phụ nữ giàu có danh bất hư truyền. Để không ảnh hưởng đến tiền đồ của Hạ Tưởng, cũng vì tương lai của con gái, Tiếu Giai chỉ để con gái Tiếu Hạ nhận Hạ Tưởng làm cha nuôi, vẫn chưa nói cho cô bé biết chân tướng. Hôm nay Tiếu Giai đang cùng Tùng Phong Nhi thảo luận một hạng mục đầu tư, bỗng nhiên nghe thấy chuông cửa. Bình thường nhà rất ít khi có khách, chỉ có ba người cô, Tùng Phong Nhi, và con gái ở cùng nhau, thêm một cô bảo mẫu, hôm nay là ai đến nhỉ? Vừa mở cửa thì thấy là Hạ Tưởng, khiến Tiếu Giai vui mừng quá đỗi, đến mức gần như không thể tin được hai mắt của mình. Hạ Tưởng cũng không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu, liền bước đến ôm con gái. Tiếu Hạ và Mai Đình là hai cô con gái Hạ Tưởng yêu thương nhất. Cũng là hai cô bé ít có được tình thương của người cha từ hắn nhất. Trên thực tế, Tiếu Hạ còn hơn một chút, Hạ Tưởng một năm cũng có thể gặp vài lần, nhưng Mai Đình, có khi một năm cũng khó được gặp một lần, cũng khiến hắn thấy hổ thẹn trong lòng. Nhưng hiện thực là như thế, cũng chỉ có thể chấp nhận. Tiếu Hạ vô cùng thân thiết với Hạ Tưởng, nói cho cùng trong nhà không có đàn ông, Hạ Tưởng chính là hình tượng người cha hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô bé tuy là cha nuôi nhưng trong suy nghĩ non nớt của cô bé.
chỉ biết Hạ Tưởng là cha, là một người đàn ông mà cô yêu quý nhất. Hạ Tưởng lại chào hỏi Tùng Phong Nhi, việc Tùng Phong Nhi luôn ở bên Tiếu Giai cũng khiến hắn có phần cảm động. Tùng Phong Nhi đến bây giờ cũng chưa có bạn trai, nghe Tiếu Giai nói, cô đã không còn hy vọng với đàn ông, quyết định cả đời không lấy chồng mà sống cùng cô. Hạ Tưởng không có ý phán xét lựa chọn của Tùng Phong Nhi, cũng biết Tùng Phong Nhi trải qua nhiều chuyện phức tạp, là người có khúc mắc trong lòng, có lẽ trái tim cô đã thật sự không còn chỗ cho tình yêu, cứ tùy cô lựa chọn. Dù sao Tùng Phong Nhi và Tiếu Giai ở cùng nhau, với tính cách của Tiếu Giai thì cũng sẽ không xử tệ với cô. Buổi tối, Tiếu Hạ và Tùng Phong Nhi ở cùng nhau, Hạ Tưởng liền ôn lại chuyện cũ với Tiếu Giai. Tiếu Giai liền tâm sự rất nhiều với Hạ Tưởng, không biết thế nào lại nói đến Mai Đình. Cô còn khuyên Hạ Tưởng nên gặp Mai Đình nhiều hơn, bởi vì con gái không thể so với con trai, con gái càng cần có được tình thương của cha hơn con trai. Hạ Tưởng không nói gì. Không phải là hắn không yêu thương Mai Đình, mà là quan hệ giữa hắn và Mai Hiểu Lâm mãi mãi không thể có bước tiến. Tình cảm thực sự không thể miễn cưỡng được, mà Mai Hiểu Lâm đối với hắn, tuy nói không phải là tình cảm sâu đậm, nhưng rõ ràng cũng thật sự rung động, hắn không thể đối mặt với tình cảm của Mai Hiểu Lâm. Ngay khi Hạ Tưởng còn chưa chính thức kết thúc khóa học bồi dưỡng ở trường đảng, qua lời giới thiệu của Cổ Thu Thật, Hạ Tưởng đã nói chuyện riêng với Thủy Thiên một lần. Thủy Thiên và Cổ Thu Thật là bạn cùng trường, nhỏ hơn Cổ Thu Thật 4 tuổi, năm nay 42 tuổi. Về sơ yếu lý lịch của Thủy Thiên, Hạ Tưởng đương nhiên là nắm rất rõ. So với Cổ Thu Thật, Thủy Thiên 32 tuổi lên chức giám đốc sở, 35 tuổi lên thứ trưởng, tốc độ thăng tiến cũng có thể nói là tuyệt đỉnh, cũng có một thời gian được mọi người trong nước ca tụng. Hơn nữa Thủy Thiên và Cổ Thu Thật lại là bạn cùng trường, nghĩ đến chức vụ hiện giờ của Thủy Thiên. Lại tương xứng với lời của Tống Chiêu Độ, Hạ Tưởng liền biết bước tiếp theo của hắn đã hiện rõ mồn một. Một tuần sau, hai tháng học bồi dưỡng ở trường đảng của Hạ Tưởng chính thức kết thúc. Quan Viễn Khúc tham dự nghi thức tốt nghiệp, phát biểu diễn văn quan trọng, đồng thời chụp ảnh lưu niệm với các học viên cấp tỉnh học bồi dưỡng. Sau đó, y lại chụp ảnh với một mình Hạ Tưởng, khẽ nói chuyện riêng với Hạ Tưởng trong vài phút. Các dấu hiệu đều cho thấy, Quan Viễn Khúc vô cùng quan tâm đến Hạ Tưởng. Dường như là cố ý lộ tin tức gì đó ra bên ngoài. Những người có mặt đều là quan chức cấp cao cấp thứ trưởng trở lên, dù có biết hậu thuẫn của Hạ Tưởng hay không, đều hiểu rất rõ mấy hành động đầy ý nghĩa của Quan Viễn Khúc chắc chắn là cố ý, là hết lần này đến lần khác muốn truyền một tin ra bên ngoài. Cũng có người biết hướng đi của Hạ Tưởng chưa xác định thì không khỏi nghĩ thầm, e rằng hành động này của Chủ tịch Quan có quan hệ chặt chẽ với bước tiếp theo của Hạ Tưởng. Sau khi tốt nghiệp, lúc chia tay, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Cường Nhất Bộ và trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Tương Lương Hạ Ninh niềm nở chào tạm biệt Hạ Tưởng. Hai người thật sự có quãng thời gian rất vui vẻ cùng Hạ Tưởng, cũng rất hợp ý nhau, ngoài ấn tượng ban đầu, bọn họ thực sự khá quý mến Hạ Tưởng. Tên của Cường Nhất Bộ khá đặc biệt, lại nhiệt tình, còn biết nói chuyện, không giống như tác phong của trưởng ban tổ chức cán bộ, bắt tay Hạ Tưởng nói không ngừng. Còn Lương Hạ Ninh vẫn ở bên cạnh mỉm cười kín đáo. Chỉ nói vài câu mời Hạ Tưởng đến làm khách ở tỉnh Tương, còn nói bí thư Trịnh gửi lời hỏi thăm Hạ Tưởng. Cuối cùng Hạ Tưởng và hai người bắt tay tạm biệt, khi ra khỏi cổng, Lương Hạ Ninh có vẻ như chợt nhớ ra, hỏi thêm một câu. Cậu đã xác định hướng đi của bước tiếp theo chưa? Tuy nói đều là học viên lớp bồi dưỡng, nhưng dù sao đều là người trong quan trường, quan hệ không phải đặc biệt gần gũi, có những câu không tiện mở miệng hỏi. Bởi vậy Lương Hạ Ninh vừa nói ra. Cường Nhất Bộ liền nhìn y một cái. Đừng thấy Cường Nhất Bộ nói nhiều hơn Lương Hạ Ninh, nhưng những lời của anh ta chưa từng vượt khỏi ranh giới, nói không ít, nhưng toàn là chuyện bên lề, không đề cập đến chuyện quan trọng của cá nhân. Y là người cực kỳ thông minh. Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều về câu hỏi thuận miệng của Lương Hạ Ninh, mỉm cười. Cứ theo sắp xếp của Trung ương thôi. Trả lời rất mơ hồ chứ không trực tiếp. Lương Hạ Ninh khẽ gật đầu, cũng cười. Thực ra tỉnh Tương cũng rất khá, đang cần một người trẻ tuổi, có thực lực như cậu. Y vừa nói xong, dường như tự biết mình đã nhiều lời, lại lắc đầu cười. Tôi vẫn không sửa được tật xấu là nói nhiều, chính cũng là mới quen cậu mà như đã thân, không giữ khoảng cách, cậu cũng đừng trách. Hạ Tưởng liền bắt tay Lương Hạ Ninh lần nữa, cười nói. Thay tôi hỏi thăm sức khỏe bí thư Trịnh và gửi lời chào tới thị trưởng Mai. Nhất định sẽ chuyển lời. Lương Hạ Ninh vẫy tay chào tạm biệt Hạ Tưởng.
bước ra khỏi cổng chính của trường đảng Trung ương, quay đầu nhìn 6 chữ màu vàng khắc trên tấm biển đá, trường đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Hạ Tường khẽ mỉm cười, trong lòng càng kiên định phương hướng của mình. Quay về nhà họ Ngô, cửa thư phòng của ông cụ Ngô đang mở, rõ ràng là đang chờ hắn quay lại. Ông cụ nhà họ Ngô đang vẩy mực múa bút, Hạ Tường đến gần xem, trên tờ giấy trắng viết hai chữ to. Ngủ đông. Hạ Tường liền biết, hắn đã đoán đúng, bước tiếp theo của hắn, chẳng qua lại là một lần qua cầu, hoặc nói chính xác hơn, chẳng qua là một hành trình mang tính tượng trưng. 3 ngày sau, trong hội nghị Trung ương đoàn, người chưa từng làm việc trong hệ thống đoàn là Hạ Tường được bầu làm bí thư ban thư ký Trung ương đoàn. Chương 1272, tiếp tục tiến về phía trước. Nếu như không phải có tiền lệ của Thủy Thiên, việc Hạ Tường được chọn chắc chắn sẽ gây chú từ các phía. Nhưng bởi vì lúc Thủy Thiên được chọn làm bí thư thứ nhất ban thư ký Trung ương, cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống đoàn, bởi vậy, việc Hạ Tường được chọn cũng không hề bất ngờ. Hơn nữa từ sau khi Tổng Bí thư nhậm chức đã mạnh dạn đổi mới trong việc dùng người, luôn có những quyết định đề bạt nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hạ Tường mới 33 tuổi, vẫn còn trẻ, vào Trung ương đoàn giữ chức bí thư ban thư ký, vẫn hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng như trước, trong đó dường như cũng không có nhiều tin tức có thể khai thác, cho nên giới truyền thông chỉ đưa tin đơn giản, không đưa ra phân tích sâu sắc. Chỉ có mấy đơn vị truyền thông phía Nam có vài lời bình luận về việc bổ nhiệm Hạ Tường. Hắn là quan chức cao cấp cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất trong nước, từ ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, bí thư thành ủy thành phố Tần Đường, đến làm bí thư ban thư ký Trung ương đoàn một chức vụ không có tiếng nói lớn. Lý lịch của Hạ Tường rất đặc biệt, rất đáng suy ngẫm. Hơn nữa 2 tháng trước còn tham gia học bồi dưỡng ở trường đảng Trung ương, con đường làm quan của Hạ Tường, vốn là từng bước thăng tiến theo đúng nguyên tắc, sau khi đến cấp thứ trưởng, đột nhiên có tới 2 bước ngoặt liên tiếp. Mọi người đều cho rằng sau khi đến trường đảng học bồi dưỡng, Hạ Tường sẽ tới một địa phương đảm nhiệm chức vụ quan trọng hơn. Không ngờ hắn lại vào Trung ương đoàn, cũng ít nhiều nằm ngoài dự tính của không ít nhà phân tích cục diện chính trị. Bởi vì theo con đường thăng chức thông thường, sau khi Hạ Tường học trường đảng, hẳn là sẽ đến địa phương giữ chức vị quan trọng, ít nhất cũng phải là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Bỗng nhiên lại vào Trung ương đoàn, chẳng lẽ là muốn tiếp bước Thủy Thiên? Bước tiếp theo sẽ làm bí thư thứ nhất. Bí thư thứ nhất lại chính là cấp bộ trưởng. Nhưng vấn đề là năm trước Thủy Thiên mới giữ chức bí thư thứ nhất, nếu không có gì điều gì bất thường, y phải làm hết nhiệm kỳ 5 năm mới có thể tước bỏ chức vụ. Không hiểu rốt cuộc là Hạ Tường đi con đường nào, đường thủy, đường bộ, hay là thủy bộ song hành. Cũng có người hiểu sâu về chính trị nhìn ra manh mối, từ trường đảng đến Trung ương đoàn là mối nối giữa 2 phe phái. Nếu nói trường đảng là ván cầu, như vậy Trung ương đoàn chính là bước đệm, hoặc nói chuẩn xác hơn, là gắn mác. Hạ Tường ở trong, hiển nhiên càng hiểu rõ ý nghĩ trong đó. Trong cuộc đọ sức để quyết định hướng đi của hắn, đầu tiên là thế lực gia tộc thắng một ván nhỏ, sau đó lại là hệ thống đoàn thắng một ván lớn. Cho dù hắn ở Trung ương đoàn bao lâu, khi hắn từ Trung ương đoàn tới địa phương, đều được người dán cho cái mác hệ thống đoàn. 2 chữ, ngủ đông, của ông cụ Ngô là có ý nói cho hắn, những ngày ở Trung ương đoàn, coi như là nghỉ ngơi hoặc dưỡng tâm, trải qua thời gian ở Trung ương đoàn với phong thái của động vật ngủ đông. Đã là ngủ đông, có thể thấy thời gian sẽ không quá dài, nếu không sẽ không phải là ngủ đông, mà là ở ẩn. 1 ngày sau, Hạ Tường chính thức đến Trung ương đoàn trình diện và nhanh chóng nhập cuộc, tiếp nhận một loạt các công việc của bí thư ban thư ký Trung ương đoàn. Bắt đầu giai đoạn thứ 2 trong con đường quan lộ chặng đường thăng trầm nhất trong cuộc đời hắn. Công việc của Trung ương đoàn đa phần là nghiên cứu thảo luận, từ xưa đến nay Hạ Tường chỉ công tác ở địa phương, có phần không quen. Mất khoảng 1 tuần mới tạm coi là quen việc, cũng may, công việc tản mạn và nhẹ nhàng, cũng không có vấn đề gì cần giải quyết khẩn cấp, hắn liền làm đúng như ông cụ Ngô nói, ngủ đông. Thật ra Thủy Thiên đối với hắn cũng coi như không tệ. Mặc dù không nhiệt tình bằng Cổ Thu Thật nhưng nói chung cũng tiếp đãi hắn rất tử tế. Thủy Thiên chỉ nhiều hơn hắn 9 tuổi, cũng xem như bạn cùng lứa. Nếu như không phải có Cổ Thu Thật và hắn, Thủy Thiên sẽ giữ kỷ lục cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất cả nước. Tiếc là lại lần lượt bị Cổ Thu Thật và hắn phá vỡ. Đối với Thủy Thiên, Hạ Tường không hiểu nhiều lắm, sau khi tới Trung ương đoàn, tiếp xúc cũng không nhiều. Giữa hai bên chỉ là thái độ giải quyết việc chung. Không có thêm quan hệ cá nhân gì.
Tuy nhiên có vài mối quan hệ lúc trước khi Lý Đình Sơn ở Trung ương đoàn không thăng tiến nổi, sau khi Hạ Tưởng đến, bọn họ chủ động tìm đến làm thân với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng tiếp nhận bọn họ. Đương nhiên, hắn không có ý định lại lập một phe phái ở Trung ương đoàn, hắn hiểu rất rõ, thời gian hắn ở Trung ương đoàn sẽ không lâu lắm, nhiều nhất là nửa năm thôi. Hạ Tưởng hiểu, địa phương mới thực sự là nơi có không gian phát triển, hiện nay việc hắn cần làm chính là an tâm chờ cơ hội. Tin rằng dù là Tổng Bí Thư, hay là nhà họ Ngô, thậm chí là Thủ tướng, hoặc là một lực lượng phản đối nào khác, cũng không muốn hắn yên ổn sống qua ngày ở Trung ương đoàn. Bởi vì nếu hắn đến địa phương, sẽ càng có đất dụng võ hơn ở Trung ương đoàn. Thời gian ở Trung ương đoàn thật sự là nhàn rỗi. Một tháng sau, tâm trạng Hạ Tưởng đã hoàn toàn bình thản, bước chân khoan thai, nói chuyện cũng chậm rãi, càng thêm vững vàng, giống như một vị quan chức lăn lộn trong quan trường đã lâu. Chỉ có điều ngoài bề ngoài phù phiếm, tình cảm mãnh liệt trong lòng vẫn đang chờ ngày bùng lên. Lại một tháng nữa sắp qua, năm 2009 sắp hết, Hạ Tưởng cũng thực sự làm được tròn vai, ngủ đông, gần như hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng, cũng rất ít khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Vầng hào quang cán bộ cấp thứ trưởng trẻ tuổi nhất cả nước cũng mờ dần, dường như hắn đã hoàn toàn bị mọi người lãng quên. Cũng có người khi nghĩ đến Hạ Tưởng không tránh khỏi lắc đầu thở dài. Một ngôi sao chính trị từng ít nhiều tỏa sáng rực rõ, không ngờ chợt lóe sáng rồi thôi, lại trở thành sao băng. Mà ở Tần Đường, vẫn còn lưu truyền câu chuyện của Hạ Tưởng và Trương Quốc Vĩ, còn có người đánh đồng hai cơn bão ảnh với nhau. Hạ Tưởng tuy rằng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra một đợt rầm rộ, nhưng trong những lời truyền miệng của nhân dân Tần Đường, Bí Thư Hạ là phong lưu phóng khoáng, còn Trương Quốc Vĩ lại là hạ lưu vô sỉ. Nhân dân Tần Đường đều nói người có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu. Hiện nay không ít thanh niên khi nhắc đến Hạ Tưởng đều nói Bí Thư Hạ là thần tượng của bọn họ. Nói đến Trương Quốc Vĩ, đều nói Trương Quốc Vĩ chính là con rùa đen, con người quá xấu xa, bình thường nhìn có vẻ rất thành thật, nói không chừng sau lưng ngầm dở mánh khóe gì đó. Tuy nhiên đối với việc Bí Thư Hạ trở thành Bí Thư Trung ương đoàn, không ít người đều không hiểu, vẫn âm thầm tiếc thay cho Bí Thư Hạ. Cũng may sau khi Cao Hải nhậm chức Bí Thư Thành ủy thành phố Tần Đường, trong nhiều lần phát biểu đều chỉ ra, phải tiếp tục noi theo đường lối công tác của đồng chí Hạ Tưởng, đi theo con đường phát triển bền vững. Chính vì Cao Hải dốc sức tuyên dương, thanh danh của Hạ Tưởng ở Tần Đường vô cùng tốt, mà Trương Quốc Vĩ về cơ bản bị đồng nghiệp coi như lá rụng mùa thu, bị quét vào thùng rác. Tết Nguyên đán năm 2010, Hạ Tưởng đầu tiên là đến Thiên Trạch đoàn tụ với Tào Lê Lê, Liên Nhược Hàm. Cũng lạ, hai cô lại coi Thiên Trạch là quê hương thứ hai, không về thủ đô mà cũng không về thành phố Yến. Hạ Tưởng để tùy ý hai cô, sau đó lại về Bắc Kinh, gặp Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc, Tống Chiêu Độ, lại gặp Tiền Cẩm Tùng, Dịch Hướng Sư trong thời gian ngắn. Rất trùng hợp là trong một lần gặp gỡ, còn tình cờ gặp Trương Quốc Vĩ. Thị trưởng Trương Quốc Vĩ vốn có hình ảnh cao lớn, mặt mày hồng hào, mới mấy tháng không gặp đã gầy đi trông thấy, hơn nữa già đi rất nhiều. Hạ Tưởng nhớ rõ y có mái tóc đen tuyền, không ngờ bây giờ hai bên tóc mai đã hoa râm. Nỗi đau đớn lớn nhất của một người không phải là chết, mà là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hiện nay Trương Quốc Vĩ bị vây trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đằng trước không có đường tiến, đằng sau không đường lui, chỉ có thể dẫm chân tại chỗ, nhưng lúc nào cũng phải chịu đựng nổi khổ bị chèn ép mọi phía, chỉ có thể nói một chữ, thảm. Hạ Tưởng có thể hiểu rõ nỗi bi phẫn và đau khổ của đồng chí Trương Quốc Vĩ, nhưng không có cách nào, thân là cán bộ đảng viên, phải tuân theo sắp xếp của tổ chức, ai bảo anh là một viên gạch của đảng, nếu là gạch, là để xây nhà ở hay để xây nhà vệ sinh cũng đều do đảng quyết định. Khi Trương Quốc Vĩ bắt tay Hạ Tưởng, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Bí thư Hạ, trước kia, tôi đã quá nông cạn. Hạ Tưởng không tiếp lời Trương Quốc Vĩ. Kết cục hiện nay của Trương Quốc Vĩ, tuy là phó tiên phong đánh sau lưng, nhưng cũng là tự chuốc vạ vào thân, không thể trách người khác. Cho dù không có phó tiên phong ra tay, tiền đồ của Trương Quốc Vĩ cũng chẳng thể rộng mở hơn chút nào. Đương nhiên, không có phó tiên phong thì Trương Quốc Vĩ cũng sẽ không ngã đau như vậy. Đối với một người trân trọng danh dự mà nói, dù là chính nhân quân tử hay là ngụy quân tử thì cũng đều coi thanh danh như sinh mạng. Sinh mạng chính trị của Trương Quốc Vĩ đã không còn tương lai, thanh danh lại không còn, dùng một câu thông dụng để miêu tả, thật sự là đã mạt vận. Thị trưởng Trương, thành phố Trương Trình cũng có rất nhiều điểm sáng có thể phát triển,
chính là cần tinh thần sáng tạo của ông dẫn dắt thành phố chương trình tiến bước. Hạ Tưởng bèn nói một câu cho có lệ, thật sự là đến nói hắn cũng không muốn nói nhiều với Trương Quốc Vĩ. Sau Tết Nguyên đán không lâu, Mai Hiểu Lâm từ tỉnh Tương trở về Bắc Kinh. Mai Hiểu Lâm hiện nay là phó thị trưởng thường trực thành phố Tương Giang, nghe nói bước tiếp theo có khả năng lên chức. Vừa trở về Bắc Kinh, Mai Hiểu Lâm đã gọi điện hẹn gặp Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa mới nhận lời Mai Hiểu Lâm, không ngờ lại nhận được điện thoại của Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong cũng nói là muốn gặp trực tiếp Hạ Tưởng, nói là có chuyện quan trọng. Hạ Tưởng rơi vào thế khó xử, Mai Hiểu Lâm đã hẹn thì chắc chắn có chuyện quan trọng. Nhưng Phó Tiên Phong lại nói thẳng là cần gặp trực tiếp, thời gian lại trùng với nhau, làm sao bây giờ? Hắn chần chừ một lát rồi vẫn quyết định gặp Mai Hiểu Lâm trước, rồi trở về gặp Phó Tiên Phong. Phó Tiên Phong lại cao giọng cười. Cũng được, tôi đợi cậu một tiếng, có đủ không? Hạ Tưởng liền khách sáo vài câu, gác điện thoại rồi trong lòng còn hơi buồn bực. Gần đây Phó Tiên Phong càng ngày càng khách khí hơn với hắn, hơn nữa còn có hành động để rút ngắn khoảng cách, chẳng lẽ lại có việc lớn nào xảy ra? Trước tiên cứ vứt mưu đồ của Phó Tiên Phong qua một bên đã. Hạ Tưởng cũng biết, từ khi ra tay với Trương Quốc Vĩ, Phó Tiên Phong đã bắt đầu sắp đặt, tới nay cũng đã gần nửa năm, chắc cũng sắp vạch trần hoàn toàn chân tướng sự việc. Mai Hiểu Lâm đẫy đà hơn một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều, có lẽ là do sự nghiệp thành công, tâm tư cũng thoáng hơn. Giờ đây toàn thân cô tỏa ra sức hấp dẫn đặc biệt của người phụ nữ có thân hình viên mãn cùng sự nghiệp thành công, so với lúc Hạ Tưởng mới quen cô, thì không thể so sánh nổi. Mai Hiểu Lâm bắt tay Hạ Tưởng một cách rất lễ độ. Cảm ơn Bí Thư Hạ đã đến. Hạ Tưởng mỉm cười. Sao lại khách sáo thế? Mai Hiểu Lâm cười mà không nói, cũng không mời Hạ Tưởng đến quán trà, mà là trực tiếp nổ máy ô tô. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không? Hạ Tưởng sửng sốt. Còn muốn đi đâu? Cứ đi rồi anh sẽ biết, dù sao tôi cũng không thể hại anh, lại càng không thể bán anh. Mai Hiểu Lâm cười khẽ nói một câu. Hạ Tưởng liền giơ tay nhìn đồng hồ. Tôi chỉ có một tiếng thôi. Mai Hiểu Lâm gật đầu. Nửa giờ là đủ rồi. Hạ Tưởng ngồi lên xe Mai Hiểu Lâm. Sau mấy lần rẽ ngang rẽ dọc thì tới một nơi yên tĩnh, vừa xuống xe liền sững sờ, người đứng trước mặt chính là Phó Tiên Phong. Chương 1273, động tĩnh. Hạ Tưởng sau một thoáng sững sờ, lắc đầu cười. Phó chủ nhiệm Phó, anh và Hiểu Lâm bắt tay nhau cố ý trêu chọc tôi, đúng không? Thật sự không phải thế. Phó Tiên Phong bộ dạng vui mừng như đang có hỷ sự vậy, cười tươi nói. Đó là một sự trùng hợp, thật sự là trùng hợp. Hạ Tưởng không buồn hỏi thêm, bật cười ha hả, rồi đi theo Phó Tiên Phong và Mai Hiểu Lâm vào trang viên. Trang viên vào mùa đông, cỏ cây ngả sang màu vàng úa, phóng tầm nhìn ra xa, mọi thứ trông thật ảm đạm. Men theo con đường mòn ở điền viên, chỉ nghe thấy tiếng gió bắc rít, lạnh buốt. Trang viên này tên gọi là Hà Hoa Thảo Đường, lúc này đây chẳng những không có hoa sen, mà đến cỏ xanh cũng không nốt. Nhưng trong sự hoang lạnh đó luôn tồn tại một điều khác lạ. Mùa đông ở phương Bắc vốn dĩ luôn mang một màu xám xịt, nhưng vạn vật trên thế gian này cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi, thịnh cực tất suy, mùa đông lạnh giá qua đi, tất mùa xuân ấm áp sẽ đến. Cả ba đi đến một lều cỏ có ngoài trời trời. Lều cỏ này là một nơi đáng để đến bất cứ lúc nào vào ba mùa xuân, hạ, thu. Nhưng mùa đông đến đây mang lại cảm giác thật cô đơn. Hạ Tưởng ngồi xuống, trong bụng lấy làm lạ khi cả Mai Hiểu Lâm và Phó Tiên Phong đều ở đây, sao lại mời hắn đến nơi hoang vu xa xôi như thế này. Buổi gặp mặt hôm nay quả thật hơi khác thường. Hạ Tưởng lờ mờ đoán ra được điều gì, nhưng không hỏi, cũng không nói nhiều. Sau khi ngồi xuống, đưa mắt quan sát xung quanh, Hạ Tưởng mới lên tiếng. Sống ở thành phố đã lâu, không ngờ ở ngoại ô lại có một nơi cảnh sắc như thế này. Làn gió thổi man mát cũng đủ khiến cho người ta tỉnh táo. Phó Tiên Phong không ngồi xuống, chống nạnh trông về phía xa, đáp lại. Mùa đông ở miền quê thật tuyệt, đem lại cho ta cảm giác thật khoan khoái, cảm nhận được sự bao la của trời đất, sự mênh mông của biển cả. Phó Tiên Phong cũng khó có lúc nào để tâm hồn được thảnh thơi vậy, có lẽ tương lai sự nghiệp bắt đầu khởi sắc. Hạ Tưởng không tiếp lời mà đưa mắt nhìn sang Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm ngồi đối diện với Hạ Tưởng, dường như cô trở nên mong manh hơn, yêu kiều hơn trước gió, đôi mắt chớp chớp, nhỏ nhẹ cất tiếng.
Trưởng ban thư ký Lương rất có thiện cảm với anh, sau khi trở về đã có không ít lời khen ngợi anh trước mặt tôi. Lương Hạ Ninh cũng là một người khá nổi tiếng, y thừa hiểu mối quan hệ giữa mình và nhà họ Mai là khá tốt, cho nên cố tình muốn mua chuộc Mai Hiểu Lâm, nói vài câu ngon ngọt, làm vừa lòng người, lại được việc. Hạ Tưởng có thể chắc chắn một điều rằng, Lương Hạ Ninh sẽ chẳng bao giờ nói tốt cho hắn trước mặt Trịnh Thịnh. Bí thư Lương sắp trở thành trưởng ban tổ chức cán bộ rồi. Mai Hiểu Lâm nhân lúc Phó Tiên Phong không chú ý, chớp chớp mắt. Ở tỉnh Tương sắp có sự thay đổi lớn về nhân sự rồi. Hạ Tưởng cũng đoán được phần nào. Phó chủ nhiệm Phó sẽ đi tỉnh Tương. Có lẽ thế. Trong nhiều năm thăng trầm ở chốn quan trường, khó có lúc nào Mai Hiểu Lâm bộc lộ hết suy nghĩ của mình, chỉ có lúc này đối diện với Hạ Tưởng, cô mới thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Anh không biết à, Phó chủ nhiệm Phó sắp đến tỉnh Tương đảm nhiệm chức Phó Bí Thư rồi. Hạ Tưởng không biết cụ thể Phó Tiên Phong sẽ đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng thấy Phó Tiên Phong và Mai Hiểu Lâm cùng hẹn hắn một cách bất ngờ thì đã sớm đoán biết được. Phó Tiên Phong sau một hồi thư giãn, mặt mày hớn hở nói. Hạ Tưởng, tôi có một tin tốt lành muốn báo cho cậu, rốt cuộc đã đến lúc rời khỏi Bắc Kinh rồi. Quan trường ở Bắc Kinh tuy tốt, cao quý, dù không được hưởng những đãi ngộ như ở địa phương, không lập được nhiều chiến tích như ở địa phương, nếu muốn làm nên chuyện, thì ở địa phương vẫn có nhiều không gian phát triển hơn, đương nhiên, khi nào đạt đến cấp phó bộ thì không cần phải nói nữa. Cho nên, Phó Tiên Phong từ khi bị bãi miễn ở thành phố Yến, 2 năm nhàn rỗi ở Bắc Kinh, rồi bắt đầu lại, đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Ủy ban Kế hoạch và Phát triển, tuy quyền cao chức trọng, nhưng nếu so sánh, e rằng y vẫn thích ở địa phương hơn. Nhớ đến những năm tháng đã qua, còn nước lũ ở sông Hạ Mã năm đó, và cả vụ tai nạn xe bên sông Hạ Mã nữa. Dường như mọi thứ đã qua xa xôi, bây giờ chẳng tìm thấy được dấu vết nào lưu lại trên mặt Phó Tiên Phong, nhưng Hạ Tưởng biết rõ, những điều che giấu bên trong, chưa chắc đã bị bão táp mưa sa cuốn đi, mà là được giấu ở trong lòng, chờ thời cơ đến rồi lại lấy ra. Sự mạnh mẽ của Phó Tiên Phong là sự mạnh mẽ của y, không phải là chí khí của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trở nên bình tĩnh một cách khác thường, ngoài mặt biểu hiện tươi cười nói. Chúc mừng Phó chủ nhiệm Phó. Cuối cùng cũng đã có vùng trời để vùng vẫy rồi. Phó Tiên Phong cũng dần lấy lại tỉnh táo. Tôi tìm cậu, không chỉ là để báo cho cậu tin này, mà còn một việc khác tôi muốn bàn bạc với cậu. Lương Hạ Ninh muốn chuyển công tác từ trưởng ban thư ký tỉnh ủy sang trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Tương hiện đang trống, nếu cậu đồng ý, tôi sẽ can thiệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 110.